Sơn Thủy có gặp lại. Lý Dật quay đầu, nhìn qua Đường Kiếp đang đuổi theo phía sau, lộ ra một tia cười lạnh, còn mỉa mai dựng thẳng ngón giữa lên, sau đó muốn tiến vào thông đạo. Đột nhiên một đạo lôi điện phóng tới, hóa thành một đạo nhân ảnh, vượt qua trước tiến vào thông đạo, tốc độ của Hồn Thiên Nghi còn nhanh hơn Chử trưởng lão, đi đầu truy kích tới. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, hóa lôi quyết của hắn còn ở cấp độ nông cạn, mỗi lần hóa lôi không chỉ cần rất nhiều ất mộc chi khí chèo chống, hơn nữa thời gian phi thường có hạn. Vào thời điểm nguy cơ này, hắn bất chấp cái gì, trực tiếp hắn nắm lấy thời cơ phong ấn mở ra lao đi, Lý Dật sớm cả kinh ngây ngốc tại chỗ, Lý Vân Tiêu bị Hồn Thiên Nghi nện vào người, hắn tranh thủ cú nện này mà lao ra khỏi thông đạo. Lý Dật bị Lý Vân Tiêu xuất hiện làm cả kinh trợn mắt há hốc mồm, triệt để hóa đá, còn tưởng rằng là những yêu tộc kia thi triển ảo thuật gì đó, khiến cho hắn nhìn thấy kẻ mà hắn căm thù nhất. Thẳng đến khi Lý Vân Tiêu đá văng hắn ra, mới ngất lịm, đó cũng không phải ảo giác gì, mà là Lý Vân Tiêu chân chính. Lý Vân Tiêu, hắn kinh sợ quát lên mấy chữ này, bất luận là lời lẽ gì cũng khó hình dung tâm tình của hắn hiện giờ, nhưng cũng không có quá nhiều thời gian tức giận, bởi vì Hồn Thiên Nghi đã nện tới. Thông đạo từ từ biến mất, vang vọng âm thanh có lỗi của Lý Vân Tiêu. Tại Thiên Thủy Quốc ngươi nhiều lần muốn hại ta, lần này cứu ta một mạng, xem như ân oán của ta đã tiêu trừ. Sơn Thủy có gặp lại, chính ngươi trân trọng. Ngươi không rõ nguyên nhân nếu nghe được câu này, còn có thể cho rằng hai người quan hệ thật tốt đấy. Ít nhất giờ phút này Đường Kiếp cùng người yêu tộc cho rằng là như thế. Lý Dật liều mạng xuất toàn lực, một đạo lực lượng màu đỏ hội tụ vào hai tay, đánh mạnh ra, muốn ngăn trở Hồn Thiên Nghi đánh tới. Một trưởng này vận dụng 10 thành thực lực của hắn, nhưng dưới uy áp của thánh khí vẫn cảm thấy như muối bỏ biển, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cảm giác sắp tử vong này bao phủ toàn thân, trong nội tâm sinh ra cảm xúc tuyệt vọng vô bờ, hắn giờ phút này hận Lý Vân Tiêu đạt tới cực điểm. Ồ! Đột nhiên tiếng hồ nghi của thương vang lên, lực lượng Hồn Thiên Nghi dường như đạt được thu liếm, tốc độ giảm dần. Oanh! Trường lực của Lý Dật đánh vào Hồn Thiên Nghi, tuy thương tạm thời thu liếm lực lượng, nhưng cũng không phải hắn có thể chống lại, lực phản chấn cực lớn truyền tới, thân thể lập tức sụp đổ bay ra ngoài, máu rơi vãi trời cao. Trên thân thể người này có được lực lượng mẫu khí nguyên vẹn, ta cũng không quá xác định, trước xem xét hắn kỹ càng. Vâng. Lê ứng một tiếng, nói. Lý Vân Tiêu làm sao bây giờ? Sắc mặt Đường Kiếp khó coi nói. Ta và Chử trưởng lão đuổi theo, các ngươi không tiện ra ngoài. Lần này hắn thoát đi, ra khỏi phong ấn không gian muốn đuổi theo hắn càng khó. Vũ cũng không ôm hy vọng, trên mặt đầy thất vọng, nhưng vẫn tiện tay bấm pháp quyết, mở ra một cái lối đi, cho đám người Đường Kiếp thông hành. Thương đại nhân, Hồn Thiên Nghi. Chờ đám người Đường Kiếp rời đi, Vũ nhìn qua Hồn Thiên Nghi linh khí 10 phần, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ đã chữa trị toàn bộ? Còn chưa được. Thương thở dài truyền đến, nói. Dù sao cũng là thánh khí, một khi tổn hại nào có dễ dàng như vậy. Nhưng mà có câu xá luân ta cân nhắc không sai biệt lắm. Chờ ngày thuật võ xong hội tới, là thời điểm ta chữa trị Hồn Thiên Nghi. Đám người Đường Kiếp lao ra khỏi phong ấn, Chử trưởng lão lập tức dùng lực lượng phong bế không gian trụ sở tứ cực môn lại, bắt đầu cảm giác từng chút. Người phương nào? Vài âm thanh kinh hô vang lên trong trụ sở tứ cực môn, ngay sau đó có mấy đạo thân ảnh bay lên, trong chốc lát tụ lại với nhau, sắc mặt vốn sốt sắng, khi nhìn thấy là Đường Kiếp cùng Chử trưởng lão thì giật mình, cũng không dám hỏi nhiều. Đường Kiếp, người đang giở trò quỷ gì đó? Một tiếng quát vang lên, Đường Tâm dẫn người tới, dưới sự chỉ huy của hắn, bao vây đám người Đường Kiếp vào trong. Đám người Đường Tâm được mọi người ủng hộ, mấy tên cường giả trực tiếp vây quanh Đường Kiếp. Bọn họ đều là tâm phúc tuyệt đối của Đường Tâm, cho dù giết Đường Kiếp cũng sẽ không lưu tình. Giờ phút này đã chạng vạng tối, cũng là lúc Tiền Vô Địch tới gặp mặt, ánh mắt của hắn nhìn qua người Đường Kiếp, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Vốn cho rằng đạt được đạo quả, tiến giai võ tôn, người mạnh nhất thế hệ trẻ Thương Minh vốn thuộc về Lệ Phi Vũ. Kết quả lần trước gặp Lương Ngọc Y đánh một trận, nội tâm của hắn sinh ra suy nghĩ khác, đừng nói đấu Lý Vân Tiêu. Cho dù là đấu với Lương Ngọc Y thì hắn cũng không có nắm chắc thủ thắng. Hiện tại vừa thấy Đường Kiếp cũng vừa tiến giai võ tôn không nói, còn toát ra khí tức cường đại làm cho hắn kinh hãi. Hừ, Đường Tâm, trong môn có gian tế lẫn vào, ta đang bắt gian tế, ngươi cút sang một bên, không nên vướng bận ta.
Tâm tình của Đường Kiếp vốn cực kém, đặc biệt sau khi tu luyện yêu công thì tính tình táo bạo, thoáng cái Vũ Văn Cao đã chết, Lý Vân Tiêu bỏ chạy, hắn đã sớm ở biên giới bùng nổ, cộng thêm lực lượng của mình tăng lớn, làm gì để mắt tới Đường Tâm, lúc này không chút che giấu miệt thị của mình. Đường Tâm giận quá thành cười nói. Ha ha, gian tế, đêm nay ta mở tiệc chiêu đãi khách quý, ngươi cố ý muốn phá hư chuyện của ta sao? Đừng cho là ta không biết chi tiết của ngươi, trong không gian phong ấn kia nuôi dưỡng mấy con yêu thú a. Sắc mặt Đường Kiếp đột biến, lạnh như băng nói. Đệ đệ, ngươi đang muốn tìm chết đấy. Đường Tâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng nói. Ca ca, sống lâu với súc sinh, ngươi cũng biến hóa rất lớn đấy. Vào lúc hai người đối chọi gay gắt, Lý Vân Tiêu đột nhiên xông ra từ hư không, nói. Đường Tâm huynh, yêu thú của ca ca ngươi suýt giết ta, cứu ta. Hắn thoáng cái trốn ra sau lưng Đường Tâm, lộ ra vẻ mặt lo sợ. Quả nhiên gian tế này là ngươi dẫn tới. Đường Kiếp giận tím mặt, sắc mặt vô cùng khó coi. Khó trách Đường Tâm biết hắn sống chung với mấy đại yêu, thì ra là cùng một bọn. Sao Lý Vân Tiêu ra đây, có thể tha cho ngươi không chết, ngươi còn có thể làm đệ đệ của ta, nếu không. Nếu không cái gì? Sắc mặt Đường Tâm phát lạnh, tuy hắn không biết Lý Vân Tiêu làm sao tới đây, nhưng lời của Đường Kiếp làm cho hắn giận dữ. Trong mắt Đường Kiếp hiện ra một tia sát khí, lạnh giọng nói. Nếu không ta muốn quân pháp bất vị thân. Lời nói vừa ra, khí tức khắc nghiệt bao phủ toàn trường, hào khí lập tức ngưng trọng, tuy đều là người tứ cực môn nhưng phân biệt ra hai phái rõ ràng. Nhị công tử, ngươi nên giao người nọ ra đi. Trừ trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Các ngươi đều là nhân tài kiệt xuất của tứ cực môn, không nên nội đấu, để tránh ngoại nhân nhìn mà chê cười. Hừ. Trừ trưởng lão bắt đầu từ khi nào đầu nhập vào Đường Kiếp vậy? Không nể mặt. Sắc mặt Đường Tâm tức giận, mỉa mai nói. Vì sao không cho ta biết một tiếng, để Đường Tâm cho ngươi chúc mừng? Trừ trưởng lão cũng nghe ra ý mỉa mai trong đó, ngược lại cũng bất động thanh sắc, chỉ lãnh đạm nói. Ta không có đầu nhập vào bất cứ kẻ nào, tất cả đều nghe lệnh của môn chủ. À, nghe lời này của ngươi, phụ thân ta muốn ngươi nghe Đường Kiếp điều khiển. Tuy Đường Tâm nói trêu chọc 10 phần, trong con ngươi mang theo khiếp sợ thật sâu. Đệ đệ thật thông minh, ngươi không phải vẫn tự cho rằng tính toán không bỏ sót sao? Chẳng lẽ chuyện đơn giản như thế còn nhìn không ra? Đường Kiếp đắc ý nói. Phụ thân cho ta, không chỉ riêng Trừ trưởng lão, còn có rất nhiều tài nguyên. Chắc hẳn ngươi sớm biết rõ, chỉ là giả ngu mà thôi đúng không? Đệ đệ tốt của ta, giả ngu cũng không thể cứu được ngươi, nên thông minh một chút. Quỳ xuống dập đầu nhận sai với ca ca, ca ca vui vẻ cho ngươi sống qua cả đời. Đường Tâm mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Nói xong chưa, nói xong thì chút về hang ổ yêu thú của ngươi đi. Tốt, ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, Trừ trưởng lão, không nên khách khí với hắn, trực tiếp bắt Lý Vân Tiêu, nếu có phản kháng, giết không tha, kể cả Đường Tâm cũng thế. Trên mặt Đường Kiếp hiện ra sát cơ, lạnh lùng nhìn qua Đường Tâm. Đệ đệ này là họa lớn trong lòng của hắn, trong lúc này đã không phải đối thủ của hắn, làm cho nội tâm của hắn sinh ra khoái cảm trả thù. Trừ trưởng lão và bốn tên võ đế khẽ động, vây quanh đám võ giả chung quanh, nếu thật quyết liệt chém giết thì bọn họ chỉ là pháo hôi mà thôi. Đường Tâm công tử, ngươi nhất định phải cứu ta đấy, đừng quên ngươi ban ngày hứa hẹn, nói trong tứ cực môn, cho dù là người bảy siêu cấp thế lực cũng đừng mong bắt được ta. Lý Vân Tiêu bộ dáng hoảng sợ. Mặc cho ai cũng biết hắn đang giả bộ, Đường Tâm càng im lặng, thì ra tiểu tử này đã sớm tính toán tốt, chính mình đã bị hắn lừa. Nhưng cho dù không có hứa hẹn kia, vào lúc này cũng không thể để Đường Kiếp mang Lý Vân Tiêu đi. Đừng nói Lý Vân Tiêu nắm giữ tình báo của Đường Kiếp, ngay cả lập trường của hắn cũng quyết không để chuyện này diễn ra. Yên tâm đi, Đường Tâm ta là người nhất ngôn cửu đỉnh, mặc dù vạn chết cũng không hối tiếc. Đường Tâm thề son sắt nói ra. Đã như vậy, cùng đi chết đi, giết. Đường Kiếp ra lệnh một tiếng, bốn tên cường giả võ đế trong mắt mang theo không cam lòng và do dự, nhưng trung thành vẫn chiếm thượng phong, khí thế tản ra làm người khác câm như hến. Trừ trưởng lão cũng chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh Đường Tâm, nói. Nghe nói Ẩn Long là đệ nhất cao thủ bên người nhị công tử, vô cùng thần bí. Ta hôm nay rất muốn vạch mặt ngươi ra xem xét. Ẩn Long vẫn ở trong áo đen bao phủ toàn thân, nói.
Muốn nhìn mặt của ta, vậy phải có giác ngộ chết không được tử tế. Hắn không sợ chút nào, đi lên phía trước, ánh mắt hai người gặp nhau, trong mơ hồ linh áp tản ra, lập tức khiến người bốn phía cảm thấy áp lực thật lớn. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đột nhiên một lực lượng tường hòa truyền tới, lập tức ngăn cản bốn tên võ đế sắp ra tay, một tiếng hử lạnh vang lên, nói. Đều dừng tay. Một lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối giáng lâm, lập tức chấn bốn tên võ đế trở về, người tới chính là phó mông chủ tứ cực môn La Anh. Sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, trên mặt mang theo lửa giận, trầm giọng nói. Trừ trưởng lão, các đồng môn tương tàn nội đấu, người không chỉ không ngăn cản, còn tham dự vào. Trong lòng trừ trưởng lão cả kinh, thu hồi ngăn cản khí tức của ẩn long, thản nhiên nói. Ta chỉ là nghe theo lời môn chủ phân phó, ta lấy đại công tử làm chủ. La Anh lạnh lùng nói. Ta mặc kệ ngươi nghe ai phân phó, tóm lại chuyện đồng môn tương tàn ta không cho phép, các ngươi từ chỗ nào tới thì cút trở về đi. Sắc mặt trừ trưởng lão khẽ biến, La Anh nói lời này là không cho hắn mặt mũi. Nhưng thực lực và địa vị đối phương còn trên mình, cũng không nên nói cái gì, chỉ hừ một tiếng, ngóc đầu lên, bộ dáng bướng bỉnh không thuận theo. Đường Kiếp là người chủ sự, đứng ra nhìn chằm chằm vào La Anh nói. Phó môn chủ đại nhân, Lý Vân Tiêu tự tiện xông vào cấm địa của ta, chỉ cần đường tâm giao hắn cho ta, mọi chuyện đại cát. La Anh nhướng mày, nói. Lý Vân Tiêu chính là khách do đường tâm mời đến, làm sao xông vào cấm địa của ngươi, cho dù là có chỉ sợ cũng là vô tâm thôi. Phó môn chủ nói đúng, ta thật là vô tâm. Lý Vân Tiêu cười phụ họa nói. Ngươi! Đường Kiếp chán nản, gây ra động tĩnh lớn như thế, tại sao có thể là vô tâm, nhưng chuyện quần yêu điện hắn cũng không cách nào nói rõ, chỉ có thể oán hận nói. Phó môn chủ đại nhân, ta hy vọng ngươi nên cân nhắc hiện tại ta xưa không bằng nay, ngươi đừng đứng sai đội, như thế sẽ nguy hiểm đấy. Hắn nói ra lời này sắc mặt mọi người biến hóa, Đường Tâm thì mừng rỡ trong lòng, thái độ của La Anh vẫn luôn trung lập, Đường Kiếp đang tự tìm đường chết, đưa hắn đẩy qua bên cạnh mình. Quả nhiên, sắc mặt La Anh đột biến, lạnh lùng nói. La Anh ta rất muốn nhìn một chút đại công tử làm sao gây phiền toái cho ta, ta đếm tới ba, các ngươi còn chưa cút trở về thì đừng trở về nữa. Một, vừa nói xong, hắn bắt đầu đếm. Đám người trừ trưởng lão biến sắc, biết rõ đàm phán triệt để tan vỡ. Hơn nữa La Anh nói chuyện là nhất ngôn cửu đỉnh, không lùi thì đúng là gặp phiền toái rồi. Đường Kiếp tức giận đến giận dữ, quát. Tốt, tốt, rất tốt, bổn công tử nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Đường Kiếp cũng không phải người ngu, tình huống hiện tại, bọn họ cho dù thế nào cũng không thể chiếm tiện nghi, mang theo mọi người hậm hực mà quay về, biến mất trong không gian phong ấn. Đường Tâm bước lên trước, nói. Đa tạ La Thúc Thúc xuất thủ cứu giúp. Sắc mặt La Anh vẫn tái nhợt, nói. Không sao, Đường Kiếp càng ngày càng quá phận, chờ chuyện lần này chấm dứt. Ta trở về tứ cực môn sẽ hỏi thái độ của phụ thân ngươi. Sau khi hắn nói xong, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Lý Vân Tiêu, liền biến mất tại chỗ. Cuối cùng được cứu trợ, Đường Tâm công tử quả nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, nói giữ lời a. Lý Vân Tiêu hô to, bọ dáng sống sót sau tai nạn. Ha ha, đâu có đâu có. Vân Thiếu nói giỡn, yến hội hôm nay ta cho rằng ngươi không tới đây, thì ra đã sớm tới. Còn dẫn xuất phiền toái lớn như vậy cho ta nha. Đường Tâm trên mặt cười ha ha, ánh mắt của hắn lại lạnh như băng. Hành động hôm nay của Lý Vân Tiêu đã gây mâu thuẫn giữa hắn và Đường Kiếp trở nên gay gắt, mà hắn bây giờ hoàn toàn không biết át chủ bài của Đường Kiếp là gì cả, ngược lại còn phải tươi cười chào đón, còn cầu Lý Vân Tiêu cung cấp tin tức của Đường Kiếp, chuyện này làm hắn biệt khuất cả bụng. Biệt khuất thì biệt khuất, chuyện nên làm vẫn phải làm. Đường Tâm cười nói. Vân Thiếu, Vô Địch huynh, mời vào trong. Lam Vãn Thiết Trâm, một. Mở tiệc chiêu đãi trong một gian mật thất nhỏ, chỉ có Lý Vân Tiêu, Tiền Vô Địch, Đường Tâm cùng với Ẩn Long vô cùng thần bí. Ẩn Long ở đây đủ thấy rõ địa vị của hắn trong lòng Đường Tâm. Mật thất nơi này có 18 đạo cấm chế, là tuyệt đối không có khả năng bị người ta nghe trộm, các vị yên tâm. Đường Tâm vô cùng có lòng tin vào mật thất này. Ân, như thế rất tốt. Dù sao chuyện ta nói rất lớn, nhiều một người biết thì nhiều ra một phần nguy hiểm. Lý Vân Tiêu cười nói, lập tức lộ ra thần sắc cẩn thận, làm cho Đường Tâm cùng Tiền Vô Địch giật mình. Sắc mặt Đường Tâm vô cùng khó coi, ngưng trọng nói.
hẳn là Nặc Á Chi Chu đã rơi vào trong tay Đường Kiếp. Vấn đề này liên quan quá nhiều, đặc biệt là đối với hắn mà nói càng chí mạng. Nếu như Đường Kiếp lấy được Nặc Á Chi Chu, như vậy hắn sẽ triệt để mất đi phụ thân ủng hộ, khó mà chống lại Đường Kiếp. Tiền Vô Địch cũng khẩn trương lên, địa vị của siêu phẩm huyền khí thật sự quá nặng, nếu như người nào thu được và nhận chủ, như vậy cách cục của cả đại lục sẽ biến hóa. Chỉ có Ẩn Long giấu sau áo đen không có biến hóa, nhưng nghĩ cũng không bình tĩnh. Lý Vân Tiêu cười nói. Điểm ấy mọi người không cần lo lắng, Nặc Á Chi Chu đúng là bị người ta thu, nhưng cũng không phải là Đường Kiếp. Hai người sinh ra chấn động trong lòng, Tiền Vô Địch sợ hãi nói. Là ai? Trong lòng Đường Tâm thì thở ra một hơi, trong lòng bàn tay thậm chí có mồ hôi lạnh chảy ra. Lý Vân Tiêu nói khẽ. Là Diệp Nam. Ngày sau người này các ngươi không cần quan tâm, Diệp Nam sau này không có bất cứ hứng thú nào với Thương Minh. Còn hắn hiện tại ở nơi nào, xin lỗi ta không biết. Ân, Vân Thiếu nói thế ta tự nhiên tin tưởng. Đường Tâm nói. Ngươi lúc trước nói đại yêu cùng thiên địa kỳ cuộc là chuyện gì? Lý Vân Tiêu mang chuyện ngày đó chọn lọc nói ra, lai lịch đại yêu và vương tọa bố trí, hai người nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Nói chuyện tới cả nửa đêm. Tiền Vô Địch vạn phần ảo não nói. Ngày đó ta rời đi lại diễn ra nhiều chuyện như thế, thật hối hận a. Lý Vân Tiêu cười nói. Vô Địch huynh tranh thủ thời gian đột phá đến võ tôn, làm người ta không ngừng hâm mộ, tại sao ảo não? Nếu ngày đó lựa chọn lưu lại, người chưa hẳn còn mạng ra ngoài. Sau khi Đường Tâm nghe xong, sắc mặt của hắn tái nhợt, cắn răng nói. Người nói Đường Kiếp cũng thông hiểu cách phá thiên địa kỳ cục. Đúng vậy, ngày đó tuy là tiến hành vô tình mà thôi, nhưng đúng là phá vỡ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Sắc mặt Đường Tâm huynh vì sao còn khó coi hơn cả gan heo vậy? Trong lòng Tiền Vô Địch khẽ động, nói. Ta vẫn nghe nói Đường Tâm ngươi là tuyệt đại tài tử phá giải thiên địa kỳ cục, hơn nữa đạt được vương tọa trận đạo truyền thừa, chẳng lẽ có vấn đề? Sắc mặt Đường Tâm càng đen hơn, khó có thể ức chế cảm xúc trong lòng, hai cánh tay nắm chặt lại. Đi qua đi lại trong mật thất. Hai người Lý Vân Tiêu lẳng lặng chờ đợi, một lát sau Đường Tâm cũng an định lại, nói. Nghe đồn cũng không sai, ta thật sự phá vỡ kỳ cục, hơn nữa đạt được truyền thừa. A, trong lòng Tiền Vô Địch chấn động, tập trung tinh thần nói. Nếu vương tọa trận đạo truyền thừa đã bị ngươi đoạt được, có gì phải sợ? Sắc mặt sao khó coi thế? Đường Tâm nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì truyền thừa kia khác ở bên ngoài hóa thần hải, phàm là người phá vỡ đều có thể xem. Tiền Vô Địch sững sờ nói. Thì ra là thế. Đường Tâm không thể xua tan phiền muộn trong lòng, tức giận nói. Hơn nữa theo thời gian mà suy đoán, hắn vô cùng có khả năng đã đi tới bên ngoài hóa thần hải. Hơn nữa, nội tâm của hắn dãy giụa, rốt cục nói ra. Hơn nữa tài nguyên tứ cực môn giống như thủy triều rót vào hắn. Ta hoài nghi những đại yêu kia cách khôi phục thực lực đỉnh phong không còn xa. Tiền Vô Địch sợ hãi nói. Vài tên đại yêu cửu giai đỉnh phong, lần này chơi lớn rồi. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Khôi phục là khẳng định, nhưng tuyệt đối không thể khôi phục tới đỉnh phong, nếu không hắn đã sớm động thủ thống nhất Thương Minh. Chính hắn cũng đã từng là võ đế đỉnh phong, tự nhiên biết rõ đó khó muốn khôi phục toàn bộ. Chỉ có tài nguyên là không đủ. Nhất định phải có thời gian tích lũy mới được. Hơn nữa vừa vào quần yêu điện một chuyến, những đại yêu kia tuy khôi phục không ít, nhưng mà cách võ đế đỉnh phong còn rất xa. Đường Tâm sinh ra ý hung ác, hung hăng nói ra. Quá nguy hiểm, sớm biết như thế nên sớm diệt trừ hắn, tất cả vốn nằm trong khống chế của ta, không thể ngờ sinh ra sơ suất lớn như vậy, quả nhiên là người tính không bằng trời tính, vận khí của hắn quá tốt, có thể nói là nghịch thiên. Lý Vân Tiêu nhìn sắc mặt giận dữ của Đường Tâm, thản nhiên nói. Khí hậu đã thành, Đường Tâm huynh sợ rằng khó bảo toàn a. Hừ, tuy vận khí của hắn nghịch thiên, nhưng ta sớm bố cho tốt các chuẩn bị ở phía sau, hắn muốn đối phó ta thì không thể nào làm ngay được. Đường Tâm lạnh lùng nói. Chỉ cần hắn không có Nặc Á Chi Chu cùng cường giả võ đế đỉnh phong tương trợ, ta có thể tùy thời tiêu diệt hắn. Lý Vân Tiêu cười nói. Đường Tâm huynh cũng đừng đánh giá thấp thực lực mấy đại yêu kia, trong tay bọn chúng có huyền khí cửu giai đỉnh phong đấy. Ta lại có chủ ý này, giúp Đường Tâm huynh giảm nhiều phiền toái.
Chuyện hồn thiên nghi hắn không nói, nếu không mang ra chấn động tuyệt đối không kém gì Nặc Á Chi Chu. À, Vân Thiếu nói mau. Đường Tâm mừng rỡ trong lòng, Lý Vân Tiêu hiện tại có địa vị cực cao trong lòng của hắn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Chẳng lẽ hai vị không có cảm thấy mấy đại năng yêu tộc xuất thế đủ sinh ra oanh động đại lục không? Phải biết rằng từ khi nhất mạch yêu tộc bị nhốt vào Ngũ Hà Sơn, còn lại đều ẩn nấp trong tinh nguyệt ảo cảnh, cũng không có cao thủ gì. Lần này xuất hiện mấy tên đại yêu cửu giai đỉnh phong, sẽ mang tới trùng kích to lớn với nhân tộc cỡ nào? Hai người giật mình, sau đó lâm vào trầm tư. Đường Tâm trầm ngâm nói. Ý của Vân Thiếu là để lộ chuyện này ra. Lý Vân Tiêu cười nói. Không có nghiêm trọng như ngươi nói, chỉ cần mang chuyện này truyền cho thánh vực, bọn họ sẽ quyết định. Ngươi cho rằng đám người thánh vực sẽ tha tứ cho đại yêu hợp tác với tứ cực môn hay sao? Quả nhiên là diệu chiêu. Đường Tâm đại hỉ nói. Chỉ cần nhắm chúng chấp pháp giả thánh vực chú ý, sau đó ở sau vận tác, cho dù phụ thân của ngươi ủng hộ đường kiếp, hắn cũng phải chết không nghi ngờ. Lý Vân Tiêu nói. Hẳn phải chết chưa hẳn. Nhưng mà đả kích nặng nề là thật. Đây là chuyện nội đấu của tứ cực môn, ta nói đến thế thôi, trời không còn sớm, ta cũng cáo từ. Lý Vân Tiêu nói xong, đứng lên cáo từ mà đi. Lam Vãn Thiết Trâm, 2. Hắn đi lập này thu hoạch thật lớn, không chỉ do thám ra tình huống yêu tộc, còn đạt được nhiều tinh nguyên vạn cổ trường thanh thụ, đầy đủ hắn tu luyện hóa lôi quyết, cũng châm ngòi cho Đường Tâm đối kháng đường kiếp, dùng chuyện này kiềm chế đại yêu. Đường Tâm cùng Tiền Vô Địch cũng thu hoạch quá nhiều, biết được nhiều bí ẩn như thế, nhưng hai người có tâm tình rất khác với Lý Vân Tiêu. Đã như vậy, Đường Tâm cung kính nhị vị. Nhìn qua Lý Vân Tiêu cùng Tiền Vô Địch rời đi, sắc mặt Đường Tâm cũng càng ngày càng khó coi, hắn đột nhiên hỏi. Ẩn Long, Lý Vân Tiêu nói ngươi tin được mấy phần. Ẩn Long hỏi ngược lại, hơi cổ quái nói. Công tử hy vọng ta tin vài phần. Đường Tâm cười. Khó có được cười cười, nói. Tín vài phần cũng không có vấn đề gì, Lý Vân Tiêu nói đúng, thánh vực tuyệt đối không nhìn đại yêu lăn lộn với tứ cực môn hát, Ẩn Long tiên xin han tâm đi. Ân, việc này ta sẽ báo lên, sau đó ngươi mang tin tức truyền vào thánh vực, sẽ có người tương trợ chứng thực tin tức. Đến lúc đó trực tiếp làm cho người thánh vực đi đối phó đường kiếp, chúng ta bớt được việc. Ẩn Long bắn ra tinh quang chói mắt, nói. Công tử cảm thấy Lý Vân Tiêu người này thế nào? Thân hình Đường Tâm chấn động, trên mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói. Lợi hại, phi thường lợi hại thực không biết thiên võ giới từ đâu tìm ra nhân vật số má như thế, cho dù là tâm trí hay thực lực, ta cảm giác cho dù là tứ tú của Bắc Vực cũng không địch nổi. Ân, ngày đó nhìn hắn đấu với Lương Ngọc Y, quả nhiên là khiến ta mở rộng tầm mắt. Mặc dù cuối cùng hắn thi triển thuấn di né tránh. Ta cũng dám khẳng định hắn nhất định không dùng toàn lực. Trong thương minh chỉ sợ cũng chỉ có Lệ Phi Vũ cùng đường kiếp mới có hy vọng ngăn cản hắn. À, Ẩn Long tiên sinh coi được đường kiếp sao? Trên mặt Đường Tâm không vui, nhưng vẫn là không đếm xỉa tới nói. Nhưng mà cũng may mục đích của Lý Vân Tiêu nhất trí với chúng ta. Mặc dù không biết hắn vì sao phải đối phó đường kiếp và đám yêu tộc kia, nhưng ta nhìn ra được thù hận hai phía không nhỏ. Lý Vân Tiêu chỉ đang lợi dụng chúng ta mà thôi, nhưng ta làm sao không phải đang lợi dụng hắn chứ? Ẩn Long cười nói. Ha ha, công tử không nên tức giận, ta vừa gặp đường kiếp lúc nãy, trên người mờ mờ ảo ảo toát ra một khí tức ta không thể dò xét. Mà đám yêu tộc kia biến hóa rất lớn, phụ thân ngươi có suy nghĩ không nhỏ với đám yêu thú. Ngươi không sợ ngươi phá hư đại sự của phụ thân ngươi sao? Hừ, đã hắn toàn lực ủng hộ đường kiếp. Vậy chứng tỏ hắn vứt bỏ sinh tử của ta. Đã như vậy, hắn đã không còn là phụ thân của ta nữa. Đường Tâm thần sắc kiên định. Lý Vân Tiêu rời khỏi tứ cực môn thì trời tảng sáng, một người độc hành trên con đường lớn. Sương sớm màu ngà sữa bao phủ thành trì, khiến tia sáng ban mai không chiếu xuống được, giống như tiên cảnh mờ ảo. Đột nhiên có lam sắc quang mang tập kích tới, vô thanh vô tức, giống như trống rỗng xuất hiện. Nếu không phải ánh sáng màu lam chớp động thì không thể phát hiện ra. Ân, Lý Vân Tiêu vung tay lên kẹp lấy kim châm, dĩ nhiên là một tiểu châm rất nhỏ. Châm này, đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, nói. Lam Vẫn Thạch, hai ngón tay của hắn sờ sờ, tuy nhiên thập phần nhỏ nhưng tuyệt đối là Lam Vẫn Thạch, trình độ chân quý không thua gì tài nguyên Bắc Thiên Hàn Tinh Thiết cả,
khó có thể phân biệt, cũng không khác gì nguyên liệu cấp thấp, nhưng đối với Lý Vân Tiêu mà nói là chuyện đơn giản. Ti ti tương đương. Trên không trung có không khí lưu động, ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ ra, vài đạo lam sắc quang mang phóng lên trời. Song song lao tới, tốc độ cực nhanh. Hừ, ngốc điều tặng nguyên liệu cho ta, không phải định xin lỗi mình chứ. Tuy Lý Vân Tiêu cảm thấy có chút cổ quái, nhưng hắn là kẻ tài cao gan lớn. Tự nhiên sẽ không biết sợ, ngược lại chú ý tới ánh sáng màu lam kia. Trên không trung lại có hào quang lập lòe, lần này là từ bốn phương tám hướng bay tới, không hề lưu thủ, thậm chí có cảm giác phô thiên cái địa, cả không gian sinh ra ánh sáng màu tím. Cái này, Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, ngược lại lộ ra thần sắc vui mừng, thi triển thân pháp thần kỳ bay lên đầu tường, chụp vào lam vẫn thạch. Loại nguyên liệu này chỉ là một câu châm cũng vô dụng, nhưng giờ phút này nhiều thế, cho dù tụ tập lại cũng chỉ bằng một khối lớn chừng nắm tay mà thôi. Những thủ pháp này là... Thời điểm Lý Vân Tiêu bắt lấy châm, lúc này ngây ngốc, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, âm thầm hoảng sợ nói. Hỏng bét! Hắn nhanh chóng chấp động vài cái, thu tất cả lam vẫn thiết châm vào trong tay, nhanh chóng tỏa thần thức ra, bốn phía vẫn im ắng, không có chút động tĩnh nào cả. Phiền toái! Lý Vân Tiêu kinh hô lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua lam vẫn thiết châm, trầm giọng lẩm bẩm. Rốt cuộc là người nào, vì thăm dò thân phận của A lại dùng trí bảo chân quý như thế? Xem ra người nọ nhất định đã sớm hoài nghi ta, cũng không biết vào lúc này hắn có suy đoán ra vài phần hay không. Ân, không quản hắn khỉ gió cái gì, phúc họa khó liệu, đi về trước. Lý Vân Tiêu thu toàn bộ lam vẫn thiết châm lại, thay đổi bộ dáng thảnh thơi, nhanh chóng bay về Thiên Nguyên Thương Hội. Một hồi chấn động nhộn nhạo sinh ra, truyền ra một tiếng khó ức chế được, nói. Quả nhiên là hắn, có thể dễ dàng phân biệt ra lam vẫn thạch, còn có thể nhận ra bộ thủ pháp này của ta, thân pháp lúc thu lam vẫn thiết châm ta quá quen thuộc. Sương mù buổi sáng nứt ra, trong hư không có thân ảnh thon dài xuất hiện, đúng là Vạn Bảo Lâu tam trưởng lão Vũ Văn Bác, mặt mũi tràn đầy đều vẻ đắc ý, nói khẽ. Có thể xác nhận thân phận của hắn, tổn thất một khố lam vẫn thạch chừng nắm tay, nhưng mà việc này siêu giá trị, phải nhanh chóng báo cho thôi bác. Vũ Văn Bác hóa thành một đạo quang lóe lên, trực tiếp bay vào trụ sở ngầm của Vạn Bảo Lâu, thần thức tản ra, muốn tìm thôi bác nói bí mật kinh thiên của Cổ Phi Dương. Đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, phát hiện thần thức của mình bị lực lượng khác cắt đứt, không cách nào đẩy ra mảy may, lập tức cả kinh quát. Là ai? Không gian phía trước hơi chấn động, một đạo thân ảnh hiện ra, gương mặt khô héo hiện ra trước mặt Vũ Văn Bác, nhàn nhạt nói ra. Vũ Văn trưởng lão không cần kinh ngạc, là ta. Vũ Văn Bác thở ra một hơi, nói. Thì ra là Tuyên trưởng lão, ta còn buồn bực, trong trụ sở Vạn Bảo Lâu vì sao có lực lượng cường đại ngăn cản thần thức của ta chứ? Người tới chính là Tuyên Ngọc Đường, hắn nhìn Vũ Văn Bác, mới nói. Tuyên mỗ phụ trách chuyện an toàn ở đây, đối với lực lượng giám sát từ bên ngoài đều rất cảnh giác, Vũ trưởng lão lúc nào tới thành Tống Nguyệt Dương, chẳng lẽ lâu chủ có chỉ thị gì mới sao? Không ngờ được. Vũ Văn Bác lắc đầu nói. Lâu chủ đại nhân nếu có chỉ thị mới cũng không cần ta truyền đạt, ta ở trong thành một thời gian ngắn, hơn nữa phát hiện một chuyện kinh thiên, phải lập tức đi bẩm báo thôi bác đại nhân, việc này quan hệ rất nặng, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của cả Vạn Bảo Lâu. À, chuyện gì trọng yếu như thế? Trên gương mặt chất phác của Tuyên Ngọc Đường giật mình, chuyện có thể làm cho Vũ Văn Bác xem là trọng đại, tất nhiên tuyệt không phải chuyện tầm thường, tất nhiên là tồn tại kinh thiên động địa. Vũ Văn Bác trầm tư một chút, liền mở miệng nói. Tuyên trưởng lão có từng nhớ rõ Cổ Phi Dương? Bỗng nhiên trong mắt Tuyên Ngọc Đường co rúm lại, sau đó khôi phục bình thường, nói. Phá Quân Võ Đế, tuy vẫn lạc nhiều năm, nhưng làm sao mà quên được? Chuyện Vũ trưởng lão nói có liên quan gì tới hắn sao? Vũ Văn Bác nghiêm mặt nói. Đúng thế. Tinh quang trong mắt hắn lóe lên, bắn ra vẻ ngưng trọng, nói. Cổ Phi Dương cũng không vẫn lạc, hiện nay người đang hỗ trợ Thiên Nguyên Thương Hội Đinh Linh Nhi, chính là bản thân Cổ Phi Dương, cũng không biết hắn là phụ thể hay chuyển thế, hắn hiện tại dùng tên giả là Lý Vân Tiêu. Cái gì? Toàn thân Tuyên Ngọc Đường đại chấn, trên gương mặt khô héo của hắn lại sinh ra một tầng nếp nhăn, giống như muốn chóc ra từng mảng, tâm thần của hắn đại chấn, nói. Việc này quá mức kinh người, Vũ trưởng lão có bằng chứng xác thực hay không? Vũ Văn Bác ngưng trọng nói.
Ta và Cổ Phi Dương giao tình không phải là nông cạn, việc này có thể khẳng định chắc chắn, chính là vì chuyện quá lớn, ta không cách nào quyết đoán, phải bẩm báo Thôi Bác đại nhân sau đó mới có hành động kế tiếp. Trong mắt Tuyên Ngọc Đường đầy phức tạp bất định, khó có thể ức chế cảm xúc chấn động trong lòng, hắn chậm rãi nói. Việc này còn có người nào biết không? Vũ Văn Bác trầm tư một lát sau, nói. Cổ Phi Dương còn có hai đệ tử Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng đã xuất hiện, nếu bọn họ phụ tá bên người Lý Vân Tiêu, tự nhiên cũng biết rõ. Không hiểu Thiên Nguyên Thương Hội Đinh Linh Nhi có biết hay không, ngoài ra tạm thời không rõ là ai biết nữa. Tuyên Ngọc Đường thở sâu, nói. Như thế rất tốt. Vũ Văn Bác nhướng mày, cảm thấy lời này của hắn không đúng, nghi ngờ nói. Như thế rất tốt, chuyện đó giải thích thế nào? Tuyên Ngọc Đường thở dài một hơi, lời nói bất thường. Thôi Bác Phó Lâu Chủ đại nhân, hôm qua đang bế quan thì tẩu hỏa nhập ma, hiện đã võ ý sụp đổ, triệt để trở thành phế nhân. À, cái gì? Thân hình Vũ Văn Bác chấn động, thất thanh nói. Làm sao có thể? Vẻ mặt của hắn khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin. Tới tầng thứ võ giả như bọn họ, tuy tu luyện tinh tiến càng ngày càng nhỏ, nhưng mà căn cơ võ đạo càng ngày càng sâu, rất khó xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma, trừ phi là tu luyện công pháp mạnh mẽ hoặc không ổn định mới có thể sinh ra loại tình huống này. Tuyên Ngọc Đường thở dài. Chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi sao? Hắn điểm một ngón tay vào không gian trong tiểu viện, nói. Không tin ngươi cho thần thức tìm tòi đi. Sắc mặt Vũ Văn Bác trắng bệch, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh, hắn vội vàng tỏa thần thức ra, rơi vào trong tiểu viện. Lập tức cả tiểu viện nằm trong cảm giác của hắn. Ân, trong nội viện cũng không có người nha. À, Tuyên trưởng lão ngươi. Vũ Văn Bác còn đang kinh ngạc thì một đạo lực lượng bá đạo tuyệt luân bao phủ hắn, chín đạo hàn khí màu sắc khác nhau đánh tới. Trong nội tâm của hắn lạnh buốt, lập tức hiểu mình bị đối phương tính toán, tuyệt đối nghĩ mãi mà không rõ vì sao đối phương làm như thế. Đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ, vô ý thức bắn ra một đạo chỉ quang. Một cái áo giáp màu vàng chiếu sáng các nơi bao phủ trước mặt hắn, chiến y hiển hiện muốn ngăn cản chín đạo hàn khí phá không bay tới. Nhưng chính đạo hàn quang này không đơn giản như thế, vậy mà đầu đuôi tương liên, dây dưa với nhau, hình thành một trận pháp vô cùng nguy hiểm, trừ lăng lệ ra còn ẩn chứa ý cảnh hủy diệt. Rầm rầm rầm. Chiến y màu vàng của Vũ Văn Bác là vật phi phàm, dưới hào quang chín màu bị đánh vào, giống như vằn nước khuếch tán ra ngoài. Nhưng mỗi một kích lại làm chiến y lõm xuống, linh khí sói mòn nhanh chóng. Sắc mặt Vũ Văn Bác đại biến, kinh hãi nói. Hào quang chín màu này, ngươi là... Hừ! Tuyên Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, gương mặt khô héo lại vỡ ra giống như bức tường hoang phê đổ xuống, hoàn toàn thay đổi. Cửu sắc thần quang của Lão Phu là chín đạo cực quang, diễn sinh lẫn nhau, cùng hình thành cửu sát trận, ngươi là người đầu tiên nhìn thấy uy năng của nó. Vũ Văn Bác! Ngươi có thể chết được rồi. Khi Tuyên Ngọc Đường nói ra, chiến y của Vũ Văn Bác đột nhiên sụp đổ, khí tức cường đại bao hàm các nơi, hóa thành kim quang tiêu tán đi, từng khối sắt vụn sụp đổ tiêu tán. Tâm thần Vũ Văn Bác lập tức bị trọng thương, cưỡng ép rót tất cả lực lượng vào hai tay, muốn trực tiếp đánh bay cửu sắc thần quang kia, lại phát hiện đế khí của mình vừa chạm vào sát trận lại như đập lớn vỡ đê, chảy ra ngoài. Trận pháp này, hắn quá sợ hãi. Trơ mắt nhìn chín đạo quang mang phá tan đế khí của mình, rốt cục đánh vào trong cơ thể. Toàn thân lạnh như băng, chín khiếu huyệt đầy đau đớn, thân thể của hắn như sắp tan vỡ, đế hồn võ ý của hắn bị thương, sát ý phóng thẳng vào đan điền của hắn, muốn triệt để bị phá hủy căn cơ võ đạo của hắn tại chỗ. Tuyên Ngọc Đường một chiêu đắc thủ, thân hình lao tới, một chưởng trực tiếp phá vỡ thân thể Vũ Văn Bác, nắm đấm đâm vào lồng ngực của Vũ Văn Bác, lập tức nổ tung một cái động, máu huyết bắn tứ tung. Vũ Văn Bác, nghe nói người tu luyện hàn tủy băng phách quyết tới cảnh giới đại viên mãn. Hôm nay ta sẽ lấy hàn tủy băng phách của ngươi, giúp ta leo lên cửu thiên đỉnh phong. Giọng Tuyên Ngọc Đường lạnh như băng vang lên, tay phải tìm tòi trong cơ thể Vũ Văn Bác. Vẻ thống khổ hiện ra trên mặt Vũ Văn Bác, đồng tử hoàn toàn tan giả, khó có thể lên tiếng, trong cổ họng vang lên âm thanh đứt quãng. Ngươi rốt cuộc là, người phương nào? Gương mặt Tuyên Ngọc Đường tan vỡ một nửa, lộ ra màu da trắng nõn như ngọc, lạnh lùng nói. Công pháp cửu sắc thần quang này, còn có nửa bên mặt của, ngươi còn nhớ rõ không? Xem ra những năm gần đây các ngươi thật sự quên ta rồi.
À, quả nhiên, là ngươi, vậy, Tuyên trưởng lão đâu? Thất khiếu của Vũ Văn Bác chảy ra rất nhiều máu tươi, đã hoàn toàn thay đổi, hắn vẫn kiên trì một hơi, đầy không cam lòng. Tuyên Ngọc Đường lạnh lùng nhe răng cười nói. Cho tới bây giờ không có Tuyên trưởng lão gì cả, Tuyên Ngọc Đường vẫn là ta. Thì ra, là như thế. Vũ Văn Bác đạt được đáp án, đôi mắt tan giả mang theo một đạo tinh quang, giống như hồi quang phản chiếu, lực lượng trong đan điền bành trướng giống như trung tâm mặt trời, cửu thiên đế khí tuôn ra. Quan hệ thông gia, một. Sắc mặt Tuyên Ngọc Đường trầm xuống, khẽ nói. Muốn tự bảo, đã muộn, cửu sắc thần quang của ta đã phong bế đan điền của ngươi, nếu từ sớm ngươi muốn tự bảo thì đủ để phá vỡ cửu tuyệt sát trận của ta, dẫn tới thôi bác đến đây. Chỉ tiếc ngươi có giác ngộ này thì đã muộn. Vũ Văn Bác giữ im lặng, có lẽ nói không ra lời, đan điền của hắn bị hào quang chín màu vây khốn, không cách nào kíp nổ, lúc này trong người của hắn có một đạo hào quang hiển hiện, phá vỡ thân thể của hắn bay ra ngoài, vậy mà phá giải đế khí phong tỏa của Tuyên Ngọc Đường, bỏ chạy ra xa xa. Cái gì? Đồng tử Tuyên Ngọc Đường đột nhiên co lại, nhìn qua hào quang màu trắng bay đi, kinh sợ nói. Băng phách dĩ nhiên là băng phách. Từ khi hào quang phá thể mà ra, ánh mắt của Vũ Văn Bác ảm đạm lại, không có chút hào quang gì, thân thể sụi lơ, kim quang trong đan điền cũng tản đi. Sắc mặt Tuyên Ngọc Đường vô cùng ảo não, giọng căm hận nói. Tốt cho Vũ Văn Bác, không ngờ giấu băng phách trên lưng, khó trách ta không thể tìm được, vậy mà dùng tự bạo làm mồi nhử, còn để băng phách chạy trốn, vì chính mình lưu một đường sinh cơ, không hổ là tam trưởng lão của Vạn Bảo Lâu. Quả nhiên hảo thủ đoạn. Hắn nổi giận gầm lên, tay phải rút ra trong lồng ngực Vũ Văn Bác, trong bàn tay máu cầm một đồ vật màu trắng, sạch như lưu ly. Hừ! Tuyên Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, tay trái vung lên, thần quang chín màu bao phủ đan điền Vũ Văn Bác kéo ra rơi vào trong tay của hắn. Ngọc Tủy đã đạt được, tuy băng phách trốn đi, nhưng đạt được võ ý đế khí nguyên vẹn cũng là một loại đền bù tổn thất. Hắn lại tiện tay điểm một cái. Thu nhẫn chữ vật của Vũ Văn Bác lại, tức giận nhìn qua thi thể hoàn toàn không có giá trị gì, trong mắt mang theo hỏa diễm. Thi thể kia bốc cháy lên, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, giống như chưa từng tồn tại qua. Trong tiểu viện vết máu tươi cũng bị xóa đi. Không thể ngờ Lý Vân Tiêu vậy mà là Cổ Phi Dương, tin tức này quá làm cho người ta sợ hãi, nếu không ta cũng không mạo hiểm bạo lộ thân phận diệt sát Vũ Văn Bác. Không thể ngờ người bên cạnh nàng lại là Cổ Phi Dương. Như thế cực thú vị a, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn của ta. Nhưng mà băng phách đã đào tẩu, đây chính là tai họa ngầm a. Tuyên Ngọc Đường lẳng lặng tưởng tượng, sắc mặt âm trầm bất định, lẩm bẩm. Không có Hàn Thủy, băng phách không kéo dài được bao lâu. Nếu hắn biết thân phận của ta, nhất định sẽ tìm người tín nhiệm trợ giúp. Vạn Bảo Lâu cùng Thiên Nguyên Thương Hội đều nằm trong giám sát của ta, có lẽ hắn không dám tới, Vũ Văn Bác a Vũ Văn Bác. Người có thể trốn đi nơi nào? Suy tư một lát, gương mặt Tuyên Ngọc Đường khôi phục sắc mặt vàng vọt hôi bại, biến mất trong tiểu viện. Trở lại trụ sở Thiên Nguyên Thương Hội, Lý Vân Tiêu triệu tập hai đồ đệ và hai nữ tới, bốn người bọn họ trước mặt là người trọng yếu bên cạnh hắn. Hắc Liên Thiếu Hoàng không thể chờ đợi được hỏi. Sư phó, như thế nào? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Tất cả đều thuận lợi, ta muốn biết đều đã biết. Những đại yêu kia đúng là khôi phục một ít thực lực, nhưng còn chưa tới mức không thể khống chế. Ngược lại là hồn thiên nghi khiến nội tâm của ta không bình an, nghe ý của bọn chúng là dùng đồ vật gọi là câu xá luân chữa trị, ta nghiên cứu thuật đạo nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghe qua. Câu xá luân. Vẻ mặt bốn người nghi hoặc, lắc đầu liên tục. Bỏ đi, tím lại chuyện này thánh vực sẽ nhúng tay nhanh thôi, đường kiếp và đám thương kia không sống khá giả đâu, nhưng mà... Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Thân phận của ta có khả năng bị nhìn thấu. Bốn người đều kinh hãi, sợ hãi nói. Cái gì, là ai? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Tạm thời không biết. Hắn mang chuyện trên đường gặp Lam Vẫn Thiết Châm tập kích nói một lần. Mạc Tiểu Xuyên ngưng trọng nói. Có thể nghĩ ra thủ pháp tuyệt diệu như vậy dò xét tình huống của Vân Thiếu, vô cùng có khả năng là người quen, Vân Thiếu có đoán ra là ai không? Lý Vân Tiêu nói, trong lòng có suy nghĩ, nhưng không có kết luận, mặc dù là người nọ sợ rằng cũng không trương dương thân phận của ta. Việc này thôi đi, còn nữa, sớm muộn gì thiên hạ cũng biết, sớm tìm cách ứng phó đo.
mấy ngày nay ta muốn bế quan tu luyện hóa lôi thần quyết, chuyện trong thành Tống Nguyệt Dương mấy ngày nay chúng ta náo lớn quá, sợ rằng phải yên tĩnh một thời gian ngắn, yên lặng chờ việc trọng đại. Mọi người thấy hắn đã quyết định, cũng không tiện nói cái gì nữa, lần lượt rời khỏi. Chờ mọi người rời đi, chỉ còn Đinh Linh Nhi một người ở đây, nàng muốn nói lại thôi, suy nghĩ một hồi lại nói. Vân Thiếu, ta vẫn không thể liên lạc với phụ thân. Ta hơi bận tâm, ý định để Đinh Bằng trở lại tổng bộ xem xét. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Đinh Sơn tuyệt đối không phải kẻ hời hợt, người bây giờ không nên quan tâm chuyện này được, để Đinh Bằng đi đi. Đinh Linh Nhi gật đầu, trên mặt vẫn mang theo lo lắng. Lý Vân Tiêu dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, cười nói. Ngươi trừ lo lắng phụ thân của ngươi xảy ra chuyện ra, kỳ thật nội tâm còn có tâm kết đúng không? Thân thể mềm mại của Đinh Linh Nhi chấn động, khổ sở nói. Bị Vân Thiếu nhìn ra, lần trước ta tự đánh giá, cảm giác, cảm thấy phụ thân hẳn là có ý định, lại không biết trong lòng của hắn suy nghĩ gì, lại muốn gạt ta ra ngoài. Chẳng lẽ hắn cho ta trưởng quản thương hội là khảo nghiệm hay sao? Lý Vân Tiêu đứng dậy đi lên trước, đối diện nhìn nàng, nhìn vào ánh mắt u buồn của Đinh Linh Nhi, khẽ cười nói. Linh Nhi người cũng không phải là nha đầu có dã tâm, nếu Đinh Sơn có ý định của hắn, đây không phải là vừa vặn sao? Có lẽ ngày nào đó người cũng không cần chịu trách nhiệm vì thương hội này nữa, trải qua sinh hoạt mà mình ưa thích. Sinh hoạt mình ưa thích. Trong lòng Đinh Linh Nhi hơi chấn động. Cảm giác đắng chát sinh ra trong nội tâm, những năm gần đây nàng chưa từng nghỉ ngơi. Vốn hy vọng sớm ngày bồi dưỡng đệ đệ, ai ngờ Đinh Bằng vô dụng như thế, làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy tuyệt vọng. May mắn còn có hắn ở bên cạnh ta. Trong lòng Đinh Linh Nhi hơi ấm áp, thầm suy nghĩ, nhìn qua ánh mắt Lý Vân Tiêu trở nên cực nóng. Khục, khục khục ta nên bế quan, nhanh chóng tu luyện công phu cho tốt. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được không khí khác thường, hắn khục khục vài tiếng, đánh tan hào khí xấu hổ. Đinh Linh Nhi thẹn thùng không dứt, nói. Vân Thiếu ngươi an tâm bế quan đi. Liền quay người mà đi. Lý Vân Tiêu tế giới thần bi ra, thân thể tiến vào. Giờ phút này, trong giới thần bi bởi vì có rất nhiều nguyên thạch cung cấp đã bắt đầu tự khôi phục, lực lượng bốn vực giới chỉ còn lại thủy vực, loại tồn tại nguyên tố bổn nguyên này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn cũng không vội. Quan hệ thông gia, hai. Chỉ lo lắng hồn thiên nghi của thương khôi phục lại, dùng lực khống chế hoàn toàn của hắn với hồn thiên nghi, chính mình sử dụng giới thần bi không trọn vẹn sẽ không thể chống lại. Lý Vân Tiêu bóp vỡ một túi chữ vật, rất nhiều ất mộc chi khí tỏa ra, tất cả chính là đồ vật liều chết đoạt được trên tay đám đại yêu. Toàn bộ đã ở đây, xem ra bọn chúng rất có lòng tin chữa trị hồn thiên nghi a. Nếu không tuyệt đối không qua loa giao ất mộc chi khí này cho Đường Kiếp. Lý Vân Tiêu nhíu mày càng chặt, một hồi lâu mới giãn ra, hừ lạnh nói. Nhưng mà cũng tiện nghi cho ta, hóa lôi thần quyết thật sự có trò, tranh thủ tu luyện tới đại thành trước khi diễn ra thuật võ song hội. Hắn dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào trong ất mộc chi khí, tu luyện thân hóa lôi đình. Cả thành Tống Nguyệt Dương quả nhiên đúng như Lý Vân Tiêu nói. Sau khi thiên nhất các bại trận thì an bình trở lại, những sao động và phong ba sau đó cũng biến mất toàn bộ, duy nhất không thay đổi chính là các sạp hàng, nơi này các sạp hàng không ít đi, càng tăng lên nhiều. Chỉ còn lại vài ngày, lúc này sinh ra một đại sự. Nữ thần Mạn Đa Thương Hội, một trong thương minh song hoa Thủy Lạc Yên đột nhiên cao điệu tuyên bố đính hôn với con trai tông chủ Đao Kiếm Tông Trần Phong. Lần này sinh ra sóng to gió lớn, cả thương minh chấn động. Quan hệ thông gia này trực tiếp kéo Trần Phong dùng danh nghĩa hôn phu của Thủy Lạc Yên tham gia vào song hội võ quyết, thậm chí mang cao thủ Đao Kiếm Tông tới cũng không phải không thể. Vốn Thiên Nguyên Thương Hội có nguy cơ kế cuối bị đánh phá, Mạn Đa Thương Hội bắt đầu tiến vào trong mắt mọi người, ai ngờ vậy mà tuôn ra đại sự kinh thiên như thế. Vị trí bảy đại thương minh ai cũng muốn chiếm cứ, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, lần này ai cũng biết Mạn Đa Thương Hội dù bất cứ giá nào. Thế lực bảy siêu cấp thế lực cũng không phải cặn bã, quan hệ thông gia với bọn họ chẳng khác gì bảo hộ lột ra. Nhưng Mạn Đa Thương Hội đã không có lựa chọn khác, nếu như bị đào thải thì kết cục càng không chịu nổi. Lần này Lôi Phong Thương Hội trong bảy thương minh đứng ở kế cuối, nhưng Lôi Phong Thương Hội vẫn vô cùng ít xuất hiện, dường như chẳng quan tâm tới chuyện xảy ra trong thành Tống Nguyệt Dương, làm cho người ta khó mà suy đoán. Vừa đạt được tình báo xác thực. Hiện tại đã có thể xác định Trần Phong sắp xuất hiện trong thi đấu,
mà điều kiện của Thủy Lạc Yên là hắn phải xếp ở thứ nhất. Trong Vạn Bảo Lâu, Thôi Bác lấy được tình báo trực tiếp, lập tức triệu tập tất cả cao tầng thương nghị, giao tình báo cho tất cả mọi người xem qua, nói. Chư vị thấy việc này thế nào? Mạn Đa Thương Hội hành động như thế là đánh phá quy tắc trò chơi của thương minh, mở ta tệ hại xấu. Không chỉ ngày sau các thương hội khác làm theo, hơn nữa còn dẫn rất nhiều người ngoài thẩm thấu vào thương minh, nếu Đao Kiếm Tông tiếp trưởng Mạn Đa Thương Hội, đối với thương minh mà nói đây là tai nạn. Tử Vạn Sâm cũng là lão hồ ly, vì sao làm ra loại chuyện nguy hiểm này? Nếu một khi quan hệ thông ra, Mạn Đa Thương Hội chỉ có kết cục bị khống chế, điểm ấy Tử Vạn Sâm tuyệt sẽ không thể không rõ, chẳng lẽ có hiệp định bí mật gì sao? Hừ, hiệp định cái rắm, tất cả hiệp định đều lấy thực lực làm cơ sở. Mất đi thực lực ngang nhau, hiệp nghị chỉ là trò cười. Chỉ cần Trần Phong lấy Thủy Lạc Yên, tất cả sẽ thoát ly khỏi khống chế của Tử Vạn Sâm, trừ phi Tử Vạn Sâm có biện pháp ngăn cản Đao Kiếm Tông, nhưng khả năng này là nhỏ nhất. Nghe mọi người nghị luận, Thôi Bác gật đầu, liếc mắt nhìn qua người bên cạnh, nói. Địch trưởng lão, Nhâm trưởng lão, Phi Vũ, ba người các ngươi thấy thế nào? Địch Sinh Hóa lạnh lùng nói. Mạn Đa Thương Hội tự mình muốn chết, không oán người ta được. Cho dù là Đao Kiếm Tông nhúng tay vào thì thế nào, chỉ cần Vạn Bảo Lâu chúng ta ngồi vững vị trí lão đại của thương minh, ngược lại thời điểm này bọn chúng vẫn phải nghe theo chúng ta, nói không chừng còn có cơ hội khống chế Đao Kiếm Tông đấy. Mọi người nghe xong choáng váng, thương minh cộng lại mới có thể chống lại người ta, còn đi khống chế người khác. Thôi Bác cũng im lặng, địch trưởng lão thực lực không tầm thường, nhưng mà suy nghĩ vấn đề quá hiếm thấy, về sau đại sự ít hỏi hắn mới tốt. Phi Vũ, theo ngươi thì sao? Lệ Phi Vũ trầm ngâm một lúc, nói. Mạn Đa Thương Hội dùng chiêu này thật ra là bí quá hóa liều. À, lời ấy ý gì? Hai mắt Thôi Bác tỏa sáng, Lệ Phi Vũ cho dù thực lực hay tài trí đều là nổi bật trong thế hệ trẻ. Lệ Phi Vũ gật đầu nói. Đừng quên điều kiện tiên quyết là Đao Kiếm Tông phải xếp thứ nhất. Muốn xếp hàng thứ nhất, trong song hội ít nhất cần đoạt một giải quán quân, một cái khác phải có thành tích phi phàm. Điểm ấy mặc dù đối với Đao Kiếm Tông mà nói cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Không sai. Thôi Bác khen. Có Phi Vũ một trong tứ tú Bắc Phược ở đây, ít nhất võ quyết có thể trông cậy vào. Thuật quyết thì do Thôi Nguyên con ta ra tay, mặc dù không thể lấy quán quân, ít nhất có thể cầm thành tích không tệ. Đao Kiếm Tông lần này sợ rằng sẽ bị Tử Vạn Sâm đùa nghịch một lần, giúp Mạn Đa Thương Hội lấy được tư cách ban trị sự lâu dài, Đao Kiếm Tông không thể kiếm được chỗ tốt gì. Nhâm Quang Nhiễm kinh ngạc nói. Thì ra lựa chọn người tham gia thuật quyết lần này là Thôi Nguyên, hắn cũng tới thành Tống Nguyệt Dương sao? Khó trách phó lâu chủ đại nhân vẫn giữ kín không nói ra. Có Thôi Nguyên ra tay, đệ nhất là trong tầm tay. Thôi Bác cười nói. Ngươi đừng quá đề cao tiểu tử kia. Lần này ta cũng muốn cho hắn biết thế hệ trẻ tuổi tài cao của thương minh lần này, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ha ha! Nhâm Quang Nhiễm cười to nói. Phó lâu chủ đại nhân nghĩ một đằng nói một nẻo a, sợ rằng trong nội tâm đang nghĩ phải giáo huấn đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng trong thương minh thì đúng hơn, cho bọn chúng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Thôi Bác mỉm cười không nói, hiển nhiên hắn rất xem trọng thực lực của ái tử. Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Phó lâu chủ đại nhân quá lạc quan, võ quyết lần này ta không có được tự tin giành quán quân, hy vọng Thôi Nguyên an ổn ở vị trí thứ nhất, áp lực của ta giảm nhiều. Thôi Bác nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ không hài lòng, nói. Phi Vũ sao nói lời ấy? Chẳng lẽ ngươi không nắm chắc chiến thắng Trần Phong? Đừng quên ngươi là Bắc Vực tứ tú, hắn chẳng là gì cả. Lệ Phi Vũ lắc đầu nói. Thực lực Trần Phong như thế nào ta không dám nói bừa, nhưng mà Đao Kiếm Tông có can đảm đáp ứng hiệp định lần này, tự nhiên là có nắm chắc. Có lẽ, hắn dừng lại một chút, trầm ngâm nửa ngày mới nói. Có lẽ lần này làm cho Đao Kiếm Tông té ngã sẽ là người nọ của Thiên Nguyên Thương Hội. Lôi Đình Tôi Kiếm, Lý Vân Tiêu sao? Thôi Bác thản nhiên nói. Hắn đúng là rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh tới mức đánh bại ngươi. Mặc dù là thuấn gian di động. Cũng chỉ là một loại bí pháp mà thôi, tuyệt không khả năng là bát giai tinh thần lực, hắn mới bao nhiêu tuổi. Nếu thế thì quá kinh thế hãi tục rồi. Bí pháp a? Lệ Phi Vũ cười khổ không thôi,
nhưng hắn thời điểm ở thành Vũ Phong đã biết Lý Vân Tiêu sửa chữa tốt truyền tống đại trận vượt qua vực mà hai tên bát giai thuật luyện đại sư cũng không thể chữa trị được. Nhâm Quang Nhiễm nói, Phi Vũ, ngươi ngàn vạn không thể tự coi nhẹ mình, ngươi là lá cờ đầu của Vạn Bảo Lâu, đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Ngăn cản Đao Kiếm Tông bước vào Thương Minh chắc chắn là ngươi rồi, cũng chỉ có thể ngươi mới được Thương Minh tán thành, mặc dù là Đao Kiếm Tông cũng sẽ cho rằng như thế. Trong lòng Lệ Phi Vũ chấn động, nghiêm nghị nói. Chư vị trưởng lão yên tâm, Phi Vũ nhất định sẽ tận hết khả năng, tuyệt không dám để Vạn Bảo Lâu mất mặt. Thôi bác gật đầu nói. Hết sức là được, mặc dù thật sự có gì ngoài ý muốn, cũng không thẹn với lương tâm, ngàn vạn không nên tạo áp lực với mình quá lớn. Vâng. Lệ Phi Vũ ứng một tiếng, bắt đầu trầm mặc. Nhâm Quang Nhiễm nói. Vì sao không thấy Tuyên trưởng lão? Hắn gần đây rất sắc bén, có lẽ sẽ có suy nghĩ gì đó. Thôi bác khẽ chau mày, nói. Tuyên trưởng lão đột nhiên tuyên bố bế quan, dường như tu luyện tới lúc khẩn yếu quan đầu. À, vậy thì thật chúc mừng. Nhâm Quang Nhiễm hâm mộ nói ra, đến tầng thứ này của bọn họ, mỗi một lần đột phá đều ngàn khó vạn khó, mỗi một cơ hội đều vô cùng quý giá. Chính hắn đã dừng ở cảnh giới này vài chục năm, đã sớm buông tha rồi. Thôi bác thản nhiên nói. Hy vọng Tuyên trưởng lão có thể có đột phá a, chư vị tan họp, Nhâm trưởng lão lưu lại. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Thôi bác mới nói. Nhâm trưởng lão, trong khoảng thời gian này chuyện tu luyện của Phi Vũ giao cho ngươi, vận dụng một ít át chủ bài cũng tốt, nhất định phải đảm bảo Phi Vũ đoạt đệ nhất. Nhâm Quang Nhiễm sững sờ, cả kinh nói. Phó lâu chủ, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng vào Phi Vũ sao? Trong mắt Thôi bác có hàn quang chớp động, nói. Không phải ta không có lòng tin, mà là Phi Vũ chính hắn không có lòng tin. Ngươi có từng thấy hắn không tự tin như vậy chưa? Tất cả là do tên Lý Vân Tiêu a, một đối thủ còn chưa giao thủ, hắn đã đánh vào tinh thần của đối thủ, Lý Vân Tiêu này đúng là không đơn giản. Nhâm Quang Nhiễm cau mày nói. Lý Vân Tiêu đúng là rất mạnh, mặc dù Lương Ngọc Y thi triển thập nhật đồng thiên, hắn cũng chưa dùng toàn lực qua. Làm cho không người nào có thể nhìn trộm chiến lực của hắn cả, hắn sẽ là kình địch của Phi Vũ. Việc này ta hiểu, ta sẽ làm tốt. Thôi bác kiên quyết nói. Ân, Phi Vũ là bác vực tứ tú, là lá cờ đầu của Vạn Bảo Lâu, lá cờ này quyết không thể thổi lùi. Trong giới thần bi, nơi này lôi điện đầy trời, biển lôi điện màu xanh bao phủ cả không gian, rất có xu thế vô biên vô tận. Trong giây lát lôi hải co rút lại thật mạnh, ngưng tụ vào trong tâm. Hình thành một đạo lôi vân dần dần ngưng tụ ra một thân ảnh. Loại cảm giác này thật mạnh a. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khiếp sợ, thì thào lẩm bẩm. Đây cũng là hóa lôi thần quyết đại thành sao? Chỉ là trong giới thần bi ta mới có thể hóa ra nguyên vẹn, không biết sau khi rời khỏi đây có mấy thành thực lực a. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm. Ất mộc chi khí không đủ, nhưng mà ta lại có chủ ý hay, không biết có thể đi thông hay không? Hừ. Chủ ý của ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng đi thông qua. Yêu Long khinh thường nói. Vẫn nên nghĩ trước làm sao đi, ta còn trông cậy nhờ phúc tiền đồ của ngươi đấy, đừng tự giết bản thân mình. Câm miệng, còn nói gỡ ta sẽ bắt ngươi luyện tinh quang hồn thể. Lý Vân Tiêu quát mắng một tiếng, hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh Viên Cao Hàn, hô lớn nói. Lão Viên, kiếm luyện như thế nào rồi? Phía dưới có tiếng kêu dồn dập của Viên Cao Hàn, nói. Lý Vân Tiêu mau tới giúp ta. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, liền xuất hiện bên cạnh Viên Cao Hàn bên, chỉ thấy thiên vũ luân chuyển tử kim đỉnh của hắn rung lắc mạnh mẽ, tùy thời sẽ nổ tung. Không tốt, ta đồng thời luyện hai thanh kiếm phôi đưa vào đỉnh, đã khống chế không nổi. Viên Cao Hàn đầu đầy mồ hôi lạnh, Cố Nguyệt Sinh bên cạnh sắc mặt cũng khó coi. Còn em ngươi? Lý Vân Tiêu cũng giật mình, tức giận nói. Một lần ngưng tụ thành hai thành huyền khí cửu giai, ngươi cho rằng mình là thập giai thần thuật sư sao? Viên Cao Hàn vội la lên. Nơi này không có lôi kiếp huyền khí, giảm đi một bước quan trọng nhất, cho nên ta cảm thấy quan hệ cũng không lớn, muốn thử một chút có phải hay không thôi. Thử con em ngươi, thuật luyện sư đều là một đám người điên mà. Lý Vân Tiêu mắng một câu, cũng không có ý thức cũng mắng cả bản thân hắn. Đột nhiên hắn tỉnh táo lại, thì thào lẩm bẩm. Ồ, cũng nên dùng thử thân hóa lôi đình chi thuật a, không biết có thể dùng để luyện khí hay không, cứ thử mà xem. Yêu Long,
Lý Vân Tiêu nghĩ vậy thì tay bắt pháp quyết, thân thể hóa thành một đám lôi đình, trong ánh mắt mở to của Viên Cao Hàn cùng Cố Nguyệt Sinh, hắn bay lên cao, để Thiên Vũ Luân chuyển từ kim đỉnh vây quanh chính mình, dùng lôi điện toàn thân rót vào trong đó, dùng để luyện khí. Cái này cũng được. Viên Cao Hàn sững sờ ngắn ngủi, lập tức hưng phấn lên, nói. Lý Vân Tiêu, ta dùng thần hỏa giúp ngươi. Hai tay của hắn vận dụng mấy linh quyết, đưa Phượng Hoàng thần hỏa tới, đồng thời thiêu đốt tử đỉnh. Âm thanh vù vù của lửa và tiếng đùng lôi điện hòa vào nhau, không ngừng tế luyện Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trong đỉnh, chậm rãi áp chế tử đỉnh cuồng bạo. Nhưng Viên Cao Hàn cảm giác được tử đỉnh của mình đã không thừa nhận nổi, cho dù là lôi điện hay thần hỏa cũng không phải nó có thể chống lại. Linh tính của tử đỉnh sói mòn thật nhanh, nhưng Viên Cao Hàn chỉ nhíu mày sau đó bỏ qua. Tuy Thiên Vũ Luân chuyển từ kim đỉnh trọng yếu, nhưng mà quá trình luyện chế nghịch thiên này càng trọng yếu, hắn hiện tại chỉ lo lắng tử đỉnh không cách nào tiếp tục cho tới khi luyện chế chấm dứt. Ngưng hình. Trong tử đỉnh có tiếng quát của Lý Vân Tiêu vang lên, cả tử đỉnh không cách nào thừa nhận nổi áp lực, không chỉ sinh ra tiếng rên rỉ, hơn nữa thân đỉnh xuất hiện rất nhiều đường vân nứt nẻ. Không tốt. Viên Cao Hàn quá sợ hãi giống một tiếng. Phanh. Thiên Vũ Luân chuyển từ kim đỉnh rốt cục nổ tung, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, rất nhiều tử khí tỏa ra, tử đỉnh biến mất triệt để. Thất bại sao? Cố Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn qua đám tử khí kia, dường như hắn không cam lòng, hai thanh kiếm phôi là hắn và Viên Cao Hàn tế luyện quá lâu mới có thể có hiệu quả như thế, lại bị hủy hoại trong chốc lát. Lôi điện ngưng hình. Bạch Y công tử, một. Tử khí dần dần phai mờ, bên trong có tiếng quát của Lý Vân Tiêu. Chỉ thấy lôi quang chớp động, tử khí từ từ tiêu tán, vạn đạo lôi đình lóe sáng, hai đạo khí tức băng hàn hiện ra, đúng là hàn khí của Bắc Thiên Hàn tinh kiếm. Viên Cao Hàn cùng Cố Nguyệt Sinh đồng thời kích động nhìn qua, ngưng mắt quan sát hai thanh bảo kiếm lóng lánh như nước trong lôi điện, yên tĩnh phiêu phù ở đó. Lý Vân Tiêu ngang nhiên nói, chuyện rèn luyện đỉnh mới các ngươi nên làm cho tốt, ta đi ra ngoài ngưng lôi kiếp, rèn luyện kiếm hình. Sau khi hắn nói xong, lôi quang bao phủ hai thanh kiếm biến mất tại chỗ. Viên Cao Hàn cùng Cố Nguyệt Sinh sắc mặt thất lạc, bọn họ cũng rất muốn nhìn quá trình lôi kiếp tôi kiếm, đặc biệt là Cố Nguyệt Sinh, chưa bao giờ nhìn thấy kỳ cảnh cao cấp như vậy. Nhưng bọn họ cũng hiểu, Lý Vân Tiêu trước khi chưa khôi phục tới võ đế đỉnh phong sẽ không thả bọn họ rời đi. Nhưng mà may mắn là ở chỗ này đãi ngộ không tệ, hai người đều có đề cao thật lớn. Mặc dù là Viên Cao Hàn, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mình sẽ đột phá cửu giai trong giới thần bi này, trong khoảng thời gian này các loại kinh nghiệm và cảm ngộ sinh ra, cả đời khó cầu. Hiện tại cho dù đuổi hắn đi ra ngoài thì hắn cũng không muốn đi, hắn giờ phút này thậm chí tâm thần bất định, nếu Lý Vân Tiêu trở lại cửu giai đỉnh phong muốn xua đuổi hắn, hắn nên làm thế nào cho phải. Cố Nguyệt Sinh kiếm càng lớn hơn, đi theo Viên Cao Hàn học tập thật nhiều, cho dù là tri thức, lĩnh ngộ hay thực lực đều không ngừng tăng mạnh. Hai người cảm khái một phen, liền tiến hành tu luyện. Thân ảnh Lý Vân Tiêu xuất hiện trong mật thất, thu hồi giới thần bi sau đó thuấn di ra ngoài phòng, hóa thành đám lôi điện biến mất khỏi trụ sở Thiên Nguyên Thương Hội, bắn bay về phía chân trời. Vừa rồi đó là... Lập tức mấy người lao tới, hai mắt nhìn nhau, ánh mắt trống rỗng. Ngày mai là song hội bắt đầu, thời điểm này Vân Thiếu lại rời đi. Hắc Liên Thiếu Hoàng ngạc nhiên nói. Chuyện gì trọng yếu như thế? Bên trong khu nhà nhỏ vang lên âm thanh của Mạc Tiểu Xuyên nói. Không cần suy đoán, mới vừa rồi Vân Thiếu đã truyền âm cho ta, trước ngày mai nhất định sẽ chạy về. Lạc Vân Thường nhìn Đinh Linh Nhi tràn ngập vẻ ưu lo, cười nói. Linh Nhi muội muội lo ngại, Vân Thiếu chưa từng để chúng ta thất vọng qua. Đinh Linh Nhi nghiêm mặt nói. Ta cũng không lo lắng việc Vân Thiếu này, mà là hắn đi vội vàng. Không biết có gặp nguy hiểm hay không. Lạc Vân Thường ngẩn ra, cũng lập tức lo lắng. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười to nói. Ha ha, thật là mù bận tâm. Nữ nhân A, một khi rơi vào bể tình, thông minh lập tức sẽ là số 0. Hắn lắc đầu một cái, một bộ cao thâm khó dò liền rời khỏi, lưu lại hai nữ sắc mặt đỏ lên. Thiếu Hoàng nói rất đúng, thiên hạ này người có thể làm cho Vân Thiếu rơi vào nguy hiểm thực không nhiều. Lạc Vân Thường đỏ mặt an ủi Đinh Linh Nhi nói, đồng thời cũng là đang an ủi mình. Tỷ tỷ nói phải, không có gì đáng lo lắng, là ta suy nghĩ nhiều. Đinh Linh Nhi nói,
Bầu không khí giữa hai người có chút lúng túng, lẫn nhau trong lúc đó tâm tư đối với Lý Vân Tiêu ai cũng biết, nhưng Lý Vân Tiêu chậm chạp không có bất kỳ thái độ. Ngược lại làm cho tình nghĩa giữa hai người càng ngày càng tốt, hai người tựa hồ là cố ý gây ra, bắt đầu tình cùng tỉ muội. Hôm qua ta ở một gian hàng trang sức nhìn thấy một cây châm rất thích hợp tỉ tỉ, không biết tỉ tỉ có thể rảnh rỗi đi xem hay không? Đinh Linh Nhi nói. Hay lắm. Lạc Vân Thường ôn văn nhĩ nhã nở nụ cười. Hai người dắt tay nhau mà đi, ở đêm trước việc trọng đại kia, còn có tâm tư đi dạo phố. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi đình, chớp mắt vạn dặm, đảo mắt liền đến ngoài Tống Nguyệt Dương thành không biết bao nhiêu ngàn dặm. Một mảnh trống trải, hoàn toàn không có bóng người. Hắn nhanh chóng hai tay bấm quyết, trên mặt đất ngưng tụ ra một cái trận pháp phạm vi 100 mét, sau đó một tay tát ra lượng lớn nguyên thạch, đồng thời rơi ra trong trận pháp, lúc này mới lộ ra vẻ nghiêm nghị, trong tay chậm rãi trồi lên ánh sáng. Tia sáng kia lấp lóe, sinh trưởng ra hàn khí, hàn quang chiếu thủy, toàn bộ bầu trời bắt đầu gió nổi mây vần, mây đen dày đặc mà xuống. Huyền khí cấp 9 xuất thế, lập tức dẫn tới thiên địa dị tượng, trên bầu trời lôi vân lăn lộn. Uy thế kinh người. Này! Yêu Long kinh hãi nói. Người bố trí dĩ nhiên là tụ lôi trận, như vậy sẽ dẫn lôi đỉnh gấp mấy lần, phóng to lôi kiếp cấp 9, người muốn chết phải không? Chơi như thế thật sự sẽ chết. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ điên cuồng nói. Kha kha, ta chính là muốn hấp thu lực lượng thiên kiếp của huyền khí cấp 9, dùng để tu luyện hóa lôi thần quyết, tiện thể luyện chế thái cổ thiên mục lại một phen, lôi đỉnh kia là lực lượng ất mộc tuyệt cường A. Người điên, người điên. Yêu Long mắng to, cả giận nói. Như ngươi vậy ngay cả ta cũng đồng thời bị hại, ta còn trông cậy vào ngươi có thể có chút tiền đồ a. Lý Vân Tiêu nơi nào sẽ phản ứng nó, lặng lặng chờ đợi lôi kiếp giáng lâm. Tụ lôi trận phía dưới tựa hồ cảm nhận được lượng lớn lôi điện chi lực tràn ngập trên không trung, bắt đầu chậm rãi vận chuyển, phát sinh hào quang màu xanh tươi đẹp. Bên trong đất trời bắt đầu hiện ra một mảnh màu xanh. Lôi vân khủng bố tụ tập ở trên bầu trời, một đám lớn lôi hải hiện lên, tụ mà không rơi. Yêu Long ngơ ngác cảm thụ sức mạnh trên bầu trời truyền đến, cả người có chút ngớ ra, mồ hôi lạnh chảy ra, không ngừng tự nói. Xong, xong đời, người điên a. Toàn bộ bầu trời nguyên bản hôn ám tối tăm, ở dưới lôi đình tụ tập dần dần trở nên sáng sủa, dường như một khối ngọc bích to lớn khảm nạm trên bầu trời, càng lúc càng lớn, uy thế càng ngày càng mãnh liệt. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy tóc gáy cả người đều dựng lên, lộ ra một cảm giác khủng bố run rẩy. Ngươi cũng đang sợ sao? Yêu Long ngưng tiếng nói. Ta biết ngươi thích mạo hiểm, nhưng lần này đúng là đùa lớn rồi, mau mau trốn vào giới thần bi đi. Hắn cùng Lý Vân Tiêu linh hồn dung hợp, có thể nhận biết được trên người Lý Vân Tiêu tản mát ra cỗ run rẩy kia. Này cũng không phải là người nhát gan, mà là ở dưới thiên địa oai, cảm thấy mình nhỏ bé. Như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Nhân lực chung quy có giới hạn, mà thiên địa lại vô cùng. Thanh âm nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu vang lên, mang theo từng tia hết sức hưng phấn, kích động nói. Ta đứng trong đất trời, có thể cảm thụ tạo hóa vô cùng vô tận, càn khôn cuồn cuộn, ta cảm thấy rất hài lòng, rất vinh hạnh a. Trên người hắn hiện ra chiến ý vô tận, làm tốt chuẩn bị cùng thiên uy chống lại. Lôi đình chi hải trên bầu trời kia như mâm tròn ngọc bích, rốt cục hội tụ đầy đủ năng lượng, hóa thành một đạo lôi đình kinh thế, từ trên trời rơi xuống. Bạch Y công tử, 2. Lôi đình lớn tới 100 mét, toàn thân màu xanh, may mà chỉ là thanh lôi, nếu như hóa tím, sợ là Lý Vân Tiêu hào hùng vạn trượng làm sao, cũng không dám mạo muội chống đối. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, đi. Lý Vân Tiêu vung ra kiếm hoa. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trong tay nhất thời hướng về trên đại địa xuyên đi. Cửu tiêu lôi đình theo đó đánh rơi, hai tay Lý Vân Tiêu bấm quyết, quanh thân hiện ra một mảnh ánh sáng màu xanh, thân thể bắt đầu hóa lôi. Oanh! Lôi đình rơi xuống, toàn bộ thế giới đều bao phủ ở trong ánh chớp, cũng không còn tồn tại khác. Hắn muốn dùng thiên kiếp chi lôi này, để đền bù ất mộc khí thiếu hụt không đủ trong hóa lôi thần quyết, trực tiếp thu lấy lôi kiếp để bản thân sử dụng. Lúc hóa lôi, dường như cả người đều hòa vào trong lôi đình, năng lượng đất trời này chính là một bộ phận của thân thể mình, có thể diễn hóa ra hàm ý tầng tầng lớp lớp. Nhưng theo kiếp lôi hạ xuống, thân thể vẫn cảm nhận được rung động rất lớn, phảng phất như bị tách ra, thân thể hóa lôi thậm chí không cách nào duy trì nguyên trạng, bắt đầu hiện hình ra. Lực lượng lôi kiếp rội rửa thân thể của hắn,
còn có kinh mạch xương cốt, cũng mang đến phá hoại to lớn, thân thể hầu như triệt để tổn hại. Sau khi ngưng hình hiện ra hào quang màu vàng, bất diệt kim thân bắt đầu hấp thu lực lượng sấm sét chữa trị bản thân, chỉ bất quá so với tốc độ phá hoại mà nói, vẫn quá chậm. Không ngừng có huyết dịch từ trong lỗ chân lông chảy ra, ngay cả trong mắt cũng chảy xuôi máu tươi, thái cổ thiên mục trên trán tơ máu loang lổ, tỉ mỉ nhìn tới, trong con ngươi thiên mục hiện ra một cái vòng xoáy nho nhỏ, tựa hồ đang không ngừng hấp thu lực lượng sấm sét. Thật có thể gánh vác sao? Trong mắt yêu long vô cùng lo lắng, không ngừng dùng hồn lực cường hóa thân thể Lý Vân Tiêu, thế nhưng ở dưới loại lôi đình kia căn bản không có nửa phần hiệu quả, một khi trạng thái yêu hóa xuất hiện, lập tức liền bị lôi đình đánh tan, chỉ có bất diệt kim thân khổ sở chống đỡ. Giờ khắc này trong não hải của Lý Vân Tiêu dần dần trống không, chỉ có một niềm tin kiên định ở trong đầu, đó là có chí thì nên cùng quyết chí tiến lên. Ở trên đại địa phía dưới, trong trận pháp to lớn càng là lôi vân dày đặc, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm ở trong đó phát sinh kiếm khí cực cường, dường như thân thể Lý Vân Tiêu đang giãy giụa khổ sở, không ngừng có hàn khí lan ra, kiếm thế kéo lên. Ở bên ngoài lôi vân mấy trăm dặm, trên bầu trời hiện ra đạo đạo mật văn màu tím, còn có vết nứt màu đen lấp lóe. Rất nhanh liền mở ra một cái khe, hình thành đường nối mở ra. Năm bóng người chậm rãi từ trong đó hiện lên, đều là bạch y như tuyết, lộ ra lãnh ngạo cùng cao quý, phảng phất như tiên nhân trên trời. Ồ, cách xa trăm dặm có sóng năng lượng thật mạnh, chẳng lẽ là cường giả quyết đấu? Người cầm đầu hai mắt tuấn lãng trong suốt, bên hông có một ngọc bội màu xanh lam, mặt như hoa đào, nhã nhặn tao nhã. Hắn giơ lên ngón tay ngọc, nâng gương mặt suy tư nói. Hừm, là lôi điện chi lực, cách xa trăm dặm cũng có thể nhận biết được, người kia thực lực thật mạnh a. Phía sau nam tử là bốn tên tỷ nữ, cùng một màu bạch y, khoác lụa mỏng, bốn người có rực rỡ đoan trang, có tính như thu nguyệt, có mùi thơm quyến rũ, có thanh nhã tú lệ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tuyệt sắc khó cầu, rực rỡ bức người. Càng thêm hiếm thấy chính là, bốn người này còn từng cái tu vi cực cao, đều là tam tinh vũ tôn. Lấy tuổi tác bực này, sắc đẹp bực này, tu vi bực này, tùy ý đặt ở bất kỳ một nơi nào trên đại lục, đều là thiên chi kiêu nữ mọi người vần quanh. Mà ở trước mặt nam tử kia, chỉ là bốn tỷ nữ mà thôi, mang theo xuân, hạ, thu, đông bốn mùa làm họ, cầm, kỳ, thư, hỏa tứ nhã làm tên. Hạ kỳ giơ lên tay như dương chi bạch ngọc, một cái bồn chứa pha lê đeo ở cổ tay, nàng nhìn chăm chú một thoáng nói. Công tử, cách Tống Nguyệt Dương Thành còn có 3.000 dặm. Đông họa nở nụ cười xinh đẹp, bầu trời giống như hoa đào nở rộ, nhiều hơn không ít sinh khí. Chúng ta vội vàng lén lút đi ra, định vị xuất hiện sai lệch cũng là bình thường. 3.000 dặm chớp mắt liền tới, so với dự tính tốt hơn nhiều lắm. Hừm, đi Tống Nguyệt Dương Thành không vội, vũ quyết gì đó tựa hồ là vào ngày mai. Hiếm thấy đi ra một chuyến, ta cũng muốn mở mang kiến thức các đường cao thủ thiên vũ giới một chút, xa xa người triển khai lôi hệ công pháp tựa hồ không kém. Nam tử ngưng mắt nhìn xa xa, hiển lộ ra hứng thú thật lớn. Tứ nữ giật mình, Xuân Cầm vội vàng nói. Công tử chính là thân thể vạn kim, những mãng phu phía trước kia cũng không biết là tình huống thế nào, nếu như thương tổn tới công tử, vậy thì muôn lần chết khó từ. Nam tử nhíu mày, trên mặt có chút không vui nói. Chu trưởng lão không phải nói lấy thực lực của ta ở dưới vũ đế hiếm có địch thủ sao? Làm sao mới ra liền gặp gỡ người có thể thương ta? Này! Xuân Cầm không biết làm sao nói tiếp, các nàng cùng công tử đều là nhiều năm ở trong tông môn tu luyện, cực nhỏ đi ra, làm sao biết tình huống bên ngoài. Công tử nhiều một phần hưng phấn, các nàng liền có thêm một phần cảnh giác. Vừa thấy công tử không vui, bốn người đều sốt sắng lên. Hạ thư vội hỏi. Chỉ sợ vận may kém, vừa ra liền gặp gỡ vũ đế cường giả. Mà hắn lại không biết được thân phận của công tử, vậy thì thật sự phiền phức. Không bằng trước đi Tống Nguyệt Dương Thành, chờ Chu trưởng lão đến, công tử có thể hướng về Chu trưởng lão đưa ra yêu cầu, đi bên ngoài du lịch một quãng thời gian. Phải a, lần trước ta nghe người của sở tình báo nói, con trai của Diệu Huyền Tông tông chủ, ở bên ngoài bị người đánh một chết một bị thương, hiện tại toàn bộ Diệu Huyền Tông đều đang tìm hung thủ. Thu Thư cũng phụ họa nói, bốn người đều sợ nam tử trước mắt lòng hiếu kỳ gây ra đại sự. Hừ, Diệu Huyền Tông là môn phái bỏ đi gì, có thể nào cùng Đao Kiếm Tông ta so sánh? Nam tử không vui hừ lạnh nói.
Bọn họ những môn phái bỏ đi này, còn làm cái gì Bắc Vực thập đại phái, cho rằng như vậy liền có thể cùng chúng ta sánh vai, một đám gia hỏa đơn thuần, xếp hạng này trực tiếp kéo thấp cấp độ của Đao Kiếm Tông ta. Xuân Cầm cười nói, tự nhiên không có biện pháp sánh vai, quả thực chính là ánh huỳnh quang so với Hạo Nguyệt cũng không quá đáng. Nhưng chúng ta không phải vì công tử lo lắng sao, chỉ sợ phát sinh bất ngờ gì không cách nào trưởng khống, đến lúc đó không chỉ đối với công tử không được, bốn người chúng ta cũng liên lụy, công tử nhẫn tâm nhìn bốn chị em chúng ta bị phạt sao. Nàng một bộ dáng rất đáng thương, tam nữ khác cũng bày ra dáng rất yếu đuối mong manh làm người thương yêu, khiến người ta rất là đau tiếc. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Một, trong mắt Đông Hỏa càng là lóe lên ánh châu, khổ sở nói. Hẳn là công tử sắp cưới Thương Minh Thủy Lạc Yên, liền không thương tiếc chúng ta nữa. Nghe nói Thủy Lạc Yên kia chính là một trong hai đóa kim hoa của Thương Minh, tứ tỷ muội chúng ta so sánh, chỉ là ánh đom đóm. Nam tử này chính là con trai của Đao Kiếm Tông Tông chủ Trần Phong, lần này mục đích đến Tống Nguyệt Dương Thành chính là vì tham dự vũ quyết. Chỉ là không muốn chờ đợi trong tông môn sắp xếp, một thân một mình mang theo bốn tên tỷ nữ chạy ra ngoài. Trần Phong nói, ái thiếp yên tâm, nếu như Thủy Lạc Yên kia đẹp hơn các ngươi, vậy cũng bất quá là cùng các ngươi địa vị ngang nhau, nếu như không bằng các ngươi, này nhiều nhất chỉ có một cái danh phận mà thôi. Lần này cái gọi là thông gia, cũng chỉ là vì đem thế lực thẩm thấu đến trong Thương Minh. Không phải nữ nhân gì, cũng có thể dễ dàng đạt được Trần Phong ta lọt mắt xanh. Đông Họa nín khóc mỉm cười, vui vẻ nói. Ân tình của công tử đối với tỷ muội chúng ta, không cầu báo đáp, chỉ nguyện máu chảy đầu rơi hầu hạ công tử. Hừm, nếu như Thủy Lạc Yên kia có thể có hiểu chuyện như các ngươi, ngoan ngoãn thay ta trưởng khống Thương Minh, tương lai cũng không thể thiếu chỗ tốt của nàng. Dáng vẻ kia của Trần Phong, thật giống như Thủy Lạc Yên đã là người của hắn vậy, nói. Chờ sau khi cưới nàng, bốn các ngươi trước hảo hảo thay ta dạy nàng một phen. Còn có Đinh Linh Nhi kia, cũng là tồn tại tiếng tăm diện mạo không thấp hơn Thủy Lạc Yên, lần này vừa vặn đi xem, nếu như hợp khẩu vị của ta, cũng cùng nhau thu. Yên tâm đi, công tử. Xuân Cầm che miệng cười nói. Cho dù ban đầu không hợp khẩu vị của công tử, chúng ta cũng nhất định để công tử 100% thỏa mãn. Lần trước hai nữ nhi của kinh môn môn chủ, không phải công tử cũng sủng hạnh các nàng 5 lần sao? Hạ Thư cười nói. Có thể làm cho công tử sủng hạnh 5 lần, đã là rất ghê gớm, tỷ muội các nàng thật là có phúc khí. Trần Phong nói, xác thực, trừ bốn ái thiếp các ngươi ra, cực nhỏ có người có thể để ta cảm thấy hứng thú 5 lần trở lên. Hả, lôi điện kia biến mất rồi. Mấy người đang nói, đột nhiên con ngươi của Trần Phong thu nhỏ lại, ngưng mắt nhìn phía xa xa. Bốn tên Mỹ tỷ đều kêu khổ liên tục, thật vất vả dẫn ra lực chú ý của Trần Phong. Lần này lại bị hấp dẫn tới. Đông Họa vội hỏi. Công tử, chúng ta vẫn là mau mau đi Tống Nguyệt Dương Thành đi. Nếu như trên đường xảy ra tranh đấu, để công tử tiêu hao thể lực quá lớn, ảnh hưởng đến ngày mai vũ quyết vậy thì phiền phức. Nếu như cuối cùng thất lợi, không thể cưới Lạc Thủy Yên, sợ là tông chủ đại nhân sẽ tức giận. Hừ, nói cho cùng các ngươi là không tin thực lực của ta, ta không tin vừa ra Đao Kiếm Tông, liền có thể gặp gỡ tồn tại để ta không địch lại. Còn vũ quyết gì kia, ngoại trừ Lệ Phi Vũ có tiếng không có miếng, người còn lại có thể đỡ nổi một chiêu của ta sao? Lần này ta không chỉ cho những ếch ngồi đáy giếng như Thương Minh kia biết thực lực của Đao Kiếm Tông ta, đem hai đóa kim hoa mà bọn họ ca tụng lại đây, thần phục dưới khố của ta, càng muốn khống chế hai nhà trong thất đại Thương Minh, cũng tiện thể để Lệ Phi Vũ xóa tên khỏi tứ tú chó má gì kia. Trần Phong một bộ tràn đầy tự tin, dáng vẻ chỉ điểm Giang Sơn. Xem thường bốn người khổ sở khuyên giã học, hóa thành một ánh hào quang liền hướng xa xa lao đi. Trong lòng tứ nữ đều âm thầm lo lắng, chỉ có thể theo đuôi, nội tâm đang không ngừng cầu khẩn phía trước tuyệt đối không nên là tồn tại lợi hại gì, một khi Trần Phong bị thương, trách nhiệm kia không phải bọn họ đảm đương nổi. Sau khi Lý Vân Tiêu bị lôi đình gột rửa, hầu như co quắp mềm nhũn ra, cả người là máu tươi, giờ khắc này đại địa một mảnh cháy đen. Tụ lôi trận cũng ở dưới lôi đình tuyệt cường bị oanh không để lại vết tích. Chỉ có chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm rèn luyện hoàn thành cắm ở trên đại địa, hàn quang chiếu thủy, cực kỳ chói mắt. Đột nhiên một đoàn hào quang màu vàng từ trong thân thể Lý Vân Tiêu tràn ra, ở trên không trung chậm rãi ngưng hình, hóa thành dáng dấp Lý Vân Tiêu sau khi yêu hóa, ngưng mắt nhìn mình, trên dưới đánh giá, tựa hồ cực không thích ứng.
tiên sư nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Vân Tiêu yêu hóa mắng một câu, dĩ nhiên là âm thanh của yêu long nói. Ta trạng thái như thế này, đến cùng là Lý Vân Tiêu hay là mình? Lần trước tiểu tử ngươi triển khai tinh quang hồn thể thuật, tựa hồ lấy tinh thần của mình làm chủ, hiện tại làm sao biến thành ta? Lẽ nào là bởi vì giờ khắc này hắn trọng thương? Hừm, hẳn là vậy, bằng không ta cũng không thể tự mình phân hóa ra, tiểu sát tinh này, đem một công pháp luyện không hiểu ra sao, tuyệt đối đừng cuối cùng hại ta. Yêu Long có chút sợ sệt, đối với ngoại hình Lý Vân Tiêu yêu hóa của hắn cảm thấy hết sức bất mãn, ngồi xổm người xuống đi thăm dò thương thế của Lý Vân Tiêu nói. Sẽ không phải chết rồi chứ, tiểu tử này tuyệt đối là người điên a. Hắn nghĩ đến lúc trước loại lực lượng sấm sét kia, không khỏi một trận nghĩ mà sợ hãi. Yêu Long đem Lý Vân Tiêu nằm trên mặt đất đá mấy đá, trên đất lăn lộn vài vòng mới nói. Ha ha, toàn thân đều nướng chín, thơm quá a. Bất quá thân thể tiểu tử này thật sự biến thái, dĩ nhiên khôi phục cấp tốc như vậy. Trên thân thể Lý Vân Tiêu lập lòe ánh sáng minh nguyệt thần thể, còn có kim quang hời hợt tô điểm, lấy tốc độ phục hồi cấp tốc mà mắt thường có thể thấy được. Đá ta ba cước, ta ghi nhớ. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở miệng, trực tiếp từ trên mặt đất ngồi lên, hai tay kết ấn, bắt đầu hấp thu lượng lớn nguyên thạch nói. Tại sao ngươi có thể tự mình chạy ra? Yêu Long bị hắn đột nhiên tỉnh lại dọa một cái, ngượng ngùng nói. Ta không phải muốn nhìn ngươi chết chưa hay không sao, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ là cảm thấy sau khi sức mạnh của ngươi vô cùng yếu ớt, ta hơi suy nghĩ liền trực tiếp ngưng tụ lực lượng, thoát thể mà ra. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Lý Vân Tiêu mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn nói. Hiện tại toàn thân ta suy yếu, ngươi còn phân hồn ra, ngươi nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Kha kha, Yêu Long lúng túng nở nụ cười, liền trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, bay vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Sau khi linh hồn dung hợp, Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy sức mạnh tăng vọt, triển khai ra nhất mạch tạo hóa quyết, lượng lớn nguyên khí hút vào trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị thân thể. Hả, chỉ là Vũ Hoàng, lực lượng vừa nãy kia đâu rồi? Âm thanh của Trần Phong ở trên bầu trời vang lên, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Đột nhiên ánh mắt rơi vào Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bên người, trên mặt đột nhiên biến sắc, cả kinh nói. Chuyện này, đây là huyền khí cấp 9. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hai, tứ nữ cũng đồng thời chạy tới, vừa thấy chỉ là Vũ Hoàng, lại đem thần thức khuếch tán ra, sau khi không có phát hiện những người khác, từng cái thở phào nhẹ nhõm. Hạ Thư, ngươi là thuật luyện sư cấp 6, nhìn thanh kiếm phía dưới kia, có phải là huyền khí cấp 9 hay không? Sắc mặt Trần Phong ngưng trọng nói. Tứ nữ đồng thời cả kinh, nhìn tới trường kiếm kia, thấy từng trận hàn ý lộ ra, để bốn người đều kinh hãi không thôi. Hạ Thư vội vàng dùng hồn lực tìm kiếm, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, sợ hãi nói. Công tử, chuyện này, đây thật sự là huyền khí cấp 9, chuyện này, nơi này tại sao có thể có huyền khí cấp 9 tồn tại? Tam nữ còn lại cũng đều tâm thần chấn động, mặc dù là Đao Kiếm Tông. Một trong 7 đại siêu cấp thế lực, huyền khí cấp 9 cũng không phải là phàm vật, trong mắt từng cái lộ ra vẻ khát vọng. Trần Phong hơi khép hai mắt, tự mình suy tư nói. Vừa nãy nhất định là hai tên vũ đế cao thủ ở đây quyết đấu, sau khi phân ra thắng bại một người trong đó vẫn lạc, tên còn lại trọng thương, đã bỏ chạy. Người phía dưới kia hẳn là tùy tùng của vũ đế vẫn lạc, ở dưới sức mạnh quyết đấu cuối cùng, tuy rằng lẫn rất xa, nhưng vẫn bị dư lực liên lụy. Vì lẽ đó người bị thương nặng ở đây. Chuôi huyền khí cấp 9 kia là đồ vật của chủ nhân hắn. Nhất định là như vậy, công tử quả nhiên thông minh hơn người. Xuân Cầm lộ ra vẻ khâm phục, trong hai mắt đều là ngôi sao nhỏ, tam nữ khác cũng đều là vẻ sùng bái. Óc chó. Hai chữ rất không đúng lúc ngang trời vang lên, để tứ nữ đều ngạc nhiên, thay đổi sắc mặt, đồng thời trợn mắt nhìn xuống. Sắc mặt của Trần Phong cũng lạnh lẽo xuống. Lạnh lùng nhìn chằm chằm người nói ra hai chữ kia, lạnh giọng nói. Vũ Hoàng tiểu tử, ngươi chửi ai? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Ai tự cho là thông minh liền mắng a? Hắn lười biếng mở mắt ra, hướng về trên trời cao nhìn tới, đột nhiên sắc mặt ngẩn ra nói. Nơi nào tới bốn nữ nhân xinh đẹp như vậy? Lập tức lắc đầu liên tục, thương tiếc nói. Đáng tiếc, bốn cái thân hình đầy đặn, tất cả đều không phải xử nữ. Củ cải trắng cho heo ăn,
hoa tươi cắm trên bãi Cước Châu a. Lúc trước thời điểm tứ nữ nghe hắn tán dương đẹp đẽ, mỗi cái diện như hoa, lộ ra ý cười, nhưng càng nghe càng không đúng, nghe tới cuối cùng càng là thay đổi sắc mặt, Trần Phong thì đã từ lâu lửa giận ngập trời. Đông Họa khiển trách, nơi nào đến tiểu tử, ăn nói bừa bãi, đáng chết. Xuân Cầm an ủi Trần Phong nói, công tử không nên tức giận, người bên ngoài chính là không biết điều như vậy. Bọn họ không biết thân phận của công tử, lúc này mới dám mạo phạm như thế, nếu không thì đã sớm quỳ xuống dập đầu. Lúc này Trần Phong mới thoáng dẹp loạn lửa giận nói. Hừm, ta sẽ không cùng người bình thường như thế tính toán, lấy bảo kiếm, cho hắn một chút giáo huấn là tốt rồi. Hắn là công tử nổi tiếng thiên hạ, nhất định phải có khí lượng cùng phong của mình độ. Thu Thư nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, lạnh lùng nói. Ngươi còn không mau đem bảo kiếm hai tay trình lên, sau đó quỳ gối chờ đợi công tử nhà ta phát lạc. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, hừ lạnh nói. Chỉ bằng câu nói này của ngươi, ta liền muốn phiến công tử của ngươi 10 cái bạt tai. Thu Thư thay đổi sắc mặt, giận dữ cười nói. Ha ha, ếch ngồi đáy giếng, cười chết người. Ngươi đại khái ngay cả tu vi của chúng ta cũng nhìn không thấu đi. Nói cho ngươi biết, thực lực chúng ta. Bốn các ngươi là nhất tinh vũ tôn. Tên ngu ngốc kia là thất tinh vũ tôn, hơn nữa trong mơ hồ lộ ra khí tức còn ở trên thất tinh vũ tôn. Lý Vân Tiêu không để ý năm người kinh hãi, tiếp tục tự nói. Hừm, đai lưng màu xanh lam bên hông tên ngốc kia tựa hồ là huyền khí vô cùng lợi hại. Ồ, ta thế nào cảm giác có chút quen mắt, lấy đai lưng làm binh khí, còn có thể lưu lại ấn tượng cho ta nghĩ một chút. Bốn tên tỷ nữ đã chấn động đến nói không ra lời, trên mặt Trần Phong cũng hoảng hốt. Trong lòng đột nhiên có một loại tâm tình tức giận, tựa hồ bị loại phế vật kia nhìn thấu thực lực là một loại sỉ nhục, chớ đừng nói nhìn thấu lai lịch của hắn, nội tâm cực kỳ không vui, phẫn nộ quát. Đừng vội ăn nói linh tinh, chỉ bằng ngươi chỉ là Vũ Hoàng, sao có thể có tư cách nhận thức ta, chuyện này. À, nhớ ra rồi. Lý Vân Tiêu vỗ đùi, ngắt lời nói. Là tử xà trần kiếm của Trần Đoạn Thiên, làm sao, hắn truyền cho ngươi. Lẽ nào ngươi là con trai của hắn? Ngạch, quả thật có chút giống. Trần Phong triệt để choáng váng, đối phương một thoáng liền nhận ra thân phận của hắn, để hắn lập tức bối rối. Bốn tên Mỹ tỷ cũng triệt để dại ra, năm người lần thứ hai đánh giá Lý Vân Tiêu, một thân ô uế cùng vết máu, muốn nói bao nhiêu lôi thôi thì có bấy nhiêu lôi thôi, trên mặt cũng bẩn muốn chết, người như vậy đặt ở bình thường, các nàng có thể nhìn một chút, liền cảm thấy là vinh hạnh lớn lao của đối phương. Giờ khắc này lại lộ ra một cỗ quái dị. Đột nhiên Xuân Cầm nói. Công tử chớ bị hắn ăn nói ba hoa lừa gạt, ở toàn bộ Bắc Vực, có thể có phong độ tuấn nhã như công tử, còn có tứ Mỹ Xuân, Hạ, Thu, Đông chúng ta làm bạn, mọi người rất dễ dàng đoán ra thân phận của công tử. Nếu đoán ra thân phận công tử, lại liên tưởng đến thần kiếm của tông chủ cũng chẳng có gì lạ. Thì ra là như vậy. Trần Phong lộ ra vẻ bừng tỉnh. Hèn mọn nhìn Lý Vân Tiêu nói. Quả nhiên là tiểu nhân hèn hạ, ngươi cho rằng dở trò lừa bịp như vậy, liền có thể trốn một mạng sao? Ngây thơ! Xuân Cầm lạnh lùng nói. Nguyên bản chỉ là muốn cho ngươi một chút giáo huấn mà thôi, hiện tại ngươi thực sự là tự mình muốn chết, không oán chúng ta được. Vô chi! Lý Vân Tiêu xem thường hừ lạnh một tiếng nói. Trần Đoạn Thiên tự mình đến ta còn có thể kiêng kỵ mấy phần, con của hắn mà nói. Còn chưa đủ tư cách. Hai nha đầu này bất kính với ta, xem ở mặt mũi của cha ngươi, phiến ngươi 20 bạt tai liền thôi. Muốn chết. Xuân Cầm chỉ cảm thấy chưa từng gặp người không biết điều như vậy, nếu đã biết thân phận bọn họ, không cung cung kính kính, khúm núm nghe theo mình dặn dò thì cũng thôi, lại vẫn dám nói năng lỗ mãng, ở trong mắt nàng, này đã là thiên đại mạo phạm. Một đạo bảo kiếm tranh ra khỏi vỏ vang lên, hàn quang lóe lên. Liền nhìn thấy một quang ảnh màu trắng phi tập xuống, như điêu luyện ngang trời, bộc lạc cửu thiên. Trên mặt Trần Phong hiện ra vẻ tán thưởng, lời bình nói. Chiêu này của Xuân Cầm hoàn mỹ diễn dịch ra tinh túy của Xuân Thủy Kiếm Pháp, khoảng thời gian này tu luyện không tệ a. Phía dưới chuôi huyền khí cấp 9 kia vừa vặn là đồ vật hàn tính, sau khi ngươi bắt tiểu tử này, chuôi huyền khí kia công tử liền ban thưởng cho ngươi. Đa tạ công tử. Cái tát. Xuân Cầm vừa nghe liền vui mừng khôn xiết, sắc mặt không nhịn được hiện ra vẻ vui mừng. Huyền khí cấp 9 mặc dù là đối với các nàng, cũng là đồ vật không thể được,
lực đạo trong tay càng gia tăng vài phần nguyên lực, nóng ruột như lửa muốn đạt được kiếm kia. Tam nữ khác mỗi người đều là một mặt ước ao, âm thầm hối tiếc không ngớt, tại sao mình không xuất thủ trước đây, để Xuân Cầm đạt được một cái tiện nghi lớn như vậy. Lý Vân Tiêu khẽ hít một hơi, thương thế trên thân thể đã khôi phục 7-8 phần 10, tu vi ở dưới lôi kiếp, trực tiếp liền phá mấy tinh, vọt tới ngũ tinh vũ hoàng. Sau đó một tay hướng bảo kiếm điểm tới, ánh kiếm lập tức xạ lên, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hóa thành một đạo kiếm khí như cầu vồng, xông lên tận trời. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tương tự là ánh kiếm, ở trên không trung kịch liệt đụng nhau. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm có vẻ bén nhọn hơn, kiếm khí chém ra lực lượng Xuân Thủy, trực tiếp bổ ra chiêu Xuân Thủy Đông Lưu của Xuân Cầm, vỡ thành hai mảnh ánh kiếm gạt ra, mà kiếm khí của Lý Vân Tiêu lại tiến quân thần tốc, quang chiếu cửu thiên. Tâm tình vui sướng của Xuân Cầm trong nháy mắt tiêu tan, sợ đến sắc mặt trắng bệch, may là thực lực của nàng vốn cũng không kém. Thời khắc mấu chốt vẫn từ trong kinh hãi cùng sợ sệt phục hồi tinh thần lại, thân thể mềm mại trong nháy mắt lấp lóe, tránh thoát đạo kiếm quang trùng thiên kia, nhưng hàn ý trên kiếm khí lại làm cho cả người nàng run rẩy, chẳng biết vì cái gì, thời điểm ánh mắt lần thứ hai nhìn chăm chú xuống, con mắt của Lý Vân Tiêu trong suốt như bầu trời đêm, không nhiễm một hạt bụi, làm cho trong lòng nàng sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Bốn người khác cũng đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn ánh kiếm dần dần tiêu tan ở ngoài trời cao. Một mặt khó có thể tin. Đây là Vũ Hoàng có thể triển khai ra sức mạnh sao? Đùng đùng đùng. Thời điểm mọi người ở đây kinh hãi không ngớt, không phản ứng kịp, không chung vài tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên, so với lôi đình còn muốn cho người kinh hãi, để tứ nữ trong nháy mắt ngây người như phỗng. Trần Phong ở trong lúc vô tình, không có bất kỳ đề phòng, liền bị Lý Vân Tiêu nghiêng người mà lên, trực tiếp quạt ba cái bạt tai, lúc này mới liên tục lui lại. Toàn bộ bầu trời yên tĩnh giống như quỷ dị, không có bất kỳ thanh âm gì, Trần Phong cùng tứ nữ đều ngạc nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt tất cả hư huyễn không chân thực như vậy. Hắn là con trai của Đao Kiếm Tông tông chủ, công tử vang danh thiên hạ, vạn người kính ngưỡng tôn trọng, vũ giả bình thường thậm chí có thể nhìn hắn một lần mà vinh hạnh, có thể cùng hắn nói mấy câu liền đầy đủ tư bản nói khoác một đời. Mà hiện tại, Trần Phong bưng khuôn mặt bị quạt bạt tai hơi có chút nóng lên. Trong đầu trước sau không phản ứng kịp, nhìn ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lùng châm chọc, rốt cục chậm rãi tiếp nhận sự thực này. Mình, con trai Đao Kiếm Tông tông chủ, thiên hạ lưu danh, lại bị người trẻ tuổi trước mắt cả người ô uế, bẩn không thể tả phiến bạt tai. Nếu nói người trước mắt này là võ đạo tiền bối, tồn tại vũ đế, này thì cũng thôi, nhưng dĩ nhiên là tồn tại tuổi như mình. A, à, chết chết chết. Hắn tức giận ở trong trời cao rít gào mà lên. Trần Phong cảm thấy mình đời này không có sinh khí qua như vậy, một đời phẫn nộ tụ tập cũng không kém hơn nhiều, lửa giận hầu như muốn đem hắn hỏa táng. Tứ nữ khác từ lâu không biết làm sao, sững sờ đứng ở trên trời cao câm như hến, thân thể run lẩy bẩy, các nàng cũng không biết tình huống giờ khắc này nên xử lý như thế nào, tựa hồ đem Lý Vân Tiêu chém thành muôn mảnh cũng không cách nào trung hòa tội của hắn. Chết! Đột nhiên Trần Phong hít một hơi, lần thứ hai phun ra một chữ chết. Khí thế cả người trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, phẫn nộ chỉ tới, ngón trỏ tay phải của hắn có ánh huỳnh quang lấp lóe, trong phút chốc giải phong, một luồng sức mạnh khủng bố vô cùng tản ra, tựa hồ đem linh khí bốn phía hút một cái mà đến, bắn ra một đạo linh áp màu xanh lục, ở trên không trung không ngừng phóng to, phô thiên cái địa đè xuống. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn hóa thành thế giới của chỉ tay khủng bố, chúng sinh ở trong đó có vẻ hèn mọn như vậy. Lý Vân Tiêu lẳng lặng nhìn tất cả. Trong tròng mắt thậm chí ngay cả một chút xíu kinh ngạc cũng không có, hai tay bắt kiếm quyết, chỉ dẫn Bắc Thiên Hàn tinh kiếm ở trước người chuyển ra mấy cái kiếm hoa, hiện ra cửu đạo liên hoa, tạo thành một đóa hoa sen to lớn, sừng sững ở trên trời cao, bảo kiếm đứng chổng ngược ở trước người, hiện ra một đạo ánh sáng lập thể hình thoi, đánh tan lực lượng chỉ tay bốn phía. Kiếm ca cửu liên mộng hoa. Chân phải của Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đá một cái, một luồng kinh khí chấn động ở trên mũi kiếm. Phát sinh tiếng hí dài lanh lảnh, tay phải hắn nắm chuôi kiếm thuận thế hướng phía trước tiến dần lên, cả người cùng kiếm thế hợp lại làm một, cắt phá uy thế cuồn cuộn. Một chiêu kiếm vạch phá trời cao, thương khung như một tấm lụa màu xanh đột nhiên bị cắt ra. Con người của Trần Phong đột nhiên áp xúc, tuy rằng kinh nghiệm ứng địch chân chính của hắn cực nhỏ, nhưng giờ khắc này cũng biết Lý Vân Tiêu tuyệt không đơn giản như nhìn thấy trước mắt, hơn nữa huyền khí cấp 9 ở trong tay hắn ứng dụng như thường. Không cẩn thận thực sự là chủ nhân của huyền khí, nghĩ đến lực lượng sấm sét kinh thiên lúc trước,
nội tâm hắn dần dần nghiêm nghị. Nhưng hắn luôn luôn tự cho mình cực cao cũng sẽ không bị những suy đoán này ngất lịm, thủ ấn trong tay biến đổi, tay trái hợp tới, kết ra một đạo ấn quyết, ở trong hai tay hiện ra ba đạo thủ ấn màu sắc khác nhau, đầu đuôi liên kết, dường như một đồ án mãnh thú, gào thét mà ra. Kiếm ca của Lý Vân Tiêu cắt phá trời cao, bị đầu thú gào thét mà đến ngăn chặn, mở cái miệng to lớn nuốt chửng đi vào. Đặc biệt áp lực kinh người trên đầu thú, hầu như muốn nghiền nát khung xương của hắn, nguyên khí vận chuyển trong cơ thể cũng chịu đến ràng buộc. Dĩ nhiên là Trúc Long Ấn. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Xem ra ngươi cũng không phải là chỉ có một thân tu vi bình hoa a. Nghe nói tu luyện pháp quyết này phải tẩy gân hoán cốt, ở trong người truyền vào Trúc Long huyết mới có thể mở ra con đường tu luyện, lịch trình sau đó càng không ung dung, năm đó Trần Đoạn Thiên vì có thể tu luyện đến đỉnh cao, quả thật chính là bất chấp tất cả. Ta nhìn chiêu này của ngươi đã có chút hỏa hầu, sợ là chịu không ít khổ đi. Kiếm thế của hắn xoay một cái, đổi công làm thủ, ánh kiếm ác liệt biến mất, ở quanh thân hiện ra đạo đạo thanh liên lấp lóe, mỗi một lần trường kiếm bổ ra, đều sẽ đỡ lấy đầu thú công kích, tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị thua, dáng vẻ thành thạo điêu luyện. Mặc dù lời nói của Lý Vân Tiêu là có ý tán thưởng, nhưng nghe ở trong tai Trần Phong lại cực kỳ trào phúng, lại nghĩ tới ba bà tai kia, càng là giận không chỗ phát tiết, nhưng Trúc Long Ấn của mình đã là công pháp vô cùng bá đạo, tuy rằng chiếm thượng phong, lại tựa hồ không thể làm sao đối phương, tức giận đến oa oa kêu to. Tử xà kiếm, một. Làm sao, khen ngươi còn không vui vẻ. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Tuy rằng Trúc Long Ấn này bá đạo, nhưng muốn dựa vào cái này thắng ta, vẫn là quá non. Hắn chuyển đề tài, đột nhiên kiếm tốc tăng nhanh, lâm không đâm ra hơn trăm ánh kiếm, thân thể lập tức hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, mỗi một ánh kiếm đều gần như cùng một lúc chém ở vị trí không đồng dạng của Trúc Long thú thủ. Thú thủ kia chẳng biết là gì, dĩ nhiên hóa hình rất sống động, còn có dáng dấp bị đau, hướng về phía sau thối lui. Lý Vân Tiêu nhất chiêu kiếm đẩy lùi đối phương, thân thể thừa cơ lui lại mấy chục mét, lâm không đứng ở đó, lạnh lùng mà cười nói. Tử xà kiếm bên hông ngươi, sẽ không là bài biện chứ? Sắc mặt Trần Phong cực kỳ khó coi, tựa hồ không thể không tiếp thu hiện thực trước mắt để hắn vô cùng một ngạt, thiếu niên cả người lôi thôi kia, có tư cách để hắn đem hết toàn lực chiến một trận. Điều này làm cho hắn dị thường khó chịu, không chỉ là cảm giác ưu việt to lớn về thân phận lập tức không còn, ngay cả cảm giác ưu việt trên tu vi cũng không còn tồn tại nữa. Bản công tử như ngươi mong muốn, ban tặng ngươi tư cách kiến thức thực lực chân chính của ta. Trần Phong trở nên bình tĩnh, hết thảy tâm tình tiêu cực quét đi sạch sành xanh, vào đúng lúc này, hắn lại khôi phục khí thế cao cao tại thượng của con trai Đao Kiếm Tông tông chủ, công tử vang danh thiên hạ. Công tử, không thể. Xuân Cầm vội vàng kêu lên. Nếu như hiện tại tiêu hao quá nhiều nguyên lực, vậy ngày mai. Câm miệng cho ta. Sắc mặt Trần Phong phát lạnh, bốn chữ bật thốt lên, để thân thể mềm mại của Xuân Cầm chấn động, không còn dám nhiều lời. Ta thuở nhỏ liền ở trong tông môn khắc khổ tu luyện, cực nhỏ có cơ hội có thể đi ra, thế nhưng nghe trưởng lão hộ pháp trong tông môn thường thường nói thực lực cùng thiên phú của ta đều rất mạnh, mặc dù là Bắc Vực tứ tú vang danh thiên hạ cũng chỉ có tiếng mà không có miếng, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta cũng vẫn cho rằng sự thực là như vậy. Trần Phong càng ngày càng bình tĩnh lại, tự mình kể rõ nói. Từ nhỏ mục tiêu của ta là đứng đầu một phái, bước lên hàng ngũ thiên hạ cường giả, trở thành võ đạo đại tông sư vạn người kính ngưỡng. Vì lẽ đó cái gì Bắc Vực tứ tú, loại hư danh kia ta xưa nay là xem thường đi tranh. Chính là phụ thân đại nhân, đối với ta kỳ vọng cực cao, để ta chuyên tâm võ đạo, lấy thế giới đỉnh cao làm mục tiêu, quyết chí tiến lên đi tới. Mà ta vẫn không dám để cho phụ thân đại nhân thất vọng, qua nhiều năm như vậy, ta đều lấy bảy đại trưởng môn nhân làm mục tiêu, lấy thập đại vũ đế làm động lực, ở trên đường vũ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng tìm kiếm. Nhưng mà, ngày hôm nay, ông trời để ta gặp gỡ ngươi. Sắc mặt Trần Phong nghiêm nghị trở nên ác liệt, trong tròng mắt còn mang theo loại phẫn nộ khi bị lừa dối mà sản sinh, gầm nhẹ nói. Mãi đến tận hiện tại ta gặp phải ngươi, mới biết từ trước tới nay bọn họ nói ta thực lực thiên phú kinh người, mặc dù là dưới vũ đế cũng hiếm có địch thủ, nguyên lai những thứ này đều là giả, đều là gạt ta, vừa rời Đao Kiếm Tông, tùy tiện gặp phải một tên vũ hoàng, ta cũng đánh khó khăn như vậy, ngay cả Trúc Long Ấn mà trưởng lão trong môn phái cũng từng cái tán thưởng không ngớt, cũng không làm gì được ngươi,
nguyên lai mỗi một người bọn họ đều gạt ta. Ta thân là thất tinh vũ tôn, nhưng ngay cả một tên ngũ tinh vũ hoàng cũng không bắt được, còn thiên phú kinh người, còn dưới vũ đế hiếm có địch thủ gì, còn nói gì nhất phái đại tông sư, còn cái gì tuyệt cường vũ đế. Trần Phong trở nên cực kỳ kích động, từng đạo nguyên lực từ trên người hắn dâng lên, khí thế ở dưới phẫn nộ liên tục tăng lên, tử xà kiếm bên hông bắt đầu phát sinh tiếng rung, tùy thời đều muốn ra khỏi vỏ. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ than thở. Hết cách rồi, thực lực của ngươi xác thực không tệ, nhưng đáng tiếc gặp gỡ ta. Đừng nói là ngươi, coi như là Bắc vực tứ tú dắt tay nhau mà đến, chỉ cần không có tu vi vũ đế, ta cũng có thể đánh ngã. Hôm nay 17 cái bạt tai còn lại là trốn không thoát, coi như là một bài học đi. Hắn nói xác thực là lời nói thật, thực lực bây giờ của Lý Vân Tiêu, cho dù không phải người số một dưới vũ đế, chỉ sợ cũng kém không xa. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta không phải đối thủ của Bắc vực tứ tú sao? Lý Vân Tiêu nói nghe vào trong tai Trần Phong, lại giống như là một phen tư vị khác, lửa giận bị xem thường thiêu đốt toàn thân. Trần Phong rít gào quát lên. Hôm nay ta liền lấy máu của ngươi, đến đúc lại vũ đạo chi tâm của ta. Chuôi bảo kiếm ở bên hông hắn cũng hóa thành màu tím, khuôn mặt trở nên hơi thống khổ. Bốn tên tỷ nữ từ lâu đã kinh hãi xa xa lui lại, trên mặt đều là sầu lo cùng lo lắng không ngớt. Ồ, xem ra ngươi là lấy thân tế luyện bảo kiếm, lại không có thể hoàn toàn trưởng khống nó, này mới xuất hiện tình huống khởi động vô cùng chậm mà thống khổ. Được rồi, ta liền cho ngươi một cơ hội phát huy toàn bộ thực lực, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lý Vân Tiêu từ tốn nói, rất xa đứng trên không trung, cũng không thừa cơ xuất thủ, chỉ là nhanh chóng khôi phục sức mạnh. Xa xa tứ nữ nghe được càng là từng cái kinh hãi không ngớt, vì Lý Vân Tiêu thấy rõ cùng tự tin mà kinh hãi không thôi. Hạ Kỳ thấp thỏm không ngớt nói. Bọn tỉ muội hiện tại như thế nào cho phải, công tử đã là cưỡi hổ khó xuống. Nếu như vận dụng tử xà kiếm, sợ là mấy ngày sau sẽ ở suy yếu kỳ. Ngày mai Tống Nguyệt Dương thành vũ quyết làm sao bây giờ a? Thu Thư lóe lên mắt to nói. Nhưng mà không dùng tới huyền khí cấp 9. Công tử không cách nào áp chế người trước mắt kia. Người này đến cùng là thân phận gì, lẽ nào thật sự là chúng ta ở trong Đao Kiếm Tông quá lâu, bị người nịnh hót quen rồi, kỳ thực thực lực của chúng ta rất kém cỏi. Xuân Cầm quát lên. Chớ nói nhảm, người này hẳn là trường hợp đặc biệt, võ giả nào có đạo lý vượt qua một đại cảnh giới khiêu chiến, hơn nữa là đối đầu công tử của chúng ta. Phải biết chiến lực chân chính của công tử không chỉ là thất tinh vũ tôn. Đông Họa Dầu Dỉ nói, hiện tại tên đã vào cung, không phát không được, chỉ có thể chờ đợi chiến hậu lại nghĩ cách, chờ Chu trưởng lão tới hẳn là có biện pháp để công tử khôi phục một ít thực lực. Chỉ cần có thể khôi phục một nửa, đối phó những phế vật ở Tống Nguyệt Dương thành kia liền không có vấn đề. Đột nhiên Thu Thư nói, các ngươi nói, nếu như công tử vận dụng tử xà kiếm còn không phải là đối thủ của người kia, vậy làm sao bây giờ? Phi. Xuân Cầm nhổ một tiếng, lạnh lùng hừ nói. Tử xà kiếm, hai. Người cái óc heo này, tử xà kiếm là huyền khí cấp 9 đỉnh cao mà công tử lấy thân tế luyện, kiếm này vừa ra, coi như là vũ đế cường giả cũng né tránh ba phần, tiểu quỷ lôi thôi kia chắc chắn phải chết, hừ, nếu như cuối cùng công tử thua, chúng ta chờ bị người ta ức hiếp đi. Các ngươi nghĩ, chỉ cần là nam nhân bình thường, sẽ bỏ qua người tuyệt sắc như chúng ta ư. Tam nữ khác nghe được nhất thời thay đổi sắc mặt, ngẫm lại cảm thấy Xuân Cầm nói có đạo lý, mỗi một người đều lo lắng không thôi. Đặc biệt Lý Vân Tiêu mới từ dưới lôi kiếp đi ra, cả người lôi thôi không ngớt, càng làm cho mấy mỹ nữ này có bệnh thích sạch sẽ lo lắng, nếu bị người khác xâm phạm, Trần Phong là quyết không thể lại muốn các nàng, đến thời điểm giá trị bản thân đại hạ, trực tiếp từ thị tỳ của trưởng môn Đao Kiếm Tông biến thành vũ giả bình thường, thân phận cùng đãi ngộ là thiên địa khác biệt. Bốn người từng cái âm thầm cầu khẩn Trần Phong tuyệt không có thể thua, lòng bàn tay tuôn ra mồ hôi, so với hai người trong sân quyết chiến còn muốn căng thẳng. Vẻ thống khổ của Trần Phong dần dần tiêu tan, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Ngươi rất tự đại, này chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến lần này ngươi chết. Nếu như ngươi có thể may mắn tiếp tục sống sót, lần sau nhớ thông minh thêm một chút. Lý Vân Tiêu cười nói. Còn không xuất thủ liền cho người kết luận, là thói xấu rất tồi tệ a. Hừ, mặc ngươi miệng lưỡi bén nhọn, cũng không có khả năng sống sót. Trần Phong một tay chỉ ra,
Tử xà kiếm ở bên hông lập tức chạy như bay mà ra, ở trên không trung hóa thành một con trường xà, bay lên trời, gào thét mà xuống. Tuy là thân rắn, nhưng lập lòe kiếm khí, đem nửa bầu trời ánh thành một mảnh tử khí. Trường xà ở trên không trung cũng không có dị tượng bao lớn, như huyền khí phổ thông giải phong, nhưng cho Lý Vân Tiêu một loại áp lực lớn lao, không dám khinh thường, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm nghị. Để ta trước tiên thử xem, người đối với con giun kia nắm giữ mấy phần. Lý Vân Tiêu giơ kiếm mà đứng, một đạo hàn khí từ trên thân kiếm đâm ra, muốn thử kiếm uy của tử xà kiếm một lần, nhưng trong nháy mắt liền chịu đến một luồng áp chế rất lớn, ánh kiếm mới vừa thoát thể mà ra liền trong khoảnh khắc tán đi, sau đó kiếm thế như sơn nhạc lâm không mà xuống, giống như muốn chém nát tất cả. Thật mạnh! Trong lòng Lý Vân Tiêu cảm giác nặng nề, Trần Phong đối với chuôi tử xà kiếm này trưởng khống còn ở trên hắn dự tính. Ngay cả kiếm thế của Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm cũng bị áp chế trở về. Yêu Long cũng kinh sợ nói. Không đến nỗi là 100% sức mạnh chứ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Loại huyền khí cấp 9 này, chỉ có cường giả cấp 9 đỉnh phong mới có thể phát huy ra 100% sức mạnh. Hắn lấy thân tế kiếm, nhiều nhất là 30%, nhưng dù vậy, cũng không phải ta có thể chống lại a. Hắn không do dự nữa, mi tâm có ánh sáng lóe lên. Giới thần bi trực tiếp bay ra ngoài, hóa thành núi nhỏ liền hướng thân rắn ép tới. Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bị quản chế bởi uy thế của tử xà kiếm, nhưng giới thần bi là không sợ chút nào, trực tiếp đụng mạnh. Ầm ầm ầm, rung động to lớn vang lên, toàn bộ bầu trời đều muốn phá nát. Trần Phong thay đổi sắc mặt, trong mắt hiện ra sóng to gió lớn, vừa nãy dưới một đòn kia, hắn cùng tử xà kiếm tâm thần liên kết, cảm nhận được phản chấn xung kích to lớn, huyết mạch căng phồng. Lục phủ ngũ tạng đều lan lộn liên tục. Hơn nữa để hắn càng thêm ngơ ngác chính là, hắn rõ ràng cảm nhận được trên tử xà kiếm truyền đến sợ hãi, tựa hồ bị đối phương áp chế. Kia là huyền khí cấp 9 đỉnh cao A, làm sao sẽ bị áp chế? Trong đầu Trần Phong hiện ra một dấu chấm hỏi, không kịp nghiền ngẫm, ngọc bi của đối phương lần thứ hai oanh kích lại. Tử xà ở trên trời cao liên tục bay lượn, tựa hồ cực lực tách ra, lần này liền biến thành một phương truy kích. Trần Phong cùng tứ nữ đều há to mồm, không biết làm sao. Hoang đường, hoang đường. Trần Phong gọi liền hai tiếng, đầu óc của hắn giờ khắc này một nửa là phẫn nộ, một nửa là bối rối. Nhưng cũng có thể cảm nhận được tâm ý trốn tránh trên tử xà kiếm, vội vàng khống chế tử xà kiếm, đem trường kiếm thu về trong tay, trong nháy mắt vũ xuất đạo đạo tử ảnh, như một cái trường tiên, lâm không quất tới. Như vậy liền tránh khỏi huyền khí va chạm trực tiếp. Nếu như chạm mấy lần liền hư hao tử xà kiếm, vậy thì thực sự là khóc không ra nước mắt. Hừ, tuy rằng tử kiếm lợi hại, nhưng tu vi của ngươi có hạn, vô dụng. Lý Vân Tiêu cười lạnh, thu hồi giới thần bi, cả người trực tiếp hóa thành một tia điện quang biến mất ở tại chỗ, để tử ảnh chém không. Thuấn di. Trần Phong trợn to mắt, sau đó liên tục kêu lên. Không đúng, không phải thuấn di, tốc độ thật nhanh. Hắn bỗng nhiên phát giác. Lý Vân Tiêu có tốc độ như lôi đình ở trên không trung qua lại, chỉ để lại hình bóng hồ quang điện thiểm đùng đùng, hắn dĩ nhiên dùng mắt thường không cách nào nắm bắt. Bình tĩnh lại tâm tình dùng thần thức tìm tòi, lại phát hiện bốn phía đều là lực lượng tinh thần tuyệt cường, hình thành quấy nhiễu to lớn, ngăn chặn thần thức của hắn. Xèo! Một tia điện quang lâm không chém tới, không chỉ có lôi điện ở trong đó, còn hàm chứa kiếm khí cực cường, tốc độ nhanh như chớp giật. Trần Phong kinh hãi. Vội vàng giơ kiếm chặn lại, ầm một tiếng, sau khi đánh tan kiếm khí, hắn thuận thế dọc theo phương hướng công kích phản kích trở lại, nhưng trực tiếp chém không. Thật nhanh! Trong lòng Trần Phong rất là khiếp sợ, bất giác có chút bối rối. Thần thức bị lực lượng tinh thần cường đại của đối phương quấy nhiễu, căn bản là không có cách nhận ra vị trí của đối phương, chỉ nhìn thấy sấm vang chớp giật ở trên không trung qua lại, hắn bỗng nhiên ý thức được, lực lượng sấm sét lúc trước chính là người này làm ra. Chiến pháp rất thú vị, ta cũng là lần thứ nhất triển khai, vừa vặn bắt người thí nghiệm một phen. Thanh âm vui sướng của Lý Vân Tiêu truyền đến, suýt chút nữa để Trần Phong tức giận đến thổ huyết, thế nhưng hiện tại thế cuộc nghịch chuyển, hắn chỉ có phần bị động chịu đòn, tuy rằng Lý Vân Tiêu công kích hắn ứng phó thành thạo điêu luyện, nhưng tâm ý nổi giận lại xông lên đầu. Lý Vân Tiêu đang diễn luyện loại công kích trong di chuyển nhanh chóng, còn không ngừng phóng thích lực lượng tinh thần tới quấy nhiễu thần thức tra xét bốn phía. Đối với hắn mà nói cũng là một loại chiến pháp vô cùng mới mẻ, đặc biệt khống chế đối với lực lượng tinh thần,
nhất định phải quấy nhiễu phạm vi lớn với, độ khó thậm chí không dưới luyện khí. Hả? Ngay thời điểm hắn càng diễn càng quen luyện, đột nhiên cảm nhận được khí tức trên người Trần Phong không giống tầm thường. Dưới công kích không ngừng, tâm tình đối phương cũng dần dần bình tĩnh lại. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, thân thể ở trên trời cao ngừng lại, cả kinh nói. Thiên khiển, một. Trần Phong giơ tay, từng đạo tử khí từ trên kiếm mịt mờ lao ra, trong phút chốc màu tím bao phủ đầy trời, hắn lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, ngưng tiếng nói. Nếu ngươi nhận biết tuyệt kỹ này của Đao Kiếm Tông, có thể thấy được xác thực có lai lịch lớn, mặc chiêu thức của ngươi xảo quyệt, huyền khí quái lạ, nhưng không biết có thể chống đỡ chiêu này của ta hay không. Lý Vân Tiêu xóa đi thần thái bất cần đời, sắc mặt nghiêm túc, phảng phất như gặp đại địch. Bầu trời cũng vào đúng lúc này bắt đầu trở nên một ngạt, dường như mưa gió muốn tới. Sử dụng tử xà kiếm triển khai chiêu này ta cũng là lần thứ nhất, mình sẽ không bỏ mạng luôn chứ. Trong mắt Trần Phong lộ ra một tia lo âu, trong mơ hồ ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút sợ sệt, tựa hồ lo lắng không cách nào khống chế uy lực chiêu này. Trên bảo kiếm không ngừng tràn ra khí tức cường đại, không ít chấn động nhập trong cơ thể của mình, cảm thấy lực phá hoại cực lớn, này còn vẻn vẹn là thức mở đầu. Rất có lực khiêu chiến a. Khuôn mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ điên cuồng, cười to nói. Tuyệt kỹ của Đao Kiếm Tông, rất sớm đã muốn lĩnh giáo, khổ nỗi vẫn không có cơ hội. Nếu ngươi đã biết chiêu thiên khiển này, vậy thì thật tốt ha. Hắn một tay chỉ điểm, Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm hiện ra một vệt sáng, đứng yên ở trước người, sau đó tay trái vung ra, lại là một thanh trường kiếm hiện lên, hai thanh bảo kiếm giống nhau như đúc, ở dưới quyết ấn của hắn bắt đầu xoay tròn, lẫn nhau trong lúc đó sinh ra liên hệ vi diệu. Động tác này nhất thời để mấy người đều trợn to mắt. Lấy tu vi Vũ Hoàng có thể điều động một thanh huyền khí cấp 9 cũng đã là tình huống nghịch thiên, huống hồ còn đồng thời điều động hai thanh, có thể đồng thời nắm giữ hai cái huyền khí cấp 9, lại há có thể là người bình thường. Trần Phong cùng bốn tên tỷ nữ cũng dần dần ý thức được thân phận của người kia không đơn giản, nhưng hiện tại là tình huống tên đã lắp vào cung không phát không được. Huống hồ luận thân phận, con trai Đao Kiếm Tông tông chủ đúng là không thua bất luận người nào. Thiên oai, nhất chiêu thiên khiển. Theo kiếm thế của Trần Phong bay lên, toàn bộ thiên địa biến sắc, càn khôn di vị, một đạo sức mạnh quy tắc quân lâm thiên hạ tự nhiên sinh ra. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật là sâu kiến. Vạn vật bất kính thiên, hạ xuống lực lượng phán quyết, tru diệt tất cả. Lý Vân Tiêu thay đổi sắc mặt, lực lượng thiên khiển mới vừa lên, hắn liền cảm nhận được uy thế vô cùng, ở dưới càn khôn chi lực minh mông cuồn cuộn, quanh thân hắn nổi lên kim quang, ngăn cản thiên uy tru diệt vạn vật. May là giờ khắc này hắn ở dưới quyết ấn ánh vàng rừng rực, mặc dù Trần Phong cùng tứ nữ đối với thân thể của hắn khác thường đặt ở trong mắt, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đến là bất diệt kim thân. Hai thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm ở dưới hắn khống chế khí thức càng ngày càng mạnh, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ càng là từng cái chồng chất, mà ở ngoài hai kiếm, một cái trận đồ hình thù kỳ lạ mơ hồ hiện lên, đem hai thanh bảo kiếm ở trong cộng hưởng nối liền nhất thể, dường như một cái huyền khí, lẫn nhau không còn phân biệt. Thiên kiếm, ỷ thiên kiếm đồ. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, sắc mặt ở dưới kiếm quang, trở nên ác liệt mà trắng xám, trận đồ trong nháy mắt lấy ra toàn bộ sức mạnh của hắn, đổ vào trong kiếm đồ. Ỷ thiên kiếm khí thành thế đối chọi, diễn biến ra, tự thành một mảnh kiếm hải, cùng lực lượng thiên khiển xa xa đối lập. Tử xà kiếm trong tay Trần Phong vào đúng lúc này hóa ra trạng thái giải phong, trường xà phun lưỡi, dường như thiên khiển hạ xuống lực lượng đồ đằng, đích thân tới thế gian. Oanh! Hai cỗ sức mạnh xung kích lẫn nhau, thiên khiển là công, ỷ thiên kiếm là thủ, mạnh mẽ xông tới, bầu trời trong nháy mắt tiến vào một vùng tăm tối, tứ nữ quan sát từ đằng xa cũng chịu lan đến rất lớn, vội vàng vận chuyển nguyên khí chống đối, chấn động đến hai mắt khó mở ra. Đồng thời trong lòng tứ nữ chấn động mạnh, chiêu thức kinh thiên động địa như vậy, các nàng cũng là lần thứ nhất thấy Trần Phong triển khai, chỉ cảm thấy loại chiêu thức khủng bố kia căn bản không nên là thế gian có. Càng làm cho các nàng kinh hãi chính là, Lý Vân Tiêu ở dưới loại thiên uy kia lại còn có thể chống đỡ. Ầm ầm ầm, nổ vang không ngừng đẩy ra, dư âm càng ngày càng mạnh, Lý Vân Tiêu ở vào trung tâm rung động từ lâu đã nghĩ hóa ra ma thiên khải, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở thiên uy trấn áp, thân thể không ngừng tan vỡ. Vào thời khắc này, hoàng triều trung trấn áp ma khí bị hắn thả ra ngoài, muốn dựa vào ma khí chống đối thiên khiển.
lại phát hiện ma khí tựa hồ vừa lúc này bị lực lượng thiên khiển khắc chế, lượng lớn tiêu vong, hầu như muốn thanh lý sạch. Bên kia trạng thái của Trần Phong cũng không dễ chịu, toàn bộ sức mạnh của hắn đều dùng để ngăn cản lực lượng thiên khiển cùng tử xà kiếm phản phệ, nghĩ hóa ra chiến y cũng tràn ngập nguy cơ, tùy thời ở dưới lực lượng phản phệ tiêu tan. Tiểu tử, còn không mau trốn vào trong giới thần bi. Yêu Long muốn đem thân thể của hắn yêu hóa ra, nhưng cũng ở dưới thiên khiển triệt để thất bại, ngay cả hồn lực cũng từ từ tiêu tan. Ngươi sẽ không chết rồi chứ? Nó sợ hãi nhìn thân thể Lý Vân tiêu tan vỡ, nổ ra lượng lớn huyết hoa. Dừng, câm miệng, không thấy ta đang ấp ủ phản kích sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng quát lên, thanh âm kia cực kỳ lãnh khốc, tựa hồ đối với thân thể phá hoại hoàn toàn không có bất kỳ nhận biết. Yêu Long không còn gì để nói, cả kinh nói. Phản kích, đầu óc của ngươi vô nước sao, trước tiên bảo vệ mình bất tử lại. Nó đột nhiên ngừng lại, sợ hãi phát hiện, thân thể bị nổ tung của Lý Vân Tiêu từng tấc hóa thành ánh chớp tản ra, mà không giống như lúc trước tuôn ra xương máu. Theo lực lượng chiêu kiếm của Trần Phong dần dần đập vụn kiếm đồ, hai thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm triệt để bị đánh tan, ánh sáng mất hết, trở nên âm u đầy tử khí. Lý Vân Tiêu cũng mất đi phòng ngự to lớn nhất, cả người triệt để vỡ ra, nhưng hóa thành một mảnh lôi vân. Giờ khắc này trong lôi vân lần thứ hai hiện ra một thanh bảo kiếm, chính là chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm thứ ba, kiếm phôi vừa ra, lập tức thiên địa biến sắc, lôi kiếp bắt đầu ngưng tụ. Hiện tại muốn giết ta, để Trần Đoạn Thiên tới còn tạm được. Trong lôi đình có một âm thanh lạnh lẽo vang lên, Lý Vân Tiêu vận chuyển thần lực trôi nổi trên đan điền, đó là sức mạnh cuối cùng của hắn. Cả người hào quang chói lọi, đột nhiên có một đạo lôi điện ngang trời lướt qua. Ầm ầm ầm. Trong tia điện bảo kiếm ác liệt, trực tiếp dẫn lôi kiếp cấp 9 lao đi. Trần Phong kinh hãi, sắc mặt không còn màu máu, kiếm khí kia cũng không mạnh a, nhưng ở dưới hai cỗ lôi đình trở nên uy lực kinh người, lại phá tan kiếm thế thiên khiển của hắn. Lý Vân Tiêu hóa lôi thân, rốt cục đâm ra chiêu kiếm cuối cùng, cùng trên trời cao hạ xuống lôi kiếp cấp 9 tụ hợp lại, tương tự là thiên uy cuồn cuộn, chém ở trên tử xà kiếm. Thiên khiển, hai, oanh, trời cao lần thứ hai nổ tung, lần này tuy rằng không có kinh thiên oai như lúc trước, lại nghe tứ nữ đồng thời hét thảm một tiếng, chỉ thấy thân thể Trần Phong như một mũi tên thẳng tắp bay ra ngoài. Ở sau khi rung động, đạo lôi vân giữa bầu trời kia dần dần ngưng tụ ra thân thể của Lý Vân Tiêu, chỉ là tàn tạ không hoàn toàn, máu me đầm đìa. Trong tay chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm thứ ba cũng ở dưới một đòn kia, bị tử xà kiếm phản chấn mất hết linh quang. Khí tức trên thân thể hắn dị thường yếu ớt, nhưng ánh mắt lại không giảm chút ác liệt nào, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phương hướng Trần Phong bị đánh bay. Lý Vân Tiêu thu hồi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, trong mi tâm lóe lên ánh sáng, liền thả ra hồ lô tiểu kim cương, bay ngang ở trên trời cao. Hắn nhẹ nhàng đạp ở trên lưng hồ lô tiểu kim cương, hướng về phương hướng Trần Phong bị đánh bay mà đi. Giờ khắc này, tứ nữ ở xa xa mới phản ứng lại, không lo được sợ hãi, còn có nội tâm kinh hãi, chỉ cảm thấy ra đại sự, phảng phất trời sập xuống, vội vàng hóa thành bốn đạo ánh sáng bay lên. Trần Phong bị đánh bay mấy dặm, mạnh mẽ rơi trên mặt đất, tử xà kiếm cũng rơi vào bên cạnh hắn, khôi phục một vật giống như đai lưng, sụi lơ vô lực. Tứ nữ trước tiên hạ xuống, vội vã tiến lên điều tra trạng thái của Trần Phong, sau khi phát hiện còn có sinh cơ, mới từng cái thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đảo mắt trong lòng lại kinh hãi, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đứng ở trên lưng hồ lô tiểu kim cương, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trần Phong. Trong lòng tứ nữ đều tê dại, tuy rằng nhận ra được người này đã là đèn cạn dầu, nhưng khiếp oai lúc nãy, từng cái không dám lên trước, chỉ là cảnh giác bảo vệ ở trước người Trần Phong. Trong tay Xuân cầm nắm thật chặt bảo kiếm, nhắm mắt tiến lên, lạnh lùng nói. Người đã thắng, kính xin rời đi, đao kiếm tông tuyệt không phải dễ chọc. Dĩ vãng sau khi mọi người biết thân phận bọn họ, đều từng cái cung cung kính kính, không cần bọn họ tự khoe, giờ khắc này hô lên tên gọi đao kiếm tông, trong lòng tứ nữ đều cảm thấy vô lực. Nếu như người trước mắt này sợ hãi, đã không đem công tử đánh chật vật như vậy, giờ khắc này còn hôn mê bất tỉnh. Cút ngay! Lý Vân Tiêu quát lạnh một tiếng, nhất thời để tứ nữ vạn phần sốt sắng, toàn bộ rút ra binh khí, giữ gìn ở trước người Trần Phong. Bốn các nàng đều là vũ tôn, cũng không tính thấp, chỉ là vừa nãy mắt thấy hai người chiến một trận, nơi nào còn có nửa phần chiến ý. Hạ Kỳ hoảng sợ nói.
lẽ nào ngươi muốn giết công tử nhà ta? Như vậy chân trời góc biển cũng sẽ không bao giờ có chỗ ngươi dung thân. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, hồ lô tiểu kim cương dưới chân trong giây lát đấm ra một quyền, quyền uy của kim cương quyền vừa đúng, cũng không hề kích thương tứ nữ, mà chỉ là áp chế lại toàn bộ tứ nữ, làm cho các nàng không cách nào nhúc nhích. Lý Vân Tiêu chậm rãi hướng Trần Phong đi đến, trong ánh mắt không có chút tình cảm nào. Trong lòng tứ nữ đều sợ hãi, từng cái khó có thể tin, lẽ nào hắn thật sự muốn giết công tử? Hắn đến cùng là người phương nào, lại dám làm hành vi nghịch thiên như vậy? Lý Vân Tiêu không để ý tới tứ nữ sợ hãi, giơ tay lên điểm một cái, một đạo nguyên lực từ đầu ngón tay tràn ra, đem thân thể Trần Phong kéo lại, tứ chi buông thõng, hoàn toàn ở trong hôn mê. Tuy rằng ngươi mất đi sức chiến đấu, thế nhưng lời ta nói không thể không tính. Lý Vân Tiêu từ tốn nói, tay phải nhẹ nhàng vung lên, không trung một trận bạt tai đùng đùng vang lên, chấn động ở trong đầu tứ nữ, có vẻ không chân thực như vậy, mãi đến tận 20 bạt tai phiến tận, thân thể Trần Phong mới lần thứ hai bị vứt ra ngoài, ngã xuống đất không nhúc nhích, chỉ là hai bên mặt đã hoàn toàn trở thành bánh bao màu xanh. Chuôi tử xà kiếm này, ta có chút yêu thích, nhưng mà... Lý Vân Tiêu nhìn tử xà kiếm trên đất, thở dài nói. Ta cũng không muốn để Trần Đoạn Thiên tự mình tìm tới cửa, như vậy ta sẽ rất phiền phức. Trưởng môn thất đại môn phái, cho dù năm đó hắn toàn thịnh, cũng không dám bảo đảm nói nhất định có thể thắng. Nếu như hiện tại gặp gỡ, tuyệt đối là một con đường chết, cho dù có giới thần bi trốn vào, sợ cũng khó thoát một kiếp. Vì lẽ đó tử xà kiếm này, tuy rằng hắn yêu thích, nhưng cũng không thể muốn. Hắn vẫy tay, hồ lô tiểu kim cương bị thu hồi, tứ nữ nhất thời cảm thấy cả người buông lỏng, sức mạnh trấn áp các nàng đột nhiên biến mất. Hồ lô tiểu kim cương bay ngang tiến lên, Lý Vân Tiêu đạp ở trên lưng hắn, lập tức hóa thành một ánh hào quang liền biến mất ở phía chân trời. Trận chiến này tuy rằng dị thường gian nguy, nhưng thu hoạch rất nhiều, hơn nữa tu luyện tới hóa lôi quyết đại thành, đồng thời kiến thức lực lượng thiên khiển của đao kiếm tông, cũng coi như là một đại thu hoạch. Hiện tại hắn cần làm chính là đem tâm đắc trong trận chiến ấy chậm rãi lĩnh ngộ tiêu hóa, lại khôi phục nguyên lực như cũ. Lý Vân Tiêu vừa đi, bốn tên tỷ nữ nhất thời thất kinh hướng Trần Phong chạy đi, trong miệng không ngừng kêu sợ hãi công tử, nhưng Trần Phong không cách nào trả lời. Hạ Kỳ, công tử có sao không? Ba người lặng lặng chờ kết quả kiểm tra của Hạ Kỳ, lo lắng không thôi, chuyện hôm nay, bốn các nàng là trốn không thoát trách nhiệm. Nhưng chỉ cần Trần Phong có thể tỉnh lại, lấy thủ đoạn lấy lòng của các nàng, ngược lại cũng không cần lo lắng trách phạt nặng bao nhiêu, chỉ sợ Trần Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì các nàng liền triệt để xong đời. Tuy rằng kinh mạch đứt đoạn, xương cốt nát tan, bắp thịt cũng nát. Hạ Kỳ ung dung thong thả nói rằng, ngươi cứ nói thẳng kết quả, công tử có chuyện gì hay không a? Xuân Cầm bất mãn lo lắng nói, hai người khác cũng là một mặt lo lắng cùng thúc giục. Sắc mặt Hạ Kỳ ngưng trọng đột nhiên nở nụ cười nói. Xem các ngươi lo lắng, không phải là sợ công tử có bất ngờ, sẽ không người sủng hạnh các ngươi à. Từng cái dâm đãng, yên tâm đi, tuy rằng nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng không hề chí mạng, hơn nữa những thương tích này đối với chúng ta mà nói đều là tiểu thương, tùy tiện dùng một ít linh dược là tốt rồi. Chỉ là ngày mai vũ quyết. Sắc mặt nàng lần thứ hai rơi vào sầu lo. Xuân Cầm than thở. Có thể giữ được tính mạng chính là vạn hạnh trong bất hạnh, việc vũ quyết to lớn hơn nữa, cũng không bằng tính mạng của công tử a. Chuyện này mọi người là tránh không được trách phạt, nhưng chỉ cần công tử tỉnh lại, hắn tự nhiên sẽ gánh trách nhiệm, cũng không đến nỗi trách tội đến trên đầu chúng ta. Hiện tại trước tiên tìm chỗ an toàn chữa trị công tử, sau đó thả tín hiệu đi, đợi Chu trưởng lão đến đây. Tứ nữ vội vàng ôm Trần Phong lên, Thu Thư đột nhiên len lén nói. Xuân Cầm tỉ tỉ. Ngươi không phải nói sau khi người kia thắng rồi nhất định sẽ ức hiếp chúng ta sao? Lẽ nào mị lực của chúng ta không đủ? Xuân Cầm mặt đỏ lên, trên mặt hiện ra một vẻ lạnh lùng, hừ nói. Nếu không phải người này e ngại đao kiếm tông ta, ngươi cho là hôm nay chúng ta có thể tránh được kiếp nạn này sao? Đại Nhật Tử, Thu Thư lộ ra vẻ không hiểu nói. Nếu e ngại đao kiếm tông chúng ta, vì sao dám đả thương công tử đây? Xuân Cầm sững sờ. Lập tức mạnh mẽ chừng nàng một chút, cả giận nói. Đừng léo nha léo nhéo, dụng tâm chăm sóc công tử, người muốn tìm đánh phải không? Tứ nữ ôm Trần Phong, hóa thành một ánh hào quang biến mất ở tại chỗ,
chỉ bất quá không dám cùng Lý Vân Tiêu chung phương hướng, hướng về một đầu khác lao đi. Vùng đất trung tâm Tống Nguyệt Dương Thành, đứng vững 7 cây cờ xí mang tính tiêu chí biểu trưng, tượng trưng cho vị trí quyền lực cao nhất Thương Minh, ở trong gió mạnh bay phần phật, nghe âm thanh mà mỗi người đều tâm tình khuấy động. Mỗi một lần thuật vũ song quyết, đều là thời điểm lợi ích của Thương Minh một lần nữa đại thanh tẩy, đối với thế lực trong Thương Minh ảnh hưởng to lớn nhất, thắng thì xâm nhập 7 đại thương hội, chia cắt bánh ngọt to lớn, bại thì bị chèn ép, tràn ngập nguy cơ, thậm chí sụp đổ. Bởi vì sau khi xuống đài, đối thủ cạnh tranh là sẽ không bỏ qua người thất bại, chỉ có thể phụ thuộc vào thành viên ban trị sự khác, mới có thể cầu được một đường sống. Lúc trước sau khi Thiên Nguyên Thương Hội xâm nhập 7 đại tiêu chuẩn, là triệt để nuốt chửng tiêu diệt một thành viên ban trị sự trước kia, lúc này mới ngồi vững vàng vị trí. Thương trường như chiến trường, thậm chí so với chiến trường còn muốn ác liệt, tàn khốc. Giết người diệt tông, bất quá là thủ đoạn trung cực của đấu tranh kéo dài mà thôi. Ở Thương Minh có bao nhiêu thương hội, con số cụ thể không ai nói rõ được, bởi vì mỗi ngày đều có thương hội mới thành lập, cũng có lão Thương Minh tiêu vong, tổng số vẫn duy trì ở hơn 500. Giờ khắc này ở Trung ương quảng trường người người nhốn nháo, phong vân tụ hội. Ngoại trừ thất đại Thương Minh ra, hết thảy thương hội loại lớn còn lại đều là hội trưởng đích thân tới, mặc dù mình không thể xâm nhập thất đại Thương Minh, nhưng chỉ cần ở trong Thương Minh đạt thứ tự khá cao, cũng có thể được lợi ích không nhỏ. Thuật vũ song quyết phân biệt chiếm 50%, lấy ra 10 người đứng đầu, 2-2 lẫn nhau tranh đấu, thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm, số điểm cuối cùng cũng là thứ tự, mà cái hạng này trực tiếp quan hệ đến phân chia lợi ích trong mấy năm tương lai, là vật trao đổi chia cắt bánh ngọt to lớn. Dưới 7 đại cờ xí ở Trung ương, thành hình 7 ghế lô hình quạt, có thể chứa đựng hơn 100 người an tọa, cũng chỉ có người của thất đại Thương Minh mới có tư cách ngồi lên. Người của thương hội còn lại chỉ phần có đứng, chỉ ở một bên quảng trường xếp đặt 2 hàng ghế, để cho vũ đế cường giả trong thương hội an tọa, cũng là một loại tôn trọng đối với cường giả. Trên ghế lục tục ngồi hơn 10 người, đều là những tồn tại tuyệt cường trong thương hội loại lớn. Từng cái biểu hiện lãnh đạm, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng, lẫn nhau trong lúc đó rất ít tán gẫu, mặc dù có cũng chỉ là đơn giản khách sáo vài câu, ở trong lòng từng người bàn tính, cùng với nghe người bốn phía nhẹ giọng đàm luận. Hừ, di động trong nháy mắt, đừng nói đùa, ngoại trừ cường độ tinh thần của đại thuật luyện sư cấp 8 ra, cũng có không ít bí pháp có thể thực hiện. Hừm, ta cũng thấy vậy, ngươi xem Lý Vân Tiêu kia bao lớn, trừ khi đời trước liền bắt đầu tu luyện. Ta phỏng chừng thực lực của hắn ở cấp 6 là cao nhất. Thiết, ngay cả hắn cũng có thể lên cấp 6. Còn nữa, mặc dù hồn lực là nhân tố so sánh thuật luyện sư mạnh yếu, nhưng cũng không phải là nhân tố tuyệt đối. Lùi 10.000 bước mà nói, dù hắn thật sự là trời sinh dị thường, hồn lực kinh người, nhưng không có thuật đạo lĩnh ngộ thì có ích lợi gì. Hừm, cũng phải, ta phỏng chừng hắn đối với thuật đạo lý giải, có thể xâm nhập 20 vị trí đầu liền nghiêu. 20 vị trí đầu ta xem cũng mơ hồ, lần này ta khá là xem trọng tứ cực môn Đường Tâm công tử, nghe nói hắn chiếm được vương tọa truyền thừa trận đạo, đối với thuật đạo cũng lĩnh ngộ cực sâu. Còn có thiên nhất các đồng tu. Có người nói là đệ tử của một vị đại thuật luyện sư ở Thánh Vực, bị Thiên Nhất Các dùng một đôi đệ tử tỉ muội câu dẫn, hiện tại cũng đã trở thành đệ tử của Thiên Nhất Các. Kha kha, nói tới sắc đẹp câu dẫn, làm sao hơn được thủy nữ thần của Mạn Đa Thương Hội, người ta ngay cả con trai của Đao Kiếm Tông Tông Chủ cũng câu tới. Ta xem lần này Thương Minh song quyết, tất nhiên là Mạn Đa Thương Hội đệ nhất. Ừ, độ khả thi rất lớn a, nhưng Vạn Bảo Lâu cũng không phải ngồi không. Lệ Phi Vũ là một trong Bắc Vực tứ tú, coi như là con trai của Đao Kiếm Tông Tông Chủ, sợ cũng khó địch nổi. Nghe được lời này, một tên vũ đế cường giả trong dãy ghế đột nhiên ho khan một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ ác liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai tên vũ giả đang nói chuyện phiếm. Hai người kia chính là đệ tử trong thương hội của hắn, lập tức sợ đến thay đổi sắc mặt, thu đầu lưỡi không còn dám nghị luận. Ha ha, Triệu Huynh, hai tiểu huynh đệ kia phân tích rất có đạo lý a. Làm sao không cho người ta nói? Một tên cường giả áo xám ở bên cạnh vũ đế họ Triệu kia cười nhạt nói. Lần này tin tức Đường Tâm công tử được vương tọa truyền thừa trận đạo, xem ra cũng không giả. Cái này chỉ là thuật quyết, sợ là giữ chắc đệ nhất a. Đông cổ thương hội của Triệu huynh chính là đệ nhất chư hầu dưới tứ cực môn, lần này cũng sẽ theo phát đạt. Vũ đế họ Triệu lạnh lùng hừ nói. Tôn huynh nghĩ một đằng nói một nẻo a. Lần này Mạn Đa Thương Hội đánh Mỹ nhân bài,
có thể đưa tới cá lớn. Cũng không biết con cá này là cá lớn, hay là đại ngạc sao cá xấu đây. Hai người đang nói, đột nhiên trong đám người lập tức yên tĩnh, xa xa chậm rãi đi tới một đội nhân mã, mọi người lập tức nhường ra một con đường, chính là người của Kim Tiền Bang xuyên qua đám người, hướng về Trung ương. Trung ương bảy đại ghế lô, đại diện cho quyền lực cùng vinh dự cao nhất thương minh. Mỗi người đều dùng ánh mắt nóng bỏng ngưng mắt nhìn cờ xí trên bầu trời, mong đợi có một ngày thương hội của mình cũng có thể chói lóa như vậy. Người phụ trách Kim Tiền Bang là Trương Sùng liếc mắt nhìn bốn phía, con người đảo một vòng, nhất thời quát lên. Những người này kiêu căng thật lớn a, dĩ nhiên để Vạn Bảo Lâu đợi lâu như vậy. Này không phải công nhiên khiêu khích quyền uy cùng địa vị của Vạn Bảo Lâu các ngươi sao? Ta nhìn bọn họ là từng cái muốn chết. Bảy đại thương hội, giờ khắc này chỉ có Vạn Bảo Lâu cùng Kim Tiền Bang đến, năm chỗ ngồi còn lại tất cả đều không. Vạn Bảo Lâu thôi bác cười nhạt nói. Khi nào Trương trưởng lão biết giúp người kéo cừu hận như vậy? Bọn họ muốn chết, Trương trưởng lão thay chúng ta giải quyết đi. Trương Sùng cười ha ha nói. Ta cũng không có bản lãnh này. Vạn Bảo Lâu các ngươi nhất chi độc tú, lực ép sáu phái chúng ta. Kim Tiền Bang ta bất quá là tiểu tùy tùng mà thôi. Tập hợp, 1. Con người của hắn ở ghế sau của Vạn Bảo Lâu xoay một cái, rơi vào trên người một thanh niên trẻ, tướng mạo thanh tú nhất thời kinh hô. Thôi Nguyên, lần này người thuật quyết của các ngươi dĩ nhiên là hắn. Ha ha, Khuyển Tử vừa vặn từ hóa thần hải trở về, liền để hắn xuất chiến, đừng để Vạn Bảo Lâu chúng ta mất mặt là tốt rồi. Thôi bác cười a a nói, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Lần này Trương Sùng không còn tâm tình trêu đùa, sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị, yên lặng trở lại chỗ ngồi, không lên tiếng nữa. Trong Kim Tiền Bang, trên mặt một thanh niên mặc áo tím bên cạnh Tiền Vô Địch hơi nhướng mày, tựa hồ tâm có chút không phục, một đạo hồn lực từ trên người hắn tràn ra, ở trên không trung ngưng hóa ra hình thái nhất định, bỗng nhiên hướng về Vạn Bảo Lâu bay đi, mục tiêu chính là Thôi Nguyên. Loại giao thủ trước khi khai mạc này là tối kỵ. Lúc này người dự thi hoàn toàn là tu dưỡng thân thể, kỳ vọng lấy trạng thái 100% tiến hành tham chiến, ai cũng không nỡ lãng phí một phần hồn lực, huống chi là loại công kích phạm vi lớn, cực kỳ hao tổn hồn lực này. Hồn lực dĩ nhiên ngưng hình mà ra. Lần này lập tức gây nên tất cả mọi người quan tâm, ánh mắt đều tìm về phía hai phái ở Trung ương, lộ ra vẻ cực kỳ giật mình. Những tuyển thủ dự thi kia khiếp sợ, đồng thời mỗi cái mặt lộ vẻ vui mừng. Ước gì giờ khắc này bọn họ đấu cái lưỡng bại câu thương. Trên mặt Thôi Bác hiện ra vẻ không vui, thế nhưng đảo mắt nhìn tới, Trương Sùng lại là một mặt giả chết, tựa hồ không nhìn thấy, hắn tức giận đến hử lạnh một tiếng. Làm phó môn chủ, trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể tự mình hoặc là hạ lệnh để thủ hạ xuất thủ, chỉ có thể để Thôi Nguyên đón đỡ. Thôi Nguyên cũng có vẻ vô cùng tùy ý, một luồng hồn lực nhàn nhạt từ trong cơ thể lan ra, cách người mình hình thành một đạo phòng ngự. Trực tiếp ngăn cản hồn lực công kích của thanh niên mặc áo tím kia. Hắn cũng không phản kích, cứ như vậy cấu trúc một bình phong phòng ngự. Thanh niên mặc áo tím biến sắc, chớp mắt đem hồn lực tăng lớn vài lần, muốn nghiền ép đi lên, lại phát hiện đạo bình phong kia cũng thuận theo trở nên mạnh mẽ, chỉ là vừa đúng ngăn trở công kích của hắn, tựa hồ không tiêu hao thêm một chút xíu khí lực. Thanh niên nam tử mặc áo tím giận không chỗ phát tiết, các loại thủ pháp tấn công bằng thần thức dùng tới từng cái. Nhưng dù như thế nào cũng không đột phá được đạo bình phong kia, dưới tình thế cấp bách cảm thấy mình mất mặt, càng là bất chấp công kích. Nam Hưng Khánh, dừng tay đi. Tiền Vô Địch từ tốn nói. Chờ chút khí lực đợi lát nữa phát huy, nếu muốn mặt mũi rất dễ dàng. Đợi lát nữa đánh bại hắn là tốt rồi, hiện tại bộ dáng này tất cả mọi người nhìn, giống như hầu tử. Tựa hồ Nam Hưng Khánh đối với hắn có chút sợ hãi, lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi hồn lực. Nhưng vẻ mặt nhìn Thôi Nguyên càng lạnh lẽo, người sau là không thèm để ý. Trương Sùng nhìn Nam Hưng Khánh một chút, từ tốn nói. Tuyệt đối đừng khinh địch, hắn có lẽ sẽ là địch thủ lớn nhất của ngươi trong ngày hôm nay, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tuy rằng trên mặt Nam Hưng Khánh vẫn là vẻ lãnh ngạo, nhưng không dám quá ngạo mạn ở trước mặt Trương Sùng, gật đầu nói. Xác thực có mấy phần thực lực, nhưng ta vẫn có tự tin. Hắn thăm dò một thoáng. Để đề tài của mọi người tất cả đều chuyển hướng về phía hai người, không ngừng suy đoán. Nam Hưng Khánh kia là người nào? Dĩ nhiên có thể làm được hồn lực hóa hình, thật mạnh mẽ a, ta xem chí ít cũng có lực lượng cấp 7 đi. Cấp 7 là khẳng định có, bằng không Kim Tiền Bang sẽ không để cho hắn đến đây.
chỉ là mặc dù cấp 7, trong lúc đó chênh lệch cũng rất lớn a, ta xem Thôi Nguyên kia tựa hồ mạnh hơn mấy phần. Lần này thuật quyết dĩ nhiên kịch liệt như vậy, thuật luyện sư cấp 7 cơ hồ trở thành mặt hàng đại chúng. Ta nhớ xong quyết lần trước, Vạn Bảo Lâu có một thuật luyện sư cấp 7 liền làm cho tất cả mọi người kinh diễm không ngớt, một lần đoạt quan. Ha ha, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Hiện tại là thời điểm thương minh tuổi trẻ tuấn ngạn tầng tầng lớp lớp, có lẽ sẽ đẩy toàn bộ thương minh về một thời đại cực kỳ phồn hoa, thậm chí chống lại 7 đại siêu cấp thế lực. Chống lại 7 đại siêu cấp thế lực còn sớm, lần này vừa vặn có thể xem thực lực của Đao Kiếm Tông, xem bọn họ đến cùng tới một cái trình độ thế nào. Dù sao mục tiêu lần này của Đao Kiếm Tông là đệ nhất A. Hừ, số 1, ta xem độ khó rất lớn, bọn họ cũng không khỏi quá xem thường tuấn kiệt của thương minh ta. Hy vọng lần này có thể làm cho bọn họ mở mang kiến thức một chút, nhìn thương minh ta lợi hại, xem, người Thiên Nguyên Thương Hội tới. Mọi người nghị luận thoáng ngừng lại, ở trong đám người Đinh Linh Nhi dẫn đầu, ở dưới mọi người bao vây mà đến. Mang trên mặt nụ cười mê người, khiến người ta cảm giác như gió xuân hiu hiu, tràn đầy tự tin, có vẻ cao quý mà không thể khinh nhờn. Mọi người một mặt thưởng thức mỹ nữ, một mặt đem ánh mắt oán hận lạc ở trên người Lý Vân Tiêu. Nam vực thổ dân đột nhiên nhô ra kia, một thoáng liền cua mất nữ thần trong lòng mọi người, đáng chết nhất là không chỉ có Đinh Linh Nhi, ngay cả Thủy Lạc Yên cũng là ở lần này danh hoa lạc chủ, thuật vũ song quyết lần này, chính là một lần mà hết thảy thanh niên của thương minh trắng đêm khó ngủ. Tất cả mọi người đều đồng nhất một tâm tư, Lý Vân Tiêu chết tiệt, Trần Phong chết tiệt, hai người ngoại lai này, không chỉ đoạt danh tiếng của chúng ta, còn muốn cướp nữ nhân của chúng ta. Lần này hết thảy thanh niên trẻ tuổi đều cùng chung mối thù, hy vọng có người có thể lực ép hai tên ngoại lai này, cho nam nhân bản địa của thương minh bọn họ chút khẩu khí. Ninh tiểu thư, dáng vẻ như gió xuân ấm áp, tựa hồ tự tin tràn đầy a. Thôi bác híp mắt cười nói, ánh mắt không tự chủ được lạc ở trên người Lý Vân Tiêu, còn có Mạc Tiểu Xuyên nhất chiêu kiếm diệt sát thiên nhất các trưởng lão, cũng đáng giá hắn đánh giá vài lần. Ninh Linh Nhi cười nói. Bất quá là tranh cái tiêu chuẩn mà thôi, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Nhưng nếu bảo là muốn thay thế được Vạn Bảo Lâu trở thành thương minh kiệt xuất, ta xem vẫn có chút mơ hồ. Lời của nàng nhất thời làm cho tất cả mọi người sững sờ, Đinh Linh Nhi nhất quán là khiêm tốn hữu lễ, tính cách xoay trái xoay phải hòa khí phát tài. Nhưng lần này thay đổi hình tượng thường ngày, trong giọng nói trở nên có chứa tính chất công kích như vậy, như một lưỡi dao sắc, thoáng lộ ra phong mang. Bên trong Vạn Bảo Lâu có một khuôn mặt khô vàng quay lại, vẻ mặt mất cảm giác, nhưng ánh mắt dị thường sắc bén, rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, tựa hồ muốn đem hắn triệt để nhìn thấu. Trong lòng Lý Vân Tiêu bỗng nhiên chấn động, phảng phất toàn thân mình bị ánh mắt kia nhìn thấu. Tập hợp 2. Một loại cảm giác không ổn khó có thể dùng lời diễn tả được nổi lên trong lòng, theo ánh mắt kia nhìn trở lại, ánh mắt ác liệt đó đột nhiên mất hết, chỉ nhìn thấy một đôi mắt hôn ám vẩn đục. Cùng một khuôn mặt cứng ngắc. Vân Thiếu, làm sao? Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng nhận ra được Lý Vân Tiêu kinh dị, đồng thời hỏi. Từ hôm qua sau khi Lý Vân Tiêu trọng thương đầy dẫy trở lại, nguyên lực vẫn không thể khôi phục, để mọi người lo lắng không thôi. Vân Thiếu, ngươi, không có sao chứ? Nghe hai người thăm hỏi, Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường cũng rất gấp gáp, ở dưới ánh mắt của mọi người không hề che giấu thân thiết cùng ái mộ chút nào. Để chúng nhân thương hội càng ghen ghét dữ dội, ghen tuông lan tràn. Tuy rằng Lạc Vân Thường không giống Đinh Linh Nhi khí chất bức người như vậy, nhưng cũng là một đại mỹ nữ, có một loại phong vị khác, cùng Đinh Linh Nhi tuyệt nhiên không giống. Lý Vân Tiêu từ tốn nói. Không có chuyện gì, chỉ là bị muỗi cắn một cái mà thôi. Mặc dù lời nói của hắn ung dung, nhưng nội tâm lại một trận sóng lớn phun trào, chỉ cảm thấy vô cùng không được, cảm giác dưới khuôn mặt vàng như nghệ kia. Ẩn giấu một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Vừa nãy mặc dù là hờ hững nhìn, nhưng phảng phất bí mật của mình đã bị đối phương biết hết, cái cảm giác này chưa bao giờ có. Người này là người phương nào trong Vạn Bảo Lâu, trước đây chưa bao giờ có ấn tượng, lẽ nào ngày đó người dùng Lam Thiên Thạch thăm dò ta là hắn? Trong lòng Lý Vân Tiêu phỏng đoán không ngớt, nhưng bất luận hắn dùng ánh mắt thăm dò người kia làm sao, đối phương thủy chung là một dáng vẻ không mặn không nhạt, không muốn lại để ý tới hắn. Đinh Linh Nhi nói, mũi cắn, Vân Thiếu, nếu như có bất kỳ khó chịu nào, làm ơn không nên miễn cưỡng. Nàng nói rất chân thành, trong ánh mắt nhu tình trở nên nóng rực, ở trước mặt mọi người để Lý Vân Tiêu có chút không chịu nổi.
vị này là Lý Vân Tiêu hôm nay danh tiếng vang xa sao? Tựa hồ tinh thần có chút kém a, hôm nay thuật quyết là do ngươi tham gia sao? Thôi bác nhìn Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tò mò, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy người này, xác thực có chút không tầm thường. Lý Vân Tiêu cười nói. Bất quá là tiểu hài tử chơi đùa, tùy ý tham gia là được. Vị lão đầu kia là ai, tựa hồ hơi lạ mặt a. Hắn nhắm thẳng vào Tuyên Ngọc Đường, nội tâm mơ hồ sinh ra vẻ cười gằn. Mặc dù nhìn thấu thân phận ta thì lại làm sao, Lý Vân Tiêu ta đối với bất kỳ người nào cũng chưa từng lùi qua. Ngươi đã vô tình hay cố ý vạch trần ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí nhắm thẳng vào ngươi. Người Vạn Bảo Lâu đều hiện ra vẻ không vui, đồng thời lộ ra lửa giận, gọi trưởng lão của Vạn Bảo Lâu bọn họ là lão đầu, là rất không tôn kính bọn họ a. Tuyên Ngọc Đường thì vẫn như cũ biểu hiện chất phác, ngay cả sắc mặt cũng không có chuyển tới đây một chút, tựa hồ đối với những chuyện này không quan tâm. Mà trong ghế lô cũng không có thấy Nhâm Quang Nhiễm cùng Lệ Phi Vũ, không biết vì chuyện gì dĩ nhiên vắng chỗ. Sắc mặt Thôi Bác lạnh xuống, lạnh lùng nói. Vị này chính là Vạn Bảo Lâu nhị trưởng lão Tuyên Ngọc Đường, Vân Thiếu hỏi tựa hồ rất không lễ phép a. Tuy rằng hắn tức giận, nhưng dù sao cũng là nhất phái phó môn chủ, giờ khắc này lại đại biểu Vạn Bảo Lâu chủ tính việc thương minh, không thể làm mất đi phong độ. Hừ, lễ phép. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Thời điểm Vạn Bảo Lâu các ngươi cùng Thiên Nhất Các nhằm vào Thiên Nguyên Thương Hội chúng ta, có từng nghĩ tới lễ phép gì không? Đối xử kẻ ác, chỉ có lấy ác trị ác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn lần thứ hai đem chuyện xưa nhắc lại, không cho Vạn Bảo Lâu bất kỳ mặt mũi gì. Việc ngày đó Thôi Bác cũng mặc cho Quang Nhiễm báo cáo, biết Lý Vân Tiêu miệng lưỡi lợi hại, nếu như lại cãi xuống, sợ là càng hãm càng phiền phức. Ngay khi hắn vạn phần lúng túng, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Thật hung hăng a, thứ điếc không sợ súng. Âm thanh kia lạnh lẽo thấu xương, mang theo oán hận cùng sát khí rất nặng, để tất cả mọi người cả kinh, đồng thời liếc mắt nhìn tới, chỉ thấy Thiên Nhất Các tu đan hà chẳng biết lúc nào đã đến, ánh mắt như rắn độc, lạnh lẽo ác độc nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, hận không thể tại chỗ nuốt hắn. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, hừ nói. Lão thái bà, lần trước mất mặt còn thấy ném không đủ. Ngươi, chết tiệt, ngươi tốt nhất cầu khẩn đời này tuyệt đối không nên rơi vào trong tay ta. Tu Đan Hà giận tức run, sắc mặt Lương Ngọc Y ở sau lưng nàng cũng trở nên hơi trắng bệch, trong ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu tràn ngập sự không cam lòng cùng thù hận, môi cắn đỏ ngầu. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Yên tâm đi, ngay cả Thiên Nhất Các các ngươi ta còn không để vào mắt, lão bà, ngài lo sợ không đâu. Oa oa đáng chết, đáng chết. Tu Đan Hà tức giận đến khí thế trên người đột nhiên bạo phát, sắc mặt khi trắng khi xanh, hai tay ở trên không trung run rẩy. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng là lòng sinh cảnh giác, hai bên trái phải bảo hộ ở trước mặt Lý Vân Tiêu, chỉ lo lão thái bà này đột nhiên xuất thủ. Ha ha, Vân Thiếu quả thật khôi hài a, ta còn đang mong đợi đánh với ngươi một trận đây này, nhìn khí sắc của ngươi không tốt, nếu như hôm nay lại trải qua thuật quyết, ngày mai còn có thể chiến một trận sao? Âm thanh của Tiền Vô Địch vang lên, tựa hồ là thay hắn giải vây. Người còn lại đều là một bộ xem kịch vui, ước gì một lời không hợp động thủ, để bọn họ có thể kiếm tiện nghi. Mặc dù kiếm không tới tiện nghi, chỉ ít có thể nhìn một lần cho thỏa mãn. Bọn họ không nghĩ tới lấy thực lực kém cỏi của bọn họ, nếu như Tu Đan Hà động thủ thật, sợ là bọn họ sẽ biến thành cho bụi, lông cũng không dư thừa. Lý Vân Tiêu cười nói. Như ngươi mong muốn. Trong mắt hắn đối với Tiền Vô Địch lộ ra vẻ tán thưởng, ở trên võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, đã từng có quá nhiều người trẻ tuổi lấy hắn làm mục tiêu đi tới, thậm chí một lần đi tới trước mặt hắn dũng cảm khiêu chiến hắn. Trên người Tiền Vô Địch chính là có loại tinh thần vũ đạo không thôi này. Trong lòng Tiền Vô Địch cả kinh, giờ khắc này Lý Vân Tiêu lộ ra loại khí chất kia, phảng phất như núi cao, để hắn trong nháy mắt này xuất hiện một loại ảo giác. Thật giống như người trước mắt là võ đạo tiền bối, đang ở phía trước mà hắn không cách nào với tới yên lặng nhìn hắn. Loại ảo giác này ở trong nội tâm hắn khó có thể ức chế lan tràn ra, khiến cho tâm thần hắn chấn động mạnh. Thật hung hăng, chỉ là không biết thực lực của ngươi có mạnh như miệng của ngươi hay không. Trong Thiên Nhất Các hiện ra một tên nam tử, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lý Vân Tiêu, trong miệng khẽ nhả nói. Để ta xem một chút. Ngươi có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện hay không?
hắn mỗi đi ra một bước, tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý, ở quanh thân hắn hiện ra một tầng lực lượng nhợt nhạt, như một tầng thủy màng, bám vào trên da, theo mỗi một bước bước ra mà trở nên giàu có. Xảo ngôn. Dựa thế, lại là dựa thế, lẽ nào công kích linh hồn cũng có thể dựa thế sao? Người này là đồng tu sao? Nghe nói sư tôn của hắn là một vị đại thuật luyện sư ở thánh vực. Bốn phía truyền đến tiếng kinh hô, vận dụng võ đạo, mượn thiên địa tư thế là tình huống thông thường, thế nhưng lực lượng linh hồn là làm cho người khó có thể dự đoán nhất, chớ đừng nói mượn thiên địa tư thế để bản thân sử dụng, tiến hành tăng cường linh hồn. Lực lượng linh hồn cũng là sức mạnh trong thiên địa, hẳn là cũng có thể mượn tới. Chỉ bất quá có mấy người có thể làm được, xem ra kết quả thuật quyết lần này sẽ có hồi hộp rất lớn a. Chung quanh truyền đến không ít tiếng kinh thán cùng thổn thức. Theo đồng tu mỗi bước ra một bước, đều phảng phất có một nguồn sức mạnh ở trên không trung ngưng tụ xoay tròn, hóa thành lưỡi dao sắc công kích linh hồn, chấn động nhập trong tâm linh của Lý Vân Tiêu, hơn nữa theo người không ngừng tới gần, lực lượng chấn động càng ngày càng mạnh. Trên mặt đồng tu hiện ra nụ cười tàn nhẫn, hắn công kích linh hồn liên miên không dứt, một làn sóng hơn một làn sóng, tựa hồ muốn đem linh hồn của Lý Vân Tiêu mạnh mẽ chấn tan. Hắn cũng rõ ràng tình huống của người trước mắt này ở trong lòng Cần trưởng lão, nếu như có thể vì Cần trưởng lão ra ác khí, địa vị của mình cũng sẽ kịch liệt tăng lên. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, hắn đã nhận ra lai lịch chiêu công kích này của đồng tu, nội tâm cười lạnh, thầm nói, hóa ra là đệ tử của ngươi, vậy ta liền không cần khách khí. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, đại diễn thần quyết ở trong người vận chuyển ra, trong nháy mắt linh đài diễn biến thành một vùng biển mênh mông. Để các loại công kích của đồng tu như đá chìm biển lớn, không có bất luận rung động gì. Này! Trong lòng đồng tu cả kinh, công kích của mình càng không có chịu đến chút trở ngại nào, chỉ bất quá thật giống như toàn bộ đánh không, chỉ cảm thấy phía trước một mảnh trống rỗng, hoàn toàn không tìm thấy đối tượng công kích. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Trên mặt đồng tu bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, bởi vì đột nhiên hắn nghĩ đến một loại khả năng. Là đối phương ở cường độ hồn lực cùng vận dụng đều hơn xa mình, lúc này mới sẽ sản sinh việc quái dị như vậy. Hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn, dưới tình thế cấp bách muốn thu hồi hồn lực, nhưng phát hiện bị một sức hút rất lớn kéo lấy, bất luận hắn dùng sức làm sao cũng không động chút nào, nhất thời thay đổi sắc mặt, mồ hôi như mưa. Giờ khắc này hắn triển khai một loại công pháp cực kỳ bá đạo, đối với hồn lực tiêu hao rất lớn. Hiện tại tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Kẹp ở trung gian lưỡng nan, mấu chốt nhất chính là hồn lực không ngừng hao tổn, nếu như tiếp tục như vậy, thuật quyết còn chưa bắt đầu, hồn lực của mình liền tiêu hao hết rồi. Càng để hắn lúng túng chính là, giờ khắc này hắn đang hướng Lý Vân Tiêu đi đến, vì lẽ đó mọi người theo dõi hắn, còn tưởng rằng hắn chiếm thượng phong, đều đang ngồi xem hai hổ tranh chấp. Người thiên nhất các càng là chờ hắn đánh Lý Vân Tiêu một bạt tai, vì tông môn hả giận. Từng viên mồ hôi từ trên trán lăn xuống. Ướt vạt áo. Chỉ có cực ít người nhìn ra vẻ khốn quẫn của hắn, Thôi Nguyên chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt lập lòe một mảnh ngân quang, dường như một đạo khí quyển xoay chuyển, trước người sáng lên một mảnh màu bạc, hóa thành phong nhận điên cuồng chém về giữa hai người. Lúc trước thời điểm Nam Hưng Nghiệp khiêu chiến hắn cũng không có nhúc nhích một thoáng, giờ khắc này lại vì cứu đồng tu mà lên, là không hy vọng thiên nhất các xuất hiện tình hình xấu. Hoặc là nói ổn định địa vị của thiên nhất các. Đối với Vạn Bảo Lâu bọn họ chí ít là có lợi, bằng không sẽ không ở loại thời khắc cực kỳ trọng yếu này, không tiếc tiêu hao hồn lực của mình xuất thủ. Một luồng lực lượng linh hồn sắc bén như đao cắt chém mà đến, lập tức chặt đứt hồn lực của đồng tu. Tuy tiêu hao rất lớn, nhưng ít ra đạt được giải thoát. Sắc mặt đồng tu vô cùng trắng xám, vì che giấu quẫn bách của mình, bật thốt lên. Có Vạn Bảo Lâu Thôi Nguyên xuất thủ quấy nhiễu, hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi một lần. Nội tâm Lý Vân Tiêu cười lạnh, ở thời điểm Thôi Nguyên triển khai linh hồn thiết cát, trong linh hải của hắn thu nhận hồn lực của đồng tu liền trong nháy mắt phun ra ngoài, dường như một động vật biển to lớn hấp no nước, giờ khắc này phun ra. Buồn cười đồng tu ở trong nháy mắt hồn lực bị chém đứt, không biết vận công điều tức, trái lại sĩ diện nói khoác không biết ngược, kết quả hắn vừa nói xong, liền cảm nhận được một luồng hồn lực to lớn như núi chấn động đánh vào ngực. Cả người phun ra một ngụm máu, thân thể liền chấn động bay ra ngoài. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Tu Đan Hà cả kinh, tuy thực lực của nàng siêu cường, nhưng không phải thuật luyện sư, cũng không thể phán đoán ra tình huống vừa rồi. Chỉ cảm thấy đệ tử của mình chiếm thượng phong,
nhưng sau khi Thôi Nguyên xuất thủ, nhất thời bị thương đánh bay. Thôi Nguyên, ngươi làm chuyện tốt. Tu Đan Hà trợn tròn mắt, trong nháy mắt đem vị trí không gian của Thôi Nguyên khóa chặt, cả người bay lên trời, ở thời điểm mọi người của Vạn Bảo Lâu còn không phản ứng liền nắm Thôi Nguyên lên, giận dữ hét. Tổn thương người dự thi của ta, Vạn Bảo Lâu ngươi là ý gì? Giờ khắc này Thôi Nguyên bị một luồng cự lực áp chế, ngay cả nói chuyện cũng không mở miệng được. Nội tâm cực kỳ uất ức, nếu không phải mình xuất thủ cứu người, người dự thi của các ngươi sợ là ngay cả mạng cũng không còn, giờ khắc này lại trách tội ở lên người ta, trên đời này còn có việc oan khuất bực này ư. Sắc mặt Thôi Bác đột biến, giận dữ hét. Tu Đan Hà, người điên rồi sao, con trai ta là cứu đệ tử của ngươi. Trong lòng hắn cực kỳ tức giận. Vừa nãy hắn cũng nhìn ra tình huống tựa hồ không đúng, sau khi cùng Thôi Nguyên truyền âm giao lưu mới để hắn xuất thủ cứu giúp, cũng biết sẽ là kết quả này, nhưng không để cho tiểu tử kia chết là tốt rồi. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc sợ hãi, cả giận nói. Lão thái bà, mau thả ân nhân cứu mạng của ta, bằng không ta cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Hắn hướng Thôi Nguyên gửi đi vẻ cảm kích nói. Đa tạ Thôi công tử trưởng nghĩa cứu giúp, ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không cho phép lão thái bà kia thương tổn ngươi. Phụ tử Thôi Bác vừa nghe, sắc mặt nhất thời tái xanh, hai người đều thầm nói Lý Vân Tiêu quá mức giả dối, nhìn sắc mặt Tu Đan Hà đại biến, liền biết không ổn. Quả nhiên, Tu Đan Hà giận dữ, dường như một tòa núi lửa đang áp chế phun trào, giận dữ cười nói. Ha ha, Thôi Bác, ngươi thật coi ta là kẻ ngu si sao, tiểu tử này đối với nhi tử của ngươi thiên ân vạn tạ. Còn nói là cứu đệ tử của ta. Thôi Nguyên ở dưới năm ngón tay kia, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh lạnh lẽo muốn xông vào trong cơ thể, cả người không có một chút sức chống cự nào, vừa khổ lại không cách nào nói chuyện, mồ hôi lạnh chảy xuống, thống khổ không thể tả. Đại ngốc mũ, một. Thôi Bác kinh nộ liên tục, từng đạo kinh khí từ trên người hắn hiện lên, tức giận nói. Lão thái bà, nếu như tổn thương con trai của ta, ta sẽ để tất cả mọi người của thiên nhất các ngươi ở đây chôn cùng. Cao thủ Vạn Bảo Lâu dốc toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt vây nhốt toàn bộ người thiên nhất các, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Trong lòng Tu Đan Hà cả kinh, nếu thật động thủ, ngoại trừ nàng chắc chắn toàn thân trở ra, những đệ tử môn nhân còn lại sợ là toàn bộ chôn thây ở đây. Ở dưới uy thế đầy trời kia, rốt cục thoáng mềm, chỉ bất quá tức giận không giảm nói. Con trai của ngươi là người. Đệ tử ta liền không phải là người sao? Thôi Bác lạnh giọng nói. Ta nói lại lần nữa, con trai của ta là vì cứu đệ tử của ngươi, bằng không hiện tại đệ tử của ngươi đã sớm bị Lý Vân Tiêu đùa chết. Tu Đan Hà cả kinh, nhìn khuôn mặt của Thôi Bác như ngân xương, nội tâm bất giác có chút tin tưởng. Thôi lâu chủ đại nhân, không cần sợ thiên nhất các bọn họ, Lý Vân Tiêu ta tuyệt đối không phải người vong ân phụ nghĩa, ta với Vạn Bảo Lâu các ngươi cùng sinh tử. Nhất định phải bức lão thái bà kia thỏa hiệp, cứu ân công. Lý Vân Tiêu một mặt nghĩa chính ngôn từ nói, hai mắt căm tức nhìn Tu Đan Hà, hầu như phun ra lửa, quát lên. Lão thái bà, thức thời liền thả ân công xuống, sau đó mang theo người thiên nhất các ngươi quỳ xuống nhận sai, nếu không Vạn Bảo Lâu tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Oa 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 đáng chết. Lý Vân Tiêu trực tiếp kích thích Tu Đan Hà, nàng không còn tin Thôi Bác nói, giận dữ hét. Con trai của ngươi chấn thương đồ đệ của ta, hôm nay ta chỉ lấy chút công bằng, nhưng tuyệt không phải là thiên nhất các ta sợ Vạn Bảo Lâu các ngươi, chỉ là vì hôm nay thuật quyết, Tu Đan Hà ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Dừng tay. Một luồng cảm giác không ổn dâng lên trong lòng, Thôi Bác kinh nộ hét lớn một tiếng liền xông lên, nhưng đáng tiếc chỉ nhìn thấy Thôi Nguyên ở trong tay Tu Đan Hà trực tiếp phun ra một ngụm máu, cũng không biết là bị thương tích gì, sau đó thân thể liền chấn động bay ra ngoài. Một huyết trả một huyết, cực kỳ công bằng. Tu Đan Hà lạnh lùng nói, trên người tỏa ra khí tức lăng liệt, tùy thời làm tốt bất kỳ chiến đấu gì. Vẫn đúng là làm ói ra một ngụm huyết, lão thái bà kia thật có gan. Lý Vân Tiêu mặt mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, khoa trương nói. Đến, tất cả mọi người vỗ tay đi. Người thiên nguyên thương hội, trên mặt người người đều lộ ra ý cười, giơ ngón tay cái lên, đồng thời cười nói. Hay, Tu Đan Hà nhìn dáng dấp kia của Lý Vân Tiêu, lập tức cảm thấy có chút không ổn, trái tim chìm xuống, đột nhiên quát lên. Đồng Tu đâu? Đồng Tu bị Lý Vân Tiêu đánh bay, cũng không dám bất cẩn nữa, ở rất xa ngồi xếp bằng trên đất điều tức,
nếu như lại không nhìn thương thế, thuật quyết lần này sợ là thật sự phiền phức, đến thời điểm đại trưởng lão tức giận không phải là hắn có thể gánh chịu. Ai biết lại xảy ra đại sự như thế, hắn chưa kịp phản ứng cùng giải thích, bên kia Thôi Nguyên đã bị Tu Đan Hà một trưởng chấn thương, giờ khắc này nghe đại trưởng lão gọi mình, đã sợ đến hai chân run rẩy, không có khí lực đứng lên, trên mặt một trận trắng xám, tựa hồ đã dự đoán đến hậu quả. Đại trưởng lão gọi ngươi. Một tên đệ tử thấy sắc mặt hắn trắng bệch, cho rằng hắn vẫn là thương thế quá nặng, hảo ý đi qua giúp đỡ nâng hắn. Cái trán đồng tu tất cả đều là mồ hôi lạnh, nếu nói ra chân tướng, không cẩn thận sẽ bị đánh chết tại chỗ, ấp úng một trận, mới che giấu nói. Vừa nãy tình huống quá mau, ta cũng không thấy rõ ràng đến cùng là ai xuất thủ thương ta, hẳn là Lý Vân Tiêu đi. Hắn lén lút liếc mắt nhìn Tu Đan Hà thay đổi sắc mặt, vội vàng nói. Sau khi Thôi công tử xuất thủ, ta liền nghĩ thầm, lần này liền buông tha Lý Vân Tiêu, không nghĩ tới hắn sẽ ở trong bóng tối thừa dịp ta chưa sẵn sàng xuất thủ. Ta hảo ý tha cho hắn một mạng, hắn dĩ nhiên ân đền oán trả, đều do ta bất cẩn rồi, thực sự không oán được Thôi công tử, chỉ có thể trách Lý Vân Tiêu quá giảo hoạt. Phụ tử Thôi Bác nghe được mà một bụng oán khí, sắc mặt tái xanh, mạnh mẽ nhìn chằm chằm đồng tu. Đồng tu cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hai người. Tu Đan Hà nghe xong sắc mặt vô cùng khó coi, trầm giọng nói. Mặc dù là Lý Vân Tiêu đê tiện gây nên, nhưng nói cho cùng, vẫn là bởi vì Thôi Nguyên xuất thủ mới dẫn đến đệ tử ta bị thương, ta trừng phạt một chút cũng không tính cái gì. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quản việc không đâu. Đồng tu đã đi ra nói dối, mà Lý Vân Tiêu chắc chắn sẽ không giúp bọn họ, Thôi Bác cùng Thôi Nguyên một bụng oán khí chỉ có thể tự mình nuốt, thầm trách mình xác thực quản việc không đâu, sớm biết như vậy. Vừa nãy trực tiếp để Lý Vân Tiêu đùa chết hắn cho rồi. Được, rất tốt. Thôi Bác lạnh lùng phun ra mấy chữ, khí tức trở nên dị thường lạnh lẽo, ánh mắt nhìn mọi người Thiên Nhất Các không còn bất kỳ biểu lộ, oán thù này xem như đã kết. Người xung quanh cũng không biết vì lẽ gì, bất quá nhìn hai đại thương hội kết thù, là có người vui mừng có người yêu. Chí ít người Kim Tiền Bang là rất hài lòng, Trương Sùng cười nói. Oan gia nên cưới không nên kết. Tất cả mọi người có đệ tử bị thương, việc này liền coi như thôi đi. Bất quá, Vạn Bảo Lâu thương là Thôi công tử, Thiên Nhất Các các ngươi thương chỉ là đệ tử bình thường, thân phận vẫn có chênh lệch. Cần trưởng lão, ta nhìn ngươi vẫn là không phải, nói lời xin lỗi đi. Hắn nói nhìn như là khuyên can, nhưng nghe ở trong tai mọi người đều cảm thấy là lạ, có mùi vị âm mưu. Quả nhiên, Tu Đan Hà nghe xong nhất thời giận dữ nói. Nhi tử của Thôi Bác là người. Đệ tử ta liền không phải là người sao? Trương Sùng vội hỏi. Cần trưởng lão ngươi hiểu lầm, ta chỉ nói là thân phận có khác biệt. Còn nữa, Vạn Bảo Lâu là người chủ trì song quyết, chúng ta đều phải tuân thủ quy củ của bọn họ mới phải. Đệ tử của ngươi xuất thủ trước, bọn họ đứng ra can thiệp là có đạo lý. Tu Đan Hà lạnh lùng nói. Quy củ của bọn họ, Thương Minh từ trước đến giờ bằng vào 7 đại thành viên chúng ta dẫn đầu. Lúc nào lấy Vạn Bảo Lâu bọn họ độc tôn? Ta là hết lần này tới lần khác không tin quy củ này. Người bốn phía tất cả đều quay cuồng, Trương Sùng khuyên can là càng khuyên mâu thuẫn càng sâu, người tinh tường nhìn ra được hắn đây là cố ý, mà Tu Đan Hà hoàn toàn chính là cái chảy gỗ, trời sinh thiếu hụt thông minh, cũng không biết Thiên Nhất Các làm sao sẽ phái nàng đi ra dẫn đầu. Ngay cả Thôi Bác cũng cau mày, tuy rằng hai phái kết thù hận, nhưng hắn dù sao cũng là Vạn Bảo Lâu phó lâu chủ. Nhất định phải lấy lợi ích của thương hội làm trọng, nếu như nháo đến hai phái hỗn chiến, hoàn toàn không hợp ích lợi của bọn họ, ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng, đột nhiên một tiếng cười to truyền đến. Đại ngốc mũ, hai, ha ha, Trương Sùng, người đây là muốn để thuật quyết ngày hôm nay không cách nào cử hành ngươi mới vui vẻ sao? Trong đám người đi ra một đôi nhân mã, cầm đầu là một vị lão đầu áo tím, tinh thần phấn chấn, thân thể hơi mập, hai gò má có chút hồng hào. Trong mắt mang theo từng tia ý cười. Trương Sùng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói. Mẫn Thành Tương, xem khí sắc không tệ a, chẳng lẽ có chuyện tốt gì hay sao? Ta làm sao luôn cảm thấy lần này Lôi Phong Thương Hội các ngươi sẽ lót đáy a? Ánh mắt hắn ở trên người nhân mã của Lôi Phong Thương Hội đảo qua, rơi vào trên người một thanh niên màu da cổ đồng, sắc mặt người này có chút ngơ ngác, hiển nhiên là trường kỳ không cùng người giao lưu mà có vẻ hơi không hợp quần. Thế nhưng sóng tinh thần lực trên người lại cực cường, hẳn chính là người dự thi. Lôi Phong Thương Hội xuất hiện,
để không khí sốt sắng lập tức giảm bớt, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Đặc biệt những thương hội đã phát triển ra quy mô nhất định, mỗi cái muốn mượn cơ hội này thượng vị, Lôi Phong thương hội tựa hồ trở thành cơ hội duy nhất của bọn họ. Mẫn Thành Tương nhìn Trương Sùng khiêu khích không chút phật lòng, cười nói. Mặc kệ so làm sao, quyết làm sao, đều phải có người lót đáy. Trương Sùng hơi sững sờ, lập tức nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Mẫn Thành Tương này không phải tu đan hà, cũng là cáo già từ đầu đến đuôi, hơn nữa mình vừa nói như thế, ngược lại có vẻ khí lượng nhỏ hẹp. Thôi bác khẽ cười nói. Khí độ của Mẫn trưởng lão xác thực không phải một ít tiểu nhân có thể so sánh. Mọi người không coi trọng Lôi Phong thương hội ngươi, nhưng ta biết lai lịch của tiểu tử bên cạnh ngươi, sợ là đủ để làm tất cả mọi người giật nảy mình, đến thời điểm lót đáy bị đào thải sợ sẽ là những thương hội tự dưng sinh sự tẻ nhạt kia. Hắn ném đá giấu tay, cũng không biết là nhằm vào Thiên Nhất Các hay là Kim Tiền Bang, hoặc là bên Lý Vân Tiêu, chỉ bất quá loại thái độ không hữu hảo kia đã hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Mọi người nghe hắn nói như thế, càng là hiếu kỳ, lượng lớn ánh mắt nhìn nam tử màu da cổ đồng, tựa hồ xác thực có chút khác với tất cả mọi người. Mẫn Thành Tương cười nói. Thôi đại nhân nói giỡn, làm sao còn có hai nhà không thấy tăm hơi, ta còn tưởng rằng lão đầu tử ta chậm nhất, xem ra vẫn là đến sớm a. Đột nhiên không trung truyền đến tiếng cười sáng sủa, một câu thơ êm tai vang lên nói. Thế sự biến ảo như kỳ, càn khôn huyền ảo khó dò. Thất hùng dương thành tập hợp, một lần cười tận anh hùng. Một đạo hào quang màu tím từ thiên khung mà đến, hàng ở chỗ ngồi của tứ cực môn, hơn 10 người đồng thời từ trong ánh sáng đi ra, là anh mặt mỉm cười, cất cao giọng nói. Chư vị xin lỗi, xử lý chút việc nên tới chậm. Mẫn Thành Tương cười nói. Là chuyện gì dĩ nhiên có thể so với thuật quyết còn trọng yếu hơn, để La đại nhân khoan thai đến muộn đây. La anh cười nhạt nói. Việc đau đầu trong môn phái, bất tiện nói tỉ mỉ, may là ta cũng không phải trễ nhất. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn tới, Đường Kiếp cùng Đường Tâm đều ở trong hàng ngũ, chỉ bất quá chia làm hai trận, lẫn nhau không phản ứng. Bên người Đường Kiếp là một tên vũ đế cường giả đi cùng, cũng không nhìn thấy bóng người đại yêu. Là anh cái gọi là việc đau đầu, có thể chính là tranh cãi trong tông môn. Chuyện như vậy bất kỳ một phái đều sẽ có. Chỉ bất quá nội bộ tứ cực môn đã sắp đến trình độ như nước với lửa. Hừ, người cái tên sai vặt chỉ biết dùng mánh lới, vốn là chúng ta tới trước, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lâm không bay tới, nên tới trước chúng ta. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, người của Mạn Đa thương hội rốt cục chậm rãi xuất hiện, ánh mắt mọi người hội tụ tới, toàn bộ rơi vào trên người Thủy Lạc Yên, còn có tìm kiếm bóng dáng của người Đao Kiếm Tông. Nhiều năm qua thương minh song quyết. Nói thế nào cũng là việc trong nhà mình. Lần này Mạn Đa thương hội kéo Đao Kiếm Tông vào, để nội tâm không ít người sản sinh mâu thuẫn rất lớn, có loại cảm giác bài ngoại. Đặc biệt ngoại viện là thông qua sắc đẹp thông gia đi vào, càng làm cho mọi người cảm thấy có chút trơ trẽn. La Anh rất có thâm ý cười nói. Các ngươi muốn nghênh quý khách, chậm một chút là bình thường. Trong lời nói của hắn tràn đầy châm chọc, ai cũng có thể nghe ra, tất cả mọi người là xem thường cùng sỉ nhục. Người đầu lĩnh của Mạn Đa thương hội là quyền dân, trên mặt lướt qua vẻ lúng túng cùng tức giận, lạnh lùng nói. La Anh, ngươi lúc nào trở nên bao đồng như vậy? Hắn tầng tầng hừ một tiếng, liền dẫn mọi người đi tới ghế lô của thương hội mình. Ở trong đội ngũ, ánh mắt một tên nam tử lạnh lùng nghiêm nghị, trên mặt trước sau là một dáng dấp cao cao tại thượng, từ khi Mạn Đa thương hội vào sân bắt đầu, liền một bộ giống như tất cả mọi người nợ tiền hắn, đến khi La Anh mở miệng. Ánh mắt bén nhọn liền trực tiếp bắn tới, tràn đầy cừu hận. Thủy Lạc Yên vẫn lãnh diễm không nói đột nhiên mở miệng nhẹ giọng nói. Tiêu công tử không cần sinh khí, sở dĩ bọn họ ngôn ngữ tương kích, bất quá là sợ thực lực của công tử mà thôi. Tiêu Cảnh Minh lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt ở trên mặt Thủy Lạc Yên lưu luyến, mang theo tham lam cùng ái mộ không hề che giấu chút nào, khẽ cười nói. Vẫn là Yên nhi muội muội thông minh, chỉ là những người kia quá ngu. Cho rằng như vậy là có thể ngăn cản Mạn Đa thương hội ta quật khởi sao? Đợi lát nữa ta sẽ dùng thực lực giáo huấn bọn họ, để bọn họ nhận rõ thực tế trước mắt tàn khốc. Thủy Lạc Yên lãnh diễm khẽ cười, xem mà Tiêu Cảnh Minh có chút ngơ ngác si mê, nói. Thực lực của Tiêu công tử ta tự nhiên tin tưởng. Hai người đối thoại dĩ nhiên không hề che giấu thanh âm của mình chút nào, âm thanh của Tiêu Cảnh Minh trái lại có chút cố ý phóng to,
để mỗi người trong sân đều nghe thanh thanh sở sở, đều đồng thời nhíu mày. Lý Vân Tiêu cũng không biết chuyện đám hỏi của Mạn Đa Thương Hội cùng Đao Kiếm Tông, chỉ nghe vô cùng khó chịu, kinh ngạc nói. Cái tên chỉ lo người khác không biết hắn ngốc là ai. Lẽ nào là người ngày hôm nay muốn tham gia thuật quyết? Bảy đại thương minh cũng không phải dạng hiền lành gì, nghe Tiêu Cảnh Minh nói đã sớm nổi giận trong bụng, nếu không phải mỗi cái tâm có lo lắng, không muốn trực diện Đao Kiếm Tông, sợ là sớm đã có người lao ra khiêu chiến. Thời điểm từng cái tức giận, nghe được Lý Vân Tiêu lộ đầu, nhất thời từng cái mặt mày hớn hở, tiểu quỷ kia cũng là cái không dễ chọc a, tốt nhất là bọn họ xung đột, lại đấu cái lưỡng bại câu thương. Ha ha, Vân Thiếu có chỗ không biết, người này là con rể tốt của Mạn Đa Thương Hội, tuổi trẻ tuấn ngạn cẩu Đao Kiếm Tông, không phải là đại ngốc gì đó mà ngươi nói a. Đường Tâm mỉm cười giải thích. Thuật quyết chi tháp, 1. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi nhảy một cái, cau mày nói. Đao Kiếm Tông, con rể. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút quái lạ. Sau khi trận đánh hôm qua trở về, liền lập tức bế quan khôi phục, đến hiện tại mới xuất quan, cũng không có cùng bất luận người nào nói đến trận chiến với Trần Phong. Hiện tại tựa hồ rõ ràng vì sao người của Đao Kiếm Tông sẽ xuất hiện ở ngoài Tống Nguyệt Dương Thành. Nếu như nói người trước mắt này là vì tham gia thuật quyết, vậy Trần Phong. Hắn đột nhiên ý thức được có chút không ổn, ngày hôm qua ngược lại không ai biết hắn, con trai của Đao Kiếm Tông Tông chủ đánh cũng đã đánh, đánh xong phủi mông rời đi là được. Nhưng nếu ngày mai Trần Phong xuất hiện, há không phải liền nhận ra hắn. Tính tình của hắn tất nhiên là không sợ trời không sợ đất, chỉ bất quá thực lực bây giờ thấp kém, còn không cách nào cùng bảy đại siêu cấp thế lực chống lại. Ninh Linh Nhi cũng tinh tế ghé vào lỗ tai hắn kể rõ, đem việc của Mạn Đa Thương Hội thoáng giảng giải một chút, quả nhiên cùng Lý Vân Tiêu suy đoán không khác nhau chút nào, bất giác có chút đau đầu, hy vọng thương thế của Trần Phong quá nặng, ngày mai không cách nào dự thi mới tốt, hiện tại hắn hối hận, vì sao ngày hôm qua không dẫm Trần Phong mấy đá, đoạn thêm mấy cây xương của hắn. Ninh Linh Nhi nhìn ra vẻ lo âu trên mặt hắn, cho rằng hắn là sau khi biết được thân phận của đối phương bắt đầu lo lắng, thản nhiên cười nói. Không có chuyện gì, bất kể là đối mặt Đao Kiếm Tông, hay là ai, Thiên Nguyên Thương Hội trước sau đều cùng Vân Thiếu sóng bước. Lý Vân Tiêu biết nàng hiểu lầm, nhưng vẫn hơi cảm động, nhẹ nhàng cười cợt, cũng không giải thích. Làm càn. Tiêu Cảnh Minh giận tím mặt, lấy thân phận cao cao tại thượng của hắn, vốn là không cho phép có người mạo phạm, huống chi là ở trước mặt nữ nhân mình thích, đây là tối kỵ của mỗi người đàn ông, hắn tại chỗ vỗ bàn đứng dậy. Một thanh trường kiếm phát sinh tiếng xé gió sắc bén, liền trực tiếp đâm tới, muốn lấy tính mạng của Lý Vân Tiêu. Những người thương hội kia ở trong mắt hắn xem ra, đều là một đám nông dân, hắn có thể tới tham gia thuật quyết này cũng đã cho đủ mặt mũi, vẫn còn người không có mắt muốn chết. Lại nhìn rõ ràng Lý Vân Tiêu chỉ là ngũ tinh vũ hoàng, liền không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp xuất thủ. Không thể! Quyền dân kinh hãi hô, nhưng đã không kịp. Hơn nữa Tiêu Cảnh Minh cũng không nghe hắn quản thúc, ở dưới sốt sắng ngược lại hướng về Thủy Lạc Yên gửi đi ánh mắt. Tuy rằng đối tượng thông gia của Thủy Lạc Yên là Trần Phong, nhưng không nghĩ tới Đao Kiếm Tông phái tới tên thuật luyện sư trẻ tuổi cũng sẽ đối với nàng si mê như vậy. Nhưng Thủy Lạc Yên hơi quay đầu đi, làm như không nhìn thấy, ánh mắt theo kiếm của Tiêu Cảnh Minh nhìn chăm chú đi qua, nhàn nhạt nhìn. Vô chi! Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, giơ tay lên. Hơi duỗi ra hai ngón tay kẹp thân kiếm, chỉ tên Niêm Hoa, hiểu ý nở nụ cười. Tiêu Cảnh Minh lập tức phát hiện trường kiếm không cách nào dao động, không chỉ như vậy, một nguồn sức mạnh trực tiếp từ trên thân kiếm truyền ra, làm thân thể của hắn cũng kinh sợ, trong lòng nhất thời kinh hãi. Lan! Lý Vân Tiêu khẽ nhả một chữ, hai ngón tay biến đổi, ở trên thân trường kiếm bắn ra, nhất thời phát sinh tiếng rồng ngâm cực mạnh, chấn động màng tai người bốn phía ong ong. Liên tục! Mà Tiêu Cảnh Minh ở dưới lực rung động kia, nửa người cũng vì đó tê dần, cả người hướng Mạn Đa Thương Hội bay trở lại. Quyền dân vội vàng bay lên, đem Tiêu Cảnh Minh tiếp được, bằng không ngã hỏng vị đại gia này, hắn cũng chịu không nổi trách nhiệm. Đáng chết a, giết hắn, nhanh giết hắn cho ta. Sắc mặt Tiêu Cảnh Minh đỏ chót rít gào, hắn biết mình không thể đánh thắng được đối phương, cũng không dám tiến lên tự rước lấy nhục, không ngừng quay về phía quyền dân rít gào. Không đợi quyền dân trả lời, chỉ nghe thôi bác Tử Tốn nói. Được rồi, đều im lặng, nếu đã tới, liền bắt đầu đi, lại có người hồ đồ, thủ tiêu tư cách.
Lần này Tiêu Cảnh Minh mới yên tĩnh lại, không dám náo loạn quá đáng. Nhiệm vụ của hắn là đạt được số 1, nếu như bị thủ tiêu tư cách dẫn đến không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả kia vô cùng nghiêm trọng. Chỉ là sắc mặt hắn nổi giận, không dám nhìn thẳng nữ tử mình chân thành, nội tâm đối với Lý Vân Tiêu hận trực tiếp tăng lên đến đệ nhất đại cửu nhân. Thủy Lạc Yên lạnh nhạt nói, Tiêu công tử không cần chú ý, thực lực người này có chút quái lạ, mà Tiêu công tử là thuật luyện đại sư, tự nhiên không thể cùng hắn luận võ. Bất quá tựa hồ người này cũng là đại biểu thuật quyết của Thiên Nguyên Thương Hội, đợi lát nữa Tiêu công tử chiến thắng hắn, tự nhiên cũng sẽ ra cơn giận này. Ồ, hắn là người thuật quyết, vậy thì rất tốt ha. 10 móng tay của Tiêu Cảnh Minh đều muốn đâm vào trong thịt, nhìn chòng chọc vào Lý Vân Tiêu, đầy ngập lửa giận. Theo âm thanh của Thôi Bác vang lên, một quảng trường to lớn, chen chúc hơn vạn người, giờ khắc này yên tĩnh không có một âm thanh. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung ở chỗ ngồi của Vạn Bảo Lâu, chờ đợi hắn tuyên bố, tất cả đều trở nên sốt sắng lên. Thôi Bác nói, ta cũng không dài dòng, quy tắc cũ, việc thuật quyết, thử thách năng lực tổng hợp của thuật luyện sư, như thường ngày lấy trình độ qua cửa thuật tháp làm chuẩn tắc phán đoán. Hắn mở bàn tay ra, từ từ bay ra một tiểu tháp thất khiếu linh lung, mặt trên có khí tức bao hàm rung động, lập lòe 7 đạo ánh sáng không giống, sức mạnh có chút hỗn loạn. Phía dưới, 10 người đại biểu của các thương hội nghiệm tháp. Thôi Bác đầu tiên bấm quyết, một ánh hào quang trên thuật tháp liền biến mất không còn, sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, thuật tháp lập tức bay về phía tứ cực môn La Anh. Sau khi La Anh nhận lấy, thần thức ở trên tháp quay một vòng, tương tự nắm diệt một ánh hào quang, lạnh nhạt nói. Không thành vấn đề. Lần thứ hai truyền cho người của Kim Tiền Bang. Lúc này Lý Vân Tiêu mới thấy rõ. Nguyên lai thuật tháp này là do 7 đại thương hội bọn họ cộng đồng phong ấn, giao cho Vạn Bảo Lâu quản lý. Giờ khắc này bắt đầu thuật quyết, liền cần người của 7 đại thương hội cộng đồng kiểm tra phong ấn của mình có hoàn hảo hay không, thuật tháp có bị người làm tay chân hay không. Bởi vì thủ pháp của mỗi người đều không giống nhau, hơn nữa cực kỳ cao minh, Vạn Bảo Lâu muốn đột phá lục gia thương hội khác liên thủ bày xuống phong ấn gian lận, độ khả thi là không. Hơn nữa mỗi thương hội trước khi giải phong, đều sẽ tiến hành điều tra bên trong, bảo đảm không có sơ hở nào. Mọi người từng cái nghiệm chứng, thuật tháp truyền tới trong tay Đinh Linh Nhi, chỉ còn dư lại một ánh hào quang ở trên tháp lấp lóe. Nàng tỉ mỉ kiểm tra, lấy thủ pháp đặc biệt thu hồi ánh hào quang cuối cùng, đem thuật tháp đẩy trở lại trong tay Thôi Bác nói. Không vấn đề. Thôi Bác khẽ mỉm cười, tiếp nhận thuật tháp nói. Nếu các vị đại biểu đều đã kiểm nghiệm, như vậy chứng minh thuật tháp này bình thường, ta liền lấy ra tiến hành. Thuật quyết chi tháp, 2. Tay trái của hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước vẽ ra, một đạo ánh sáng màu xanh chậm rãi nổi lên, kéo thuật tháp hướng về trung ương rơi đi. Vừa tiếp xúc với mặt đất, nhất thời phát sinh tiếng rung động to lớn, chậm rãi lớn lên, mấy hơi thở trong lúc đó, liền hóa thành cao trăm trượng, phạm vi 30-40 mét, nguy nga sừng sững ở trung tâm Tống Nguyệt Dương Thành, ở trên không nhìn tới cũng cực kỳ hoa mỹ. Chư vị, lấy chìa khóa ra đi. Thôi Bác mở hai tay ra, 6 tên đại biểu khác đồng thời lấy ra một khối tiểu ngọc nạm vàng, bắn về phía cửa lớn của thuật tháp. Trên cửa chính điêu khắc dáng dấp của 2 tên lão giả, một người đang ngồi luyện đan, một người ngưng lôi luyện khí, thần thái cùng động tác của 2 người đều phác họa giống y như thật, ngay cả thủ ấn trong tay cũng là động tác của thủ pháp luyện chế cơ sở, tiêu chuẩn sách giáo khoa. Ở 4 phía 2 tên lão giả, là một trận pháp luyện chế bình thường nhất, trên 7 mắt trận phân biệt lún xuống. Thiếu hụt một khối vật liệu, chính là chìa khóa mà 7 người bảo quản. 7 đạo ánh sáng bắn vào trong mắt trận, nhất thời trên cửa truyền đến động tĩnh, 2 lão giả trạng thái tĩnh đột nhiên chuyển động, quyết ấn trong tay bắt đầu phát sinh biến hóa, mà cửa lớn cũng từ từ mở ra, hiện ra một cầu thang, dẫn tới nơi sâu xa. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, ở trong quá trình này không dám thở mạnh, mãi đến lúc cửa lớn mở ra, lúc này mới từng cái hô hấp. Chư vị! Quỷ củ ta liền không nói nhiều, thuật tháp này tổng cộng 9 tầng, phân biệt đại biểu từ cấp 1 đến cấp 9, ai có thể đi tới cao nhất, người đó liền thắng lợi. Thôi Bác dùng tay làm dấu mời, nói. Hiện tại bắt đầu, nếu có người ở trên một cảnh giới dừng lại vượt quá một canh giờ, liền đại biểu thực lực của ngươi chỉ có thể dừng lại ở đây, như vậy sẽ tự động truyền tống đi ra. 10 người vị trí đầu, theo thứ tự cao thấp phân biệt thu được 10 đến 1 điểm, trên tháp này đã bố trí cấm chế tuổi tác. 30 trở lên là không cách nào tiến vào, các người dự thi,
mời đến đi. Loại phương thức lấy thuật tháp kiểm tra đẳng cấp thuật đạo này, tuy rằng không thể hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng là cách làm khá thông thường trên đại lục. Cửa thuật tháp vừa mở, mọi người liền không thể chờ đợi được nữa vọt vào, nhiều là đệ tử của một ít tiểu thương hội, để cầu thu một cái tiên cơ. Nhưng này bất quá là tự mình an ủi mà thôi, thành tích cùng thứ tự trước sau là không quan hệ. Một nam tử nhìn như trung niên thấp thỏm không ngớt hỏi. Ta năm nay vừa vặn 30, có được tham gia hay không? Thôi bác nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói. Mình đi qua thử một lần liền biết, nếu như tuổi tác thực tế quá hạn, liền không cách nào vào cửa. Trung niên nam tử kia thần sắc sốt sắng đi lên phía trước, hướng về trong cửa nhẹ nhàng bước ra một bước, cả người thông suốt tiến vào trong, nhất thời mừng như điên, bên trong truyền đến tiếng cười to. Nam Hưng Nghiệp lạnh lùng cười nhạo nói. Bất quá là một thuật luyện sư cấp 6 mà thôi, cho dù đi vào thì có ích lợi gì. Thôi Nguyên nói. Cũng không thể nói như vậy, thuật tháp này hiệu dụng không chỉ là kiểm tra thực lực cao thấp, đối với thuật đạo tu luyện chỗ tốt cũng rất lớn. Bằng không sẽ không có nhiều người cướp dự thi như vậy, bất quá là vì tu luyện một phen mà thôi, chân chính có thực lực đấu, chỉ là mấy người chúng ta mà thôi. Hai người nói xong, cũng trước sau đi vào. Tiểu tử, ta ở bên trong chờ ngươi, có gan liền đi vào. Tiêu Cảnh Minh dựng thẳng lên ngón tay chỉ Lý Vân Tiêu, mạnh mẽ nói, liền trực tiếp vọt vào. Đường Tâm cười nói, một con chó điên mà thôi, không cần để ý tới hắn. Lý Vân Tiêu căn bản là không nhìn hắn, gật gật đầu, sau đó liền đi vào trong thuật tháp. Cầu thang màu đen trực tiếp hướng lên trên, rất nhanh là một mảnh sáng loáng, toàn bộ bên trong dĩ nhiên là chân không, không có bất kỳ vật gì, đông đảo thuật luyện sư trẻ tuổi từng cái trôi nổi ở trong đó, chậm rãi bay lên. Lý Vân Tiêu hơi kinh ngạc, mỗi một loại thuật tháp, phương thức thử thách đều không giống, xem ra tháp này tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Cũng không biết là người phương nào luyện chế, cảm giác có chút cổ vận. Hắn chậm rãi đi vào trong ánh vàng, toàn bộ cảnh sắc trước mắt biến đổi, hóa thành một thế giới xuân về hoa nở, dĩ nhiên là bên trong có càn khôn. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu ở vào bên trong một mảnh thung lũng ánh nắng tươi sáng, bách hoa nở rộ, linh khí phân tán, thoải mái không nói ra lời. Trên một vách đá ở trong thung lũng khắc rõ vài hàng đại tự, trích 10 đóa linh thảo cấp 1. Liền có thể tiến vào tầng sau, thiếu một đóa liền truyền tống knock out. Lý Vân Tiêu thấy buồn cười, thử thách này chính là năng lực nhận biết trụ cột nhất, chuẩn xác không có sai sót phân biệt linh thảo cấp 2, đây là thuật luyện sư nhất cấp phải có. Thôi bác nói mỗi một tầng đại biểu một cấp thuật luyện, xem ra vẫn là rất có đạo lý. Hắn tiện tay hái 10 đóa linh thảo cấp 1, nhất thời bầu trời biến đổi, hết thảy bách hoa toàn bộ biến mất, mình đã trở lại trong thuật tháp. Trên người nổi lên một đạo ánh sáng nhẹ nhàng, chậm rãi bay lên, trực tiếp tăng cao một tầng. Giờ khắc này tất cả mọi người cũng đã tiến vào tầng 2 trở lên, hắn xem như là chậm, ngẩng đầu nhìn tới, mấy người trước nhất thậm chí đã vào tới 4, 5 tầng, nhưng không kịp để hắn nhìn kỹ, mới vừa lên tới tầng thứ 2, cảnh sắc trước mắt bắt đầu biến hóa, lại là một tràng cảnh mới, dĩ nhiên là ở bên trong rừng cây đầm lầy. Trong thuật tháp tràn vào hơn 100 người. Lít nha lít nhít có vẻ hơi chen chúc, chỉ bất quá mỗi người đều tiến hành thử thách đơn độc, không ảnh hưởng lẫn nhau. Ở ngoài thuật tháp, không ngừng có lời nói nhỏ nhẹ, nhưng tổng thể có vẻ vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên tháp, thân tháp vào đúng lúc này dĩ nhiên có vẻ nửa trong suốt, từ bên ngoài có thể xuyên thấu xem vào, quan sát tình huống mỗi một người dự thi. La Anh mở miệng cười nói, bên trong bắt đầu rồi, chúng ta cũng bắt đầu đi. Hắn vừa nói, tất cả mọi người đều lộ ra ý cười hiểu ý, thôi bác cười nói. Năm nay ứng cử viên đoạt quan xác thực không dễ đoán a, mỗi một cái đều là thực lực kinh người, bản thân ván này liền rất có độ khó. La Anh cười nói. Có gì khó, mua tập trung liền có thể, 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch làm một chú, người thắng dựa theo mấy chú chia cắt tiền đặt cược là được. Thôi bác hơi hơi trầm tư, gật đầu nói. Phương pháp này xác thực không tệ. Hai tay hắn nhanh chóng bấm quyết, ở bên cạnh thuật tháp biến ảo ra một khối thủy mạc như màn sân khấu, dần dần mở rộng, sau đó ngón trỏ hắn nhanh chóng gảy nhẹ, trên thủy mạc bắt đầu xuất hiện từng cái tên, chính là người dự thi của 7 đại thương hội. Đặt cược. Mục tiêu quán quân khóa chặt ở trong 7 người này, ai cũng không có ý kiến, mặc dù kết quả bất ngờ, cũng tuyệt đối không thể vượt qua phạm vi này, nhưng thôi bác vẫn nói. Đặt cược người còn lại cũng được.
tự mình viết tên lên, lại thả nguyên thạch là tốt rồi. Địch trưởng lão, người phụ trách thống kê. Địch Sinh Hóa khà khà nở nụ cười, liền ra khỏi hàng, bảo vệ ở bên dưới thủy mạc. Mọi người bắt đầu nghị luận, từng người thảo luận không ngớt. Đối với thực lực 7 người này, xác thực giống như sương mù, đừng nói đại gia không biết, dù là 7 đại thương hội trong lúc đó, đối với nội tình người dự thi lẫn nhau cũng là phi thường mơ hồ. La Anh khẽ mỉm cười nói. Ta ép 2 chú Đường Tâm Công Tử, ép 2 chú Lý Vân Tiêu, ép 3 chú Tiêu Cảnh Minh. Hắn tiện tay ném một cái, liền có mấy cái túi chứa đổ bay qua. Địch Sinh Hóa đỡ lấy, kiểm tra một chút, liền đem tên La Anh đánh vào trên thủy mạc, đồng thời ghi rõ đối tượng ép chú cùng mã chú. Dầm! Có hắn mở đầu, nhất thời gây nên các loại suy đoán cùng nghi hoặc. La Anh dĩ nhiên ép Lý Vân Tiêu 2 chú, khó có thể lý giải được a, lẽ nào nghe đồn Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư cấp 8 là thật. Vô nghĩa, nếu như hắn cấp 8, thuật quyết này còn quyết cái rắm, La Đại Nhân đã sớm đem toàn bộ gia sản ép hắn, phải biết vào lúc này có thể thắng, kiếm nguyên thạch đủ để mình mở một thương hội không nhỏ. Có đạo lý, nhưng mà phải lưu ý đề phòng a. Hắn ép Đường Tâm cùng Tiêu Cảnh Minh đều có thể lý giải, chỉ có cái này có chút vấn đề, không bằng theo La Đại Nhân ép đi, phỏng chừng có canh ăn. Cùng ép, người có bao nhiêu tiền, một chú là 1 tỷ a. Mã chú của La Anh bố trí gây nên nghị luận không nhỏ, nhưng tất cả mọi người còn nắm thái độ quan sát, trời mới biết phía sau hắn có thể thay đổi tỷ lệ hay không, tài lực người ta là không thể đo đếm, mạo muội theo sợ thua không nổi. Thôi bác kinh ngạc cười nói. Xem ra La môn chủ đối với Đường Tâm cũng không hề tự tin a. La Anh cười nhạt nói. Trước tiên ép một chút, sao người biết ta ở sau sẽ không tăng giá? Tạm thời quan sát một thoáng lại nói, ta đối với 3 người này đều là phi thường xem trọng. Thôi bác gật đầu nói. Không sai, thực lực mỗi cá nhân đều không tầm thường, xác thực có chút khó lựa chọn, thời gian đặt cược kết thúc ngay khi có người đầu tiên vào tới tầng thứ 6. Ta trước tiên ép 3 chú cho nhi tử hãy nói. Hắn cũng lập tức ném một cái túi đựng đồ đi qua. Mỗi lần đặt cược, nguyên thạch gộp lại là dị thường kinh người, thậm chí có thể so với 1 năm thu vào của các thương hội lớn, nếu như có thể thắng, tiền kiếm được này phỏng chừng cũng không dám đi lĩnh, sợ đưa tới họa sát thân. Những tiểu thương hội kia đều kỳ vọng kiếm một bút, nhưng mà tuyệt đối đừng quá nhiều. Quyền dân trầm tư một chút nói. 10 chú, Tiêu Cảnh Minh. Dầm. Mã chú của quyền dân lần thứ 2 làm nổ suy đoán của mọi người, bởi vì nơi đây đối với thực lực của Tiêu Cảnh Minh hiểu rõ nhất chỉ có hắn. Hơn nữa mọi người cũng biết điều kiện Mạn Đa thương hội cùng Đao Kiếm Tông thông gia, nhất định phải đạt được quán quân cuối cùng, như vậy thành tích quyết không thể kém, thậm chí quán quân mới có hy vọng, như vậy phái ra người há có thể kém. Hắn áp chú, lập tức dẫn tới không ít cùng đặt, chú mã dưới Tiêu Cảnh Minh lập tức nhảy lên tới hơn 30 chú. Tuy rằng tinh thần mọi người đều chống đỡ Thương Minh Tuấn Ngạn thắng lợi, nhưng thời điểm đặt cược vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Hừ, một đám không có cốt khí, tận ép người ngoài. Tiền vô địch lạnh lùng hừ một thoáng, không hề che giấu chút nào lộ ra xem thường cùng khinh bỉ, ném ra ngoài một cái túi đựng đồ nói. Ta ép Lý Vân Tiêu 10 chú. Ao ao ao. Lập tức liền té xỉu một mảnh, Trương Sùng cũng đầy mặt hắc tuyến, ngượng ngùng nói. Công tử, người không coi trọng người trong nhà sao? Tiền vô địch hơi nhướng mày nói. Chỉ cần là người Thương Minh, chính là người trong nhà. Ta đương nhiên xem trọng Nam Hưng Nghiệp, bất quá ta càng xem trọng Lý Vân Tiêu. Ở trong Thương Minh, mọi người sợ chỉ có hắn cùng Đường Kiếp đối với Lý Vân Tiêu lý giải nhiều nhất, cũng biết Lý Vân Tiêu khủng bố nhất. Ở thời điểm tất cả mọi người không còn gì để nói, Đường Kiếp cũng đột nhiên mở miệng nói. Ta ép Lý Vân Tiêu 20 chú. Lần này không phải té xỉu, mà là tất cả mọi người đều hơi thay đổi sắc mặt. Tuy rằng người 7 đại thương hội tài lực vô cùng, nhưng mà tuyệt không phải chơi như vậy. Một ít người khôn khéo lập tức ngăn lại kích động đặt cược của mình, lẳng lặng đợi kết quả. Tiền vô địch hơi thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiếp, hừ nói. Ta lại thêm 10 chú, Lý Vân Tiêu. Giữa hai người tựa hồ cọ sát ra đốm lửa, hai mắt đối diện, hiện lên đạo đạo ý lạnh. Trương Sùng đầy mặt mồ hôi nói. Công tử, chống đỡ người ngoài như thế không tốt ha. Làm sao cũng cho người mình mấy chú mới phải. Hắn liếc mắt nhìn thuật tháp nói. Người xem, Nam Hưng Nghiệp đã đến tầng thứ 4,
chiếm giữ đệ tam. Tiền vô địch nhàn nhạt nói. Ta ở trên tinh thần chống đỡ Nam Hưng Nghiệp là tốt rồi, ta cũng tin tưởng hắn nhất định có thể thắng. Thế nhưng, đặt cược vẫn là áp Lý Vân Tiêu. Trương Sùng. Có tiền vô địch làm vậy, người đặt cược Nam Hưng Nghiệp, mãi cho đến phần cuối cũng chỉ có hai chú, trong đó một chú là Trương Sùng, một chú khác là người mong chờ kết quả bất ngờ. Một đám tiểu bối vô tri, ta sẽ chờ xem các ngươi bồi khóc. Âm thanh châm chọc của Tu Đan Hà vang lên, vẻ khinh thường, nàng đối với Lý Vân Tiêu thống hận đã đến trình độ ngươi tử ta vong. Đường Kiếp cười lạnh, hừ nói. Lão bà, làm sao ngài không xuống chú A? Lẽ nào đợi một giây sau cùng đặt cược đồng tu, miễn cho có người đặt cùng. Tu Đan Hà đáng giận nhất là người châm chọc nàng già, tức giận đến xanh cả mặt, hừ nói. Tiểu tử không có giáo dục, đồng tu nguyên bản nắm chặt quán quân rất lớn, nếu không có tiểu tử thôi ra nhúng tay, để Lý Vân Tiêu đánh lén một thoáng, làm cho giờ khác này có thương tích tại người, ta ép hắn toàn bộ gia sản cũng yên tâm. Thiết! Bốn phía xem thường, tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên. Đồng tu thành kẻ thứ hai kế Nam Hưng Nghiệp xui xẻo, mãi cho đến cuối cùng cũng không có một chú, ngay cả khách đầu cơ cũng không có. Ha ha, bà già đáng chết nhìn mọi người đối với Vân Thiếu tin tưởng như vậy, trong tâm đố kỵ a, thiêu đốt, lại già mấy trăm tuổi. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười to nói. Ta ép Vân Thiếu 150 chú. Lần này vô cùng bạo tay, làm cho tất cả mọi người đều hút mạnh hơi lạnh, ngơ ngác nhìn nhau. 150 chú, là đầy đủ 1,500 ức trung phẩm nguyên thạch, tuyệt không phải là đặt cược thăm dò, đây tuyệt đối là khuynh lực đánh cuộc, nếu không có 10 phần tự tin nắm chặt, chắc chắn sẽ không lớn mật như thế. Bên trong thuật tháp, 1. Số tiền này cũng là hiện nay Thiên Nguyên Thương Hội lấy ra được, vừa vặn tập hợp một số nguyên. Thôi bác cũng ngớ ra một thoáng, cười khổ nói. 1,500 ức, Linh Nhi tiểu thư thực sự là nữ trung hào kiệt. Tác phẩm bực này dĩ nhiên không chút nào chớp mắt. Ninh Linh Nhi cười nhạt nói. Có chuyện tốt kiếm tiền, vì sao không làm? Vân Thiếu đoạt được thứ nhất là sự thực không thể thay đổi, 100%, tuyệt không bất ngờ. Nàng nói như chặt đinh chém sắt, trên mặt tràn đầy tự tin cùng ánh mắt hạnh phúc. Tất cả nam nhân đều nhìn ra, nội tâm một trận cay cay, có thể có hồng nhan chi kỷ như vậy, cho dù chết cũng không tiếc. Ánh mắt của Thủy Lạc Yên nhìn lại đây. Trong mắt lập lòe một đạo lạnh lẽo, còn mang theo từng tia lửa giận, nàng phát hiện nhìn Đinh Linh Nhi càng hạnh phúc, nàng càng không thoải mái. Ta ép Tiêu Cảnh Minh 20 chú. Lời nói của nàng mặc dù cũng gây nên ý, nhưng càng nhiều vẫn là khiếp sợ 150 chú chưa hoàn hồn lại. Ánh mắt của Đinh Linh Nhi hơi miết về phía nàng, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, liền không nhìn lại. Trong lòng Thủy Lạc Yên trong giây lát sinh ra một luồng lửa giận vô danh. Thật giống như bị khiêu khích. Hơn nữa 20 chú của nàng ở trước mặt 150 chú của đối phương có vẻ keo kiệt vô lực như vậy, dù vậy, cũng đã là toàn bộ tài chính mà nàng có thể vận dụng. Nội tâm của nàng điên cuồng hò hét. Ninh Linh Nhi, ngươi chờ ta trở thành Đao Kiếm Tông thiếu phu nhân, ta nhất định phải cho ngươi đẹp đẽ. Quyền Dân mặt âm trầm, cau mày nói. Lạc Yên, 20 chú, ngươi. Lấy thân phận của Thủy Lạc Yên. Căn bản là không có cách vận dụng nhiều nguyên thạch như vậy. Chỉ là lần này xong quyết, hết thảy tài vụ đều ở dưới nàng trưởng quản, này tất nhiên là một mình vận dụng tài lực thương hội. Tùy ý quyết định nhưng không có thương lượng với hắn, hắn có vẻ rất mất hứng, vốn định giáo huấn vài câu, không ngờ mới vừa mở miệng liền bị đối phương cắt đứt. Được rồi, chuyện của ta tự có chủ trương, không cần ngươi quản. Trong lòng Thủy Lạc Yên một trận ảo não. Đinh Linh Nhi tùy tiện có thể vận dụng hơn 1.000 ức nguyên thạch, mà nàng bất quá là vận dụng 200 ức mà thôi, liền chịu đến khiển trách, nội tâm lên cơn giận dữ, lạnh lùng nói. Quyền trưởng lão quản tốt chuyện của mình liền có thể, Lạc Yên biết mình đang làm gì, không cần lão ra ngài bận tâm. Ngươi, Quyền Dân đột nhiên bị chống đối, tức giận đến giận tím mặt, thế nhưng giờ khắc này dù như thế nào cũng không có thể phát tác. Hai người đối thoại đều là truyền âm. Làm sao cũng phải bận tâm đến mặt mũi Mạn Đa thương hội. Hơn nữa giờ khắc này địa vị của Thủy Lạc Yên cũng vượt xa quá khứ, ngay cả hắn cũng không có quyền trách phạt đối phương. Được, ngươi rất tốt. Quyền Dân lạnh lùng nói, liền một mặt âm trầm, không lên tiếng nữa. Thủy Lạc Yên lạnh lùng nở nụ cười, một cái thương hội to lớn, hiện tại lại phải thông qua nàng chỉ là một nữ tử tới kéo ngoại viện mới có thể tiếp tục huy hoàng,
nơi như thế này nàng hoàn toàn không muốn đợi. Huống hồ lần này mặc dù thông gia thất bại, lấy Tiêu Cảnh Minh hiện nay mê luyến đối với nàng, chỉ ít có thể nắm giữ Tiêu Cảnh Minh trong lòng bàn tay, mà thân phận của Tiêu Cảnh Minh không hẳn ở dưới Trần Phong. Lần này sau khi xong quyết, bất luận kết quả làm sao, thân phận nàng cũng đã không còn là một đệ tử của Mạn Đa Thương Hội, coi như là hội trưởng thấy nàng, sợ cũng phải cải một bộ mặt, giờ khắc này tự nhiên cũng không ý kỵ quyền dân. Lôi Phong Thương Hội Mẫn Thành Tương mở miệng cười nói. Lý Vân Tiêu kia lợi hại như vậy sao? Dẫn tới các ngươi từng cái đặt cược như vậy. Cũng được, ta cũng ép mấy chú vui đùa một chút, chỉ bất quá hiện tại hắn xếp hạng cũng không cao a. Mọi người hướng về trong thuật tháp nhìn tới, giờ khắc này người xếp số 1 đã đến tầng thứ 5, nhưng ra ngoài ý muốn của mọi người chính là tên đệ tử Lôi Phong Thương Hội kia, mà giờ khắc này Lý Vân Tiêu chỉ ở tầng thứ 3 mà thôi. Thú vị a, không biết thuật tháp này là người phương nào kiến tạo, thử thách tầng thứ 3 hẳn là tinh luyện. Trong thuật tháp, Lý Vân Tiêu xuất hiện ở tầng thứ 3, điều kiện qua ải là lượng lớn đá vụn lơ lửng giữa không trung, để luyện ra 7 loại nguyên liệu không giống. Sau đó dựa theo tỷ lệ cô đọng tạo thành một cái thất tinh diệu đường, dẫn tới tầng thứ 4. Mà hòn đá nát tan trên không trung có tới hơn 1.000 loại, bước thứ nhất là muốn từ trong đó nhận ra 7 loại cần thiết. Thần thức của Lý Vân Tiêu trực tiếp phóng xạ ra, mấy dặm đá vụn ở trong bàn tay hắn nắm, sau đó hơi giơ tay phải, hư không điểm một cái, vẻn vẹn là một chỉ tay, liền có lượng lớn hòn đá nổ tung, giống như pháo. Nhìn như lộn xộn. Kỳ thực đều ở dưới sự khống chế tinh vi của hắn, nổ tung tất cả đều là 7 loại nguyên liệu, hơn nữa tỷ lệ cần thiết cũng đạt được khống chế nghiêm ngặt. Sau đó hai tay Lý Vân Tiêu sử dụng tới một đạo quyết ấn, những bột phấn vỡ vụn ra kia cấp tốc ngưng tụ lại, ở trên không trung dần dần trải ra, hình thành một mặt đường 7 màu, dẫn tới phía chân trời. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng dẫm thất tinh diệu đạo, hướng về tầng thứ 4 mà đi. Hình ảnh bốn phía rất nhanh lần thứ 2 biến ảo, trở lại trong thuật tháp. Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua trong tháp, đã có 5 người đạt đến tầng thứ 5, tựa hồ từ nơi này bắt đầu thì có chút độ khó. Tầng thứ 4 dĩ nhiên là biển rộng mênh mông trắng xóa, không nhìn thấy bờ. Ở bên cạnh đại hải, đứng vững một khối bia đá to lớn, trên đó viết mấy cái đại tự, ngự giác quan thứ 6, độ bỉ ngạn. Biển này mênh mông vô bờ, làm sao mới có thể vượt qua bỉ ngạn? Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm. Tựa hồ nguyên lực bị che chắn. Ngự giác quan thứ 6, lẽ nào là lấy hồn lực ngự không mà đi? Nhưng biển này quá lớn đi. Hắn trầm tư nói. Nếu là thử thách thuật đạo cấp 4, này hẳn là sẽ không quá khó mới đúng. Hắn không kịp suy nghĩ, liền trực tiếp đem hồn lực mở ra, hóa thành rực cánh ở hai bên thân thể, như kim xí đại bằng lâm không bay lên, nhảy vào đại dương hoàn toàn mờ mịt. Nguyên bản nước biển bình tĩnh đột nhiên xảy ra biến hóa to lớn, đảo mắt liền trở thành sóng lớn mãnh liệt. Bầu trời cũng thuận theo ảm đạm xuống, một luồng uy thế thiên địa hình thành ở trên mặt biển, bao phủ tới. Hừm, cái trình độ này đối với cấp 4 mà nói, xác thực có chút khó khăn a. Lý Vân Tiêu tinh tế cảm thụ bốn phía biến hóa, cái trình độ này đối với hắn tự nhiên không là vấn đề, nhưng ở trong mơ hồ hồn lực của mình cũng chiếm được tiến bộ nhỏ bé không thể nhận ra, nếu không có yêu long nhận biết truyền âm đến, chính hắn cũng khó mà phát hiện. Thực sự là khó có thể tin. Thời điểm hoàn thành qua cửa, dĩ nhiên có thể đưa đến tác dụng tăng cường đối với hồn lực. Ồ, theo lý không nên a, những thứ này đều là cửa ải độ khó thấp mà thôi, một chung liền ung dung thông qua. Bên trong thuật tháp, hai. Hừm, ta cũng không phải quá rõ ràng, thế nhưng hồn lực của ngươi xác thực ở sau khi qua cửa trở nên càng tinh khiết hơn, có thể là trong những cửa ải này ẩn chứa một loại thiên đạo chi lý đi nào đó. Thiên đạo chi lý, đừng nói chuyện cười. Trừ khi là có thuật đạo quy tắc cấp 10 ở bên trong, bằng không không thể đối với ta đưa đến tăng cường lớn như vậy, nhưng tháp này tổng cộng mới có 9 tầng, cho dù đạt đến đỉnh điểm, cũng nhiều nhất là cấp 9 đỉnh cao. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới không, nếu như có thể luyện chế ra thuật tháp ẩn chứa thuật đạo cấp 9 đỉnh cao, bản thân ẩn chứa một chút lực lượng cấp 10 cũng không kỳ quái. Cả người Lý Vân Tiêu bỗng nhiên chấn động, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, yêu long nói dường như thể hồ quán đỉnh. Để hắn đột nhiên có loại cảm giác hiểu ra, chỉ là thực sự khó có thể tiếp thu, ngơ ngác nói. Lẽ nào, chẳng lẽ nói thuật tháp này, là cấp 10 thuật thần luyện chế? Yêu Long cười nói. Cho dù không phải, phỏng chừng cũng kém không xa. Bản thân thuật tháp này là đồ vật cấp 9,
tầng cao nhất hẳn là ẩn chứa pháp tắc cao nhất của người luyện chế, người vào tới xem chẳng phải sẽ biết. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Tuy rằng kiếp trước ta là thuật luyện sư cấp 9, nhưng xa xa không có đạt đến cấp 9 đỉnh cao, loại thuật tháp này ta cũng có thể luyện chế ra, chỉ bất quá muốn tra tìm pháp tắc cao nhất mà người luyện chế lĩnh ngộ, sợ là phải trùng đỉnh mới được, nhưng đáng tiếc không có cơ hội này. Thực lực của ta bây giờ chỉ có cấp 7, có thể vọt tới tầng thứ 8 là tốt lắm rồi. Yêu Long nói, thời khắc sống còn ta cùng ngươi dung hợp làm một, xung kích tầng thứ 8 hẳn là không thành vấn đề. Này cũng có thể là thời cơ, có thể làm cho ngươi chân chính bước vào cấp 8. Lý Vân Tiêu nói, thực lực trở về chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại ta trái lại không phải vội như vậy, tâm tình không có bức thiết như trước đây, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Hắn ở trong biển rộng không ngừng phi hành, các loại dị tượng liền sinh, đối với Lý Vân Tiêu không có ảnh hưởng chút nào, chỉ bất quá lông mày hắn nhíu thành một đoàn, thật lâu không thể mở ra. Ở sau khi Yêu Long đề điểm, hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ cấu tạo của thuật tháp này, âm thầm suy tư, đổi làm mình mà nói, nên tiến hành luyện chế như thế nào, làm sao mới có thể thực hiện loại hiệu quả này. Thật giống như một thuật luyện sư chiếm được mô hình, bắt đầu nghiên cứu kết cấu cùng pháp tắc trong đó. Bất chi bất giác liền vượt qua tầng thứ tư, bởi vì có Yêu Long nhắc nhở, hắn quan sát hồn lực của mình, xác thực thời điểm trở lại thuật tháp chiếm được không ít tăng cường. Ở ngoài thuật tháp, bỗng nhiên Thôi Bác nói. Có người sắp bước vào tầng thứ 6, thời gian đặt cược cho 10 tức cuối cùng. Mọi người sốt sáng lên, tình huống trong thuật tháp hiện nay xem như là Tiêu Cảnh Minh cùng nam tử của Lôi Phong Thương Hội chiếm thượng phong, hai người dĩ nhiên đồng thời mở hai mắt ra. Hiển nhiên đã vọt qua tầng thứ 5, bắt đầu lên tầng thứ 6. Hai người lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau một cái, tràn đầy tâm ý lạnh lùng căm thù. Tiêu Cảnh Minh còn đưa mắt liếc nhìn, ở trong hơn trăm người nhìn quét một chút, nhìn thấy Lý Vân Tiêu nhảy vào tầng thứ 5, khóe miệng hiện ra một ý lạnh châm chọc. Trên thủy mạc ngoài thuật tháp, ba người hội tụ tiền đánh cực nhiều nhất phân biệt là Tiêu Cảnh Minh, nam tử Lôi Phong Thương Hội cùng Lý Vân Tiêu, ở 10 tức cuối cùng. Nhìn Tiêu Cảnh Minh cùng nam tử của Lôi Phong Thương Hội vững vàng chiếm ưu thế, vật trao đổi dưới hai người ở trong 10 tức ngăn ngắn hầu như tăng đột biến, một cái đạt đến hơn 900 chú, một cái đạt đến hơn 700 chú, Lý Vân Tiêu là hơn 400 chú. Tu Đan Hà lạnh lùng cười nói, xem ra Thiên Nguyên Thương Hội muốn thua sạch, gia sản đều mất hết, ngày mai Vũ Quyết cũng sẽ không cần so. Hắc Liên Thiếu Hoàng hơi nhướng mày, buồn bực nói. Có người ở thuật quyết liền thua thảm rồi, Vũ Quyết còn chưa bắt đầu liền thua một hồi, nhưng không quan tâm mình sắp bị đào thải chút nào, trái lại yêu thích chỉ trỏ trỏ người khác. Mạc Tiểu Xuyên than thở. Có biện pháp gì đây? Chính mình đã không có gì có thể xem, có thể nhìn thấy người khác bị chút tổn thất ngăn trở, cũng là phi thường hài lòng, người nói cái này gọi là cái tâm lý gì a? Thiếu Hoàng, người rất hiểu nữ nhân, giải thích một chút xem. Ngoá! Trên trán Hắc Liên Thiếu Hoàng bạo xuất mồ hôi, cả người đều nổi da gà. Cái này cũng là nữ nhân, ngươi đừng phá hủy hai chữ nữ nhân này được không, nơi này là có mấy vạn nam nhân, lẽ nào ngươi muốn cho bọn họ từ nay về sau nghe được hai chữ nữ nhân liền triệt để không nâng được sao? Hắc Liên Thiếu Hoàng không hề che lấp, để hết thảy ánh mắt của nam nhân đều tìm về phía Tu Đan Hà, sau đó cả người run lên một cái, tóc gáy bốc lên mồ hôi lạnh, đối với Hắc Liên Thiếu Hoàng dị thường tán thành. Càng là có không ít người xì xào bàn tán, che miệng nở nụ cười. Tu Đan Hà thân là thiên nhất các đại trưởng lão, bình thường đều là tồn tại cao cao tại thượng, chưa từng nghe qua lời nói sỉ nhục bực này, huống hồ còn ở trong âm thầm không ngừng châm chọc, làm sao thoát khỏi lỗ tai của nàng, tức giận đến đầu óc phát mộng, đã mất đi năng lực suy nghĩ. Đáng chết a! Tu Đan Hà trong nháy mắt nổ lên, một trưởng uy năng tê thiên liệt địa phủ xuống, nàng đã triệt để phát điên. Những người Thiên Nguyên Thương Hội này tựa hồ là trời sinh khắc tinh của nàng, mỗi lần đều sẽ bị tức giận nổ phổi, nàng đã không để ý hậu quả muốn triệt để chấm dứt những người này. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng đã sớm chuẩn bị, hai người vẫn đề phòng lão thái bà này phát điên, ở trong nháy mắt nàng xuất thủ hai người cũng đột nhiên động. Thực lực Tu Đan Hà sâu không lường được, tuyệt không phải là bọn họ đơn độc có thể đỡ được, hai bên trái phải phân giữ ở hai bên Thiên Nguyên Thương Hội, nếu bọn họ lùi một bước, toàn bộ Thiên Nguyên Thương Hội liền sẽ biến thành cho bụi. Lão thái bà chết tiệt này. Mạc Tiểu Xuyên quát lạnh một tiếng, Thiên Chu Đãng Ma kiếm từ trong tay phải đột nhiên bắn ra, một mảnh kiếm khí chi hải tản mát ra,
chỉ quyết của hắn lấp lóe, ở trên thân kiếm điểm xuống, như từng đạo phong ấn bị mở ra, khí linh ngâm nga không ngớt, kiếm khí xông thẳng cửu tiêu. Hồng lô điểm tuyết chiếu giang sơn. Một chiêu kiếm ầm ầm đâm ra, toàn bộ sức mạnh của tứ tinh vũ đế rót vào trong trường kiếm, không hề bảo lưu xuất thủ một đòn, so với lúc trước giết chết thiên nhất các trưởng lão còn cường đại hơn mấy phần. Bên kia Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng quyền ý thông thiên, tuy rằng hắn chỉ có tu vi nhất tinh, nhưng sở học suốt đời toàn bộ ở trên cú đấm này, lấy một quyền chứng đạo, ngưng ra một phương quy tắc thiên địa, uy thế đồng dạng dẫn tới thiên địa dị tượng, càn khôn đại biến. Một câu trả lời, một. Toàn bộ Tống Nguyệt Dương Thành ở dưới ba đạo sức mạnh đột nhiên xuất hiện kia, bầu trời trong phút chốc đen kịt lại, nhật nguyệt ảm đạm, ba cỗ sức mạnh xông lên tận trời. Ngay khi ba người ra chiêu, người thương hội còn lại đều thay đổi sắc mặt, Thôi Bác càng là kinh nộ không ngớt, vội vàng xuất thủ. Nếu để cho ba người này tùy ý làm bậy, toàn bộ thuật quyết liền triệt để xong đời. Bóng người hắn vọt thẳng hướng về thuật tháp, như một vệt ánh sáng vòng quanh thân tháp xoay quanh mà lên. Từng vòng sức mạnh từ trên người hắn hóa ra, hình thành sương mù màu phấn hồng, đem thuật tháp vây quanh. Người bảy đại thương hội còn lại cũng đồng thời xuất thủ, là anh vứt chấn thiên tháp ra ngoài, ở dưới quyết ấn hóa thành một tồn tại không thua gì thuật tháp, trong phút chốc đem không gian ba người chiến đấu khóa lại, để tránh khỏi lan quá lớn. Trương Sùng, Mẫn Thành Tương, Quyền Dân, ba người liên thủ trong lúc đó bày xuống một đạo kết giới, ở trên cơ sở của Thôi Bác lại đem thuật tháp bảo vệ. Trên bầu trời, dưới chấn thiên tháp, ba cỗ sức mạnh đè ép cùng nhau, tản mát ra linh áp trực tiếp bóp nát không gian chấn thiên tháp phong tỏa, dường như mạng nhện khuếch tán ra, có không ít rơi trên mặt đất, chấn động một số vũ giả tại chỗ biến thành cho bụi. Vũ đế oai, khủng bố như vậy. Phía dưới hơn vạn người, lập tức liền loạn cả lên, gây rối loạn lớn. Sau khi Thôi Bác thi thuật bảo vệ thuật tháp, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt trở nên âm trầm, phẫn nộ quát. Ba người các ngươi còn không ngừng tay, chẳng lẽ muốn mọi người liên thủ chu diệt? Tùy ý phá hoại song quyết, chính là tội lớn hẳn phải chết, người thương minh sẽ cộng đồng chu diệt. Đây là quy củ song quyết hiệp định, bất luận người nào cũng không được vi phạm. Thôi Bác lớn tiếng quát. Hết thảy cửu thiên cảnh cường giả xuất thủ giữ gìn trật tự, tăng mạnh lực lượng kết giới của chấn thiên tháp. Hắn nói xong chính mình liền lâm không bay lên, hai tay nhanh chóng kết ấn quyết. Đánh ra đạo đạo lực lượng phong ấn, đem linh áp phá ra chấn thiên tháp đè ép, để tránh khỏi lan đến người vô tội. Theo mệnh lệnh của hắn hạ xuống, mấy chục bóng người trước sau dựng lên, đồng thời xuất thủ bảo vệ lực lượng kết giới của chấn thiên tháp, lúc này mới đem lực trùng kích của ba người triệt để áp chế lại. La Anh lập tức cảm thấy cả người áp lực giảm đi, đánh ra mấy đạo pháp quyết nhảy vào trong tháp, trong lúc nhất thời ánh vàng rừng rực, thân tháp chậm rãi hạ xuống, muốn đem ba người triệt để chấn áp. Giờ khắc này tình huống ba người của Tu Đan Hà cùng Mạc Tiểu Xuyên cũng không dễ chịu, hai người liên thủ lại dĩ nhiên cùng nàng chiến hòa, đây là Tu Đan Hà vạn vạn không nghĩ tới, dẫn đến ba cỗ sức mạnh rằng co không xong, giờ khắc này bị mọi người liên thủ trấn áp, càng là sức mạnh không cách nào thả ra ngoài, ba người đều cảm thấy cực kỳ áp lực, dường như muốn đem bọn họ triệt để ép tan xương nát thịt. Tâm tình kích động ở thời khắc sống còn biến mất sạch sành sanh, Tu Đan Hà cả giận nói. Còn không mau triệt chiêu, các ngươi đều muốn chết sao? Hừ, khiêu khích chính là ngươi, muốn chết cũng là ngươi chết trước. Thực lực Hắc Liên Thiếu Hoàng ở trong ba người yếu nhất, giờ khắc này thế giới quyền ý bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, hắn vẫn như cũ đàm tiếu phong thanh, tựa hồ không sợ. Tu Đan Hà kinh nộ không ngớt, nàng cũng không muốn cùng hai người điên này đồng quy vu tận, nếu như chấn thiên tháp tập hợp lực lượng mọi người hạ xuống, bọn họ liền thật sự xong đời. Nghĩ tới đây nhất thời kinh đến chảy ra mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, vội vàng nói. Ta đếm ba tiếng, mọi người cùng nhau thu tay lại. Một, hai, ba. Tu Đan Hà liền đếm ba tiếng, bỗng nhiên rút về sức mạnh của mình. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng trong lúc đó chia tay, bọn họ ở trong nháy mắt ngắn ngủi nghĩ tới thừa thế xông lên, triệt để vì Lý Vân Tiêu giải quyết họa lớn trong lòng trước mắt, nhưng nếu như vậy, bọn họ cũng sẽ bị chấn thiên tháp ép tan xương nát thịt, đến thời điểm Lý Vân Tiêu phát điên, càng là phải trực tiếp đối mặt toàn bộ thương minh. Hết thảy tâm tư đều ở trong chớp mắt, ba cỗ sức mạnh trong phút chốc mất đi khởi nguồn, chấn thiên tháp oanh rơi, ba đạo ánh sáng ở sát na kia phá tan kết giới, bay ra. Kết giới trong tháp truyền đến nổ vang,
mắt thấy ba cỗ sức mạnh nhất thời bị thân tháp chấn áp kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đoàn ánh sáng bị hút vào. Sắc mặt La Anh bất biến, bình tĩnh sử dụng mấy cái quyết ấn, đem chấn thiên tháp thu hồi trong tay mình, cả bầu trời lúc này mới dần dần khôi phục ra một mảnh thanh minh, mấy vạn người phía dưới mới từng cái thở dài, dần dần dẹp loạn. Giữa bầu trời hơn 10 tên vũ đế cường giả đồng thời bay xuống, người người sắc mặt cũng không quá tốt. Đám người Trương Sùng bày xuống kết giới ở ngoài thuật tháp cũng thuận theo mở ra, từng cái lạnh lùng nhìn ba người Thu Đan Hà. Thôi bác là người chủ sự toàn bộ thương minh, cũng là người phụ trách cao nhất lần song quyết này, lạnh giọng nói. Ba vị, ta cần một lời giải thích, mọi người cũng đều cần một lời giải thích. Giờ khắc này Hắc Liên Thiếu Hoàng đã là một mặt trắng xám, đang ngồi dưới đất điều tức nguyên khí trong cơ thể, vừa nãy đối bính, thân thể hầu như muốn tan vỡ, vũ ý đạo tiêu, thương thế rất nặng. Mặc dù là Mạc Tiểu Xuyên cũng nguyên khí tổn thất lớn, lạnh lùng nói. Giải thích, ta cũng rất muốn một lời giải thích, ngôn ngữ là lão thái bà này khiêu khích trước, xuất thủ cũng là lão thái bà này xuất thủ trước, ta cũng hy vọng Thôi Lâu Chủ có thể cho Thiên Nguyên Thương Hội chúng ta một lời giải thích. Thôi bác vừa nghe, lông mày lập tức cau lên, hồi tưởng việc vừa nãy, xác thực là như vậy, chỉ bất quá lấy thân phận địa vị của Tu Đan Hà, hai người này trêu chọc như vậy, không nổi khùng mới là lạ. Nhưng trong lời nói lại là Tu Đan Hà miệng tiện, khiêu khích đối phương trước, nói như thế, vẫn đúng là không oán được Thiên Nguyên Thương Hội. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Cần trưởng lão, người giải thích thế nào đây? Tu Đan Hà trải qua sinh tử một đường vừa nãy, trở nên bình tĩnh hơn nhiều, nhưng nội tâm vẫn cực kỳ phẫn nộ, tầng tầng hừ nói. Muốn lão thân giải thích cái gì, bọn họ ô ngôn uế ngữ nói ta như vậy, chẳng lẽ không đáng chết sao? Mạc Tiểu Xuyên cười lạnh nói. Kha kha, Thôi Lâu Chủ, người cũng nhìn thấy đi, lão thái bà này rất hung hăng. Mong rằng Thôi Lâu Chủ có thể lo liệu công chính, giữ gìn lẽ phải, dù sao hơn vạn người nhìn, nếu tư tâm thiên vị, Thiên Nguyên Thương Hội ta cũng không đáng kể, ngược lại không phải lần đầu tiên, nhưng đối với danh dự của Vạn Bảo Lâu các ngươi, sợ là không tốt ha. Ninh Linh Nhi cũng đứng ra, lạnh lùng nói. Thôi Lâu Chủ, ta bất quá là một giới nữ lưu, luân trí tuệ miệng lưỡi, không bằng các ngươi. Luân tu vì vũ đạo, cũng không bằng các ngươi, nhưng ta biết thương minh chính là do mấy trăm thương hội cộng đồng định ra quy củ thiết luật, hôm nay là Thôi Lâu Chủ chủ trì song quyết, chính là tụ tập mục đích chung cùng với tín nhiệm của mấy trăm thương hội đối với Vạn Bảo Lâu, Thiên Nguyên Thương Hội ta bị người đả thương, cùng với vừa nãy chết thảm người vô tội, cầu Thôi Lâu Chủ cho lời giải thích.